siêu cấp cường giả, Bùi Đông Lai. Tập 21. 11 giờ, quán bar bắt đầu diễn ra ca nhạc, đám người Bùi Đông Lai cũng giống như những khách nhân khác, đều đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Reng, reng. Đột nhiên, điện thoại của Bùi Đông Lai rung, hắn liền rút điện thoại ra thì thấy người gọi đến là Mộ Khuynh Nhan. Từ sau khi từ biệt ở Đông Hải thì Bùi Đông Lai chưa từng gặp mặt Mộ Khuynh Nhan, bất quá Mộ Khuynh Nhan đã từng gọi điện với Bùi Đông Lai để nói chuyện, chứ ở trong điện thoại Mộ Khuynh Nhan tự mình mở miệng nói cảm ơn với Bùi Đông Lai vì hắn đã đưa cho nàng ca khúc kia thì nàng cũng đã hỏi đến cuộc sống của hắn. Tớ đi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Bùi Đông Lai cầm lấy điện thoại đứng lên, nói cho mọi người một tiếng rồi hướng bên ngoài quán bar đi ra. Bởi vì khoảng cách khá xa cho nên lúc Bùi Đông Lai vừa ra ngoài cửa quán bar thì điện thoại hắn cũng đã tắt. Làm sao lại không nghe máy? Chẳng lẽ là đang bận sao? Nam Cảng, vịnh nước cạn, Mộ Khuynh Nhan mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, trên mặt còn đang đắp một lớp mặt nạ, nhìn thấy điện thoại bị ngắt thì mở miệng nói. Mặc dù là muốn cùng Bùi Đông Lai nói vài lời nhưng mà nghĩ đến Bùi Đông Lai rất có thể đang bận cho nên Mộ Khuynh Nhan cố nén vọng động. Khuôn mặt lộ ra vẻ mất mát, đặt chiếc điện thoại lên bàn. Reng, reng. Sau đó, coi như lúc Mộ Khuynh Nhan định gỡ mặt nạ ra thì điện thoại lại rung chuông. Thấy vậy, Mộ Khuynh Nhan liền giống như một hài tử, cười cười rồi cầm điện thoại lên, bấm nút nghe. Ý không tốt, Khuynh Nhan, vừa rồi tớ đang ở quán bar, trong quán bar quá ồn cho nên không thể nào nghe điện thoại của cậu được. Sau khi điện thoại được chuyển, giọng nói của Bùi Đông Lai liền vang bên tai của Mộ Khuynh Nhan. Không sao, tớ còn tưởng cậu đang bận mà. Mộ Khuynh Nhan một bên gỡ mặt nạ, một bên nở ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Đúng rồi, đến quán ba làm gì thế? Chị của một bằng hữu đoạt được chức quán quân của cuộc thi Trung Quốc Idol nên mọi người mới đến quán ba để chúc mừng nàng. Bùi Đông Lai cũng không có giấu giếm Mộ Khuynh Nhan. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, Mộ Khuynh Nhan liền tỏ ra kinh ngạc. Người ấy tên là Trang Hiểu Vân, là chị của bằng hữu cậu luôn à? Ừ, thật thần kỳ à. Mộ Khuynh Nhan có chút kinh ngạc. Công ty vốn là để tớ đến trao giải, bất quá bởi vì album mới sắp được phát hành cho nên tớ không thể đi được, bỏ qua cơ hội rồi. À nè Đông Lai, Trang Hiểu Vân hát thật êm tai, có cơ hội thì cậu phải giới thiệu Trang Hiểu Vân cho tớ quen biết một chút nha. Không thành vấn đề. Bùi Đông Lai cười cười. Cậu chính là một minh tinh có tiếng, nếu để cho nàng ta biết cậu cũng muốn làm quen với nàng ta thì khẳng định nàng ta sẽ rất vui vẻ. Nàng ta rất có thiên phú, nếu như được đào tạo một cách bài bản thì thành tựu sau này có lẽ cũng sẽ vượt qua tớ đấy chứ. Mộ Khuynh Nhan cười nói. Bên tai vang lên lời nói Mộ Khuynh Nhan, trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, nói. Khuynh Nhan, cậu nói thử. Nếu tương lai hai người các cậu tạo thành một nhóm nhạc thì như vậy có khả thi hay không? Có a. Mộ Khuynh Nhan không suy nghĩ mà liền trả lời, nàng liền hưng phấn nói. Nàng rất có thiên phú, giọng hát lại rất đặc biệt, quan trọng nhất là tiếng hát lại có tình cảm trong đấy. Nếu như tớ và nàng tạo thành một nhóm nhạc thì tớ nghĩ đến lúc ấy chúng tớ sẽ là rất có triển vọng. Nhưng mà Đông Lai, chuyện này phải có cha nuôi đồng ý mới được. Mộ Khuynh Nhan nói xong lời cuối cùng. Lại nhớ ra cái gì đó, bổ sung. Tớ chỉ nhất thời nói ra mà thôi. Bùi Đông Lai thầm mắng mình hồ đồ, Mộ Khuynh Nhan chính ra cây dụng tiền của tập đoàn Hồng Tinh hơn nữa là nữ nhi thân sinh của TC, làm sao TC có thể để nàng cùng với người khác tạo thành một ban nhạc được. Lại nói, để tớ với cha nuôi thương lượng một chút, nếu có thể thì tớ liền báo cho cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Bùi Đông Lai thỉnh cầu mình, mặc dù chỉ là một giả thiết nhưng mà Mộ Khuynh Nhan rất chú ý. Bùi Đông Lai biết rõ tính cách của Mộ Khuynh Nhan, nghe Mộ Khuynh Nhan nói thế thì hắn cũng cười khổ. Đúng rồi Đông Lai, 3 ngày sau album của tớ sẽ được phát hành, trong đó cũng có bài hát mà cậu đưa cho. Dường như tất cả mọi người đều coi trọng lần này. Mộ Khuynh Nhan vừa nói, do dự một chút, hỏi. Mặt khác, sau khi album của tớ được phát hành thì cũng là đến sinh nhật của tớ, đến lúc đó, công ty sẽ tổ chức một buổi party. Cậu có thể tới tham dự được không? Nói xong, khuôn mặt của Mộ Khuynh Nhan lộ ra vài phần khẩn trương, ngoài ra trong lòng lại tràn đầy mong đợi. Được. Dường như đã nhận ra vẻ mong đợi và khẩn trương của Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm một chút rồi cũng đáp ứng yêu cầu này của Mộ Khuynh Nhan. Ừ. Nghe Bùi Đông Lai nói thế,
Mộ Khuynh Nhan giống như là một đứa trẻ được người lớn thưởng cho một món đồ, nàng hưng phấn mà từ trên ghế salon bật dậy. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Vậy tốt lắm, không gặp không về. Mộ Khuynh Nhan nở nụ cười, hơi thở có vẻ hơi dồn dập. Chấm chấm. Cùng lúc này, trong một bệnh viện cũng là sản nghiệp của tập đoàn Hồng Tinh ở Nam Cảng, trong một phòng bệnh cao cấp, vừa mới làm phẫu thuật xong, Phương Húc Vĩ lộ ra vẻ thống khổ nhìn về phía Phương Khôn, nói. Cha, bác sĩ nói sau này chân của con có thể để lại di chứng, cha nhất định phải báo thù cho con. Trước giường, Phương Khôn mới từ Đông Nam Á về, nghe được tiếng nói của Phương Húc Vĩ thì hắn nhíu mày, trầm mặc không nói, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Cha, mặc dù tên Bùi Đông Lai kia có quan hệ thân mật với Liễu Nguyệt nhưng mà Tiểu Vĩ đã bị đánh cho gãy chân, Tương Thiên Sinh đã không ra mặt giúp cho Tiểu Vĩ thì thôi hơn nữa lại dạy dỗ Tiểu Vũ, thật là quá đáng mà. Thấy Phương Khôn không nói lời nào, vẻ mặt Phương Húc Đông liền bất mãn, nói. Húc Đông, chuyện ấy cha đã nghe qua rồi. Phương Khôn cau mày nhìn thoáng qua Phương Húc Đông, giọng nói vô cùng nghiêm nghị. Không nên quan tâm được mất trước mắt, phải bảo trì bình thản, có như vậy thì mới nhìn xa được. Cha dạy dỗ phải. Phương Húc Đông trong lòng cả kinh, vội vàng cúi người chào. Chuyện tình của Tiểu Vĩ không cần con lo, không lâu nữa. Cha sẽ đòi lại một cái công đạo cho Tiểu Vĩ. Vẻ mặt Phương Khôn không thể nghi ngờ, nói. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt của con là phải làm sao chiếm được trái tim của Mộ Khuynh Nhan, chỉ cần con làm được điều này thì cả Hồng Tinh sẽ là thiên hạ của cha con ta. Biết rồi, cha. Phương Húc Đông liền gật đầu, mà Phương Húc Vĩ lại cảm thấy kích động, trong trí nhớ của hắn, Phương Khôn luôn luôn là một người giữ lời hứa, chuyện hắn đã đáp ứng thì sẽ không bao giờ bỏ qua. Thời gian này Bùi Đông Lai đều dùng toàn bộ tinh lực của mình vào mô hình giả thuyết kinh tế mà Cổ Bồi Nguyên giao cho hắn. Sở dĩ như vậy, không phải là do Bùi Đông Lai muốn trở nên nổi tiếng trong buổi thảo luận sắp tới tại Yên Kinh, mà là hắn không muốn phụ sự kỳ vọng của Cổ Bồi Nguyên, càng không muốn làm mất mặt Cổ Bồi Nguyên. Thân là đệ tử của ngôi sao trong lĩnh vực kinh tế, nếu như hắn làm không tốt đề tài này thì đến lúc đó những người khác sẽ mượn cái cớ này để cười nhạo Cổ Bồi Nguyên. Đây là điều mà hắn không muốn nhìn thấy chút nào. Giữa trưa, 3 ngày sau. Sau khi hoàn thành xong một phần trong mô hình giả thuyết kinh tế thì Bùi Đông Lai cũng nhớ ra hôm nay là ngày phát hành album của Mộ Khuynh Nhan, cũng là ngày sinh nhật của Mộ Khuynh Nhan. Nhớ tới 3 ngày trước mình đáp ứng đi dự sinh nhật của Mộ Khuynh Nhan thì Bùi Đông Lai thầm mắt mình hồ đồ, sau đó hắn không có cùng với đám người NVT đi đến phòng ăn để ăn cơm mà là lấy điện thoại ra bấm số của Liễu Nguyệt. Liễu tỷ. Hôm nay là sinh nhật của Mộ Khuynh Nhan, ta đã đáp ứng đi dự sinh nhật của nàng, kết quả là quên mất cho nên chưa có đặt vé máy bay. Điện thoại được chuyển, Bùi Đông Lai liền nói vào điểm chính. Nhờ tỷ đặt giúp một vé máy bay bay tới Nam Cảng vào chiều nay, chỉ cần khoảng 7 giờ tối đến nơi là được rồi. Đông Lai, bây giờ cậu là người đã có thân phận, có địa vị, sau này muốn đi nơi nào cũng không cần phải ngồi máy bay của các hãng khác. Tập đoàn chúng ta có máy bay thương vụ. Để lát nữa tỷ an bài cho cậu. Đầu bên kia điện thoại, nghe Liễu Nguyệt nói như thế thì Bùi Đông Lai cười khổ. Tạm thời tỷ hãy đặt dùm ta một vé máy bay đi, nếu không có thì dùng chuyên cơ của công ty cũng được. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi. Liễu Nguyệt biết Bùi Đông Lai là người không muốn phô trương, chỉ thích khiêm nhường cho nên đáp ứng sau đó lại nhắc nhở. Đúng rồi, Khuynh Nhan đã là thiên hậu của châu Á, thân phận không giống tầm thường. Người tham gia sinh nhật của cô ấy cũng toàn là người có máu mặt. Như vậy đi, cậu trở về thay đổi trang phục rồi hãy đến sân bay. Được. Mặc dù Bùi Đông Lai là người khiêm tốn nhưng mà cũng phải tùy trường hợp, một thân y phục của hắn lúc này không thích hợp để đến dự những buổi tiệc xa hoa như thế này cho nên hắn liền đáp ứng lời đề nghị của Liễu Nguyệt. Mặc dù Bùi Đông Lai đã khống chế hắc đạo của Hỗ Hàng, hơn nữa rất có thể sẽ nhanh chóng nắm quyền hắc đạo của Giang Tô. Nhưng mà hắn không có thời gian để tốn vào những việc mua quần áo linh tinh, vì thế cũng chỉ có Liễu Nguyệt vì suy nghĩ cho hắn mà đã nhờ những người thiết kế nổi tiếng để thiết kế những bộ quần áo dành riêng cho Bùi Đông Lai. Lúc 3 giờ chiều, Bùi Đông Lai thân mang theo một bộ yến vĩ phục cho chính một vị thiết kế Italy có tiếng thiết kế ra, hắn liền từ chối lời đề nghị đưa đến sân bay của Liễu Nguyệt mà hắn muốn tự mình đến, bên cạnh hắn cũng chỉ có một thành viên huyết sát ngoại hiệu là Lưu Làng làm lái xe. Một trận ở Ngưu Thủ Sơn, dường như toàn bộ thành viên huyết sát đều chết hết, ngoài Tiểu Lang ra thì huyết sát chỉ còn 2 người, Lưu Làng chính là một trong 2 người đó.
Bùi tiên sinh, dựa vào sự an bài của Liễu tiểu thư thì tôi chính là người phụ trách an toàn của ngài trong chuyến đến Nam Cảng lần này. Xe vừa đến sân bay, Lưu Lãng dừng xe, vẻ mặt cung kính hướng Bùi Đông Lai nói. Đối với Lưu Lãng mà nói, hắn tôn kính Bùi Đông Lai là bởi vì thân phận và thực lực của Bùi Đông Lai, cảm thấy một trận đánh không thể nào tin tưởng được ở Ngưu Thủ Sơn của Bùi Đông Lai đã cứu sống tính mạng của hắn. Tôi chỉ đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của Mộ tiểu thư, cũng không có nguy hiểm gì. Bùi Đông Lai cười cười, nói. Huống chi, bên Nam Cảng là địa bàn của Tương tiên sinh, cho nên sẽ không có người nào trêu chọc tôi, anh cứ trở về đi. Được rồi. Lưu Lãng cũng biết, lấy thực lực của Bùi Đông Lai thì cũng sẽ không có mấy ai có thể uy hiếp được Bùi Đông Lai cho nên hắn không nhiều lời mà liền đáp ứng. Bởi vì thời gian không còn sớm nữa cho nên khi thấy Lưu Lãng rời đi thì hắn không có nhiều lời nữa, mà là cầm hai món lễ vật xuống xe sau đó đi vào. Vốn là trong điện thoại Mộ Khuynh Nhan nói Bùi Đông Lai không cần chuẩn bị quà, bất quá Bùi Đông Lai vẫn thông qua hin từ vua Ngọc Thạch Hạ Hà mua được một đôi vòng tay làm bằng phỉ thúy. Ngoài ra, mặc dù Liễu Nguyệt không có đi tới Nam Cảng tham dự buổi tiệc sinh nhật của Mộ Khuynh Nhan nhưng mà nàng cũng chuẩn bị một sợi dây chuyền hồng bảo thạch cho Mộ Khuynh Nhan. Phía trước dường như là đại minh tinh Chu Nhược Đồng. Không phải đâu. Tuyệt đối không sai, lát nữa em sẽ nhờ nàng ký tên. Lúc lên máy bay, một đôi vợ chồng chuẩn bị đến Nam Cảng để hưởng thụ tuần trăng mật, thấy có một nhóm người đang đến máy bay thì mở miệng nói. Thuận theo ánh mắt của bọn họ có thể thấy được phía trước là một cô gái có dáng người gợi cảm, cách ăn mặc vô cùng thời thượng, bên cạnh là bốn gã đại hán khôi ngô, ba nữ nhân mặc đồ công sở cùng với một nam nhân trung niên đeo kính viền vàng. Anh Nhâm, một hồi đừng để hai người ngu ngốc ấy đến quấy rầy tôi. Sau khi lên máy bay, nữ nhân cao ngạo kia ngẩng đầu lên, hoàn toàn không thèm nhìn vào mặt của nữ tiếp viên hàng không, mà là quay đầu lại nói chuyện với người đàn ông trung niên đeo kính viền vàng ở phía sau. Nghe được nữ nhân này nói như vậy, nam nhân trung niên nở ra nụ cười khổ. Thân là người đại diện của Chu Nhược Đồng thì hắn biết rõ, sau khi bước chân vào con đường ca hát thì Chu Nhược Đồng luôn muốn cố gắng một ngày nào đó mình có thể trở thành thiên hậu giống như Mộ Khuynh Nhan. Bởi vì xuất thân của Mộ Khuynh Nhan vô cùng tốt, bởi vì công ty Hồng Tinh không ngại tiền bạc để đầu tư. Ngay cả khi nàng là nữ nhân của Lăng Hoa Cường lão đại sau màn của công ty Hồng Tinh thì cho dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng không làm được việc này. Mà hôm nay, sau khi quay xong quảng cáo Chu Nhược Đồng lại biết hôm nay Mộ Khuynh Nhan đã tung ra album mới, hơn nữa tốc độ tiêu thụ lại vô cùng nhanh chóng, thậm chí là một bài hát trong album có thể nói là một ca khúc kinh điển của nền âm nhạc Trung Quốc cùi bắp trong thế kỷ 21. Sau khi biết tin này, tâm tình Chu Nhược Đồng liền trở nên hỏng bét. Ngay cả quảng cáo cũng không quay nữa mà là trở về. Mà bởi vì kế hoạch là ngày mai sau khi quay xong quảng cáo thì Chu Nhược Đồng mới trở về Nam Cảng vì thế máy bay riêng của công ty Đông Tinh chưa tới cho nên nàng đành phải lên chuyến bay này. Nhược Đồng, không thể dùng thái độ như vậy để đối đãi với fan hâm mộ, sau này đối với cô sẽ vô cùng bất lợi. Đợi sau khi Chu Nhược Đồng ngồi xuống thì tên nam nhân trung niên tên là Nhâm Khải mở miệng khuyên. Tôi không có tâm tình để ý đến bọn họ. Vẻ mặt Chu Nhược Đồng cao cao tại thượng cự tuyệt, giọng nói vô cùng bất mãn. Nghe Chu Nhược Đồng nói thế, thì Nhâm Khải âm thầm thở dài, không nói gì thêm. Thông thường mà nói, nếu có thể ngồi ở khoang hạng nhất trên máy bay thì chứng tỏ chú là người có tiền. Ở dạng tình hình như thế, cho nên sau khi lên máy bay trừ đôi vợ chồng kia ra thì ở khoang hạng nhất cũng có vài người đang âm thầm đánh giá Chu Nhược Đồng. Trong đó đa số nữ nhân thì tỏ ra đối lập mà các nam nhân thì nhìn vào, không thể nào che giấu nội tâm muốn chinh phục. Chị mạnh khỏe, Nhược Đồng, từ khi chị bắt đầu đi hát thì tôi đã là fan của chị. Tôi cùng chồng chuẩn bị đi tuần trăng mật ở Nam Cảng thật không nghĩ rằng ở nơi này có thể gặp được chị, xin hỏi, chị có thể ký lên áo của tôi được không? Sau khi lên máy bay thì người vợ kia liền hướng Chu Nhược Đồng hỏi. Đối mặt với lời thỉnh cầu của cô vợ này thì Chu Nhược Đồng chẳng những không có lấy mắt kính đen xuống, thậm chí ngay cả con mắt cũng không thèm liếc nhìn một cái, mà là nàng tiếp tục xem tạp chí. Xin lỗi, thân thể của Chu tiểu thư đang khó chịu, không thể nào thỏa mãn thỉnh cầu lần này của cô được. Nhâm Khải thấy thế thì không thể làm gì khác hơn là ra mặt giảng hòa dùm Chu Nhược Đồng. Xin Chu tiểu thư thỏa mãn nguyện vọng này của tiểu tiểu. Thấy vậy thì người vợ vẫn không có tức giận. Ngược lại nàng vẫn mở miệng nói, nhưng mà thấy Chu Nhược Đồng vẫn đem mình trở thành không khí thì sắc mặt nàng có chút mất mát.
Sau đó, các hành khách liền theo thứ tự ngồi xuống vị trí của mình. Vì tránh để cho Chu Nhược Đồng bị người khác nhận ra cho nên Nhâm Khải cố ý dùng thân thể của mình để che mặt Chu Nhược Đồng lại. Cho dù như thế nhưng cũng không có ít hành khách nhìn thấy được. Ngài khỏe chứ tiên sinh, xin ngài hãy lấy vé của mình. Sau khi hành khách lên máy bay, Bùi Đông Lai vừa mới chạy tới cửa lên máy bay thì nhân viên kiểm thẻ liền nở ra nụ cười. Bùi Đông Lai mỉm cười lấy vé ra, thuận lợi lên máy bay. Ngài khỏe chứ tiên sinh, mời đi theo tôi. Mắt thấy Bùi Đông Lai ngồi ở khoang hạng nhất thì một nữ tiếp viên hàng không liền cúi người mỉm chào. Không cần đâu. Bùi Đông Lai cười cười, ý bảo mình có thể tìm được chỗ ngồi. Nói xong Bùi Đông Lai liền đi tới trước. Rất nhanh Bùi Đông Lai đã tìm thấy được chỗ ngồi của mình, đó chính là chỗ gần với Chu Nhược Đồng. Bên cạnh Chu Nhược Đồng, Nhâm Khải thấy Bùi Đông Lai đang đi về phía này thì lông mày không khỏi nhăn lại. Xin lỗi, thân thể của Chu tiểu thư đang khó chịu, không thể ký tên cho cậu. Đợi Bùi Đông Lai đến gần, theo bản năng Nhâm Khải cho rằng Bùi Đông Lai là fan hâm mộ của Chu Nhược Đồng cho nên hắn mở miệng nói. Ký tên ư? Bùi Đông Lai thấy Nhâm Khải ngồi ở vị trí của mình, lúc này nghe Nhâm Khải nói như thế thì ngẩn ra, sau đó cười khổ. Vị tiên sinh này, chỉ sợ ông lầm rồi, tôi không đến tìm vị Chu tiểu thư này để ký tên. Vậy cậu đến đây làm gì? Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, vốn tâm tình Chu Nhược Đồng đang khó chịu vì thế nàng liền bỏ quyển tạp chí trong tay xuống, liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái. Ách! Bên tai vang lên lời nói của Chu Nhược Đồng, nhìn khuôn mặt hơi quen của Chu Nhược Đồng thì trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, sau đó, thông qua trí nhớ có liên quan đến Mộ Khuynh Nhan và Tương Cương thì Bùi Đông Lai đã nhận ra Chu Nhược Đồng. Hơn nữa hắn còn biết, sau khi Tương Cương chết thì Chu Nhược Đồng sẽ thay thế Mộ Khuynh Nhan trở thành thiên hậu. Đây là chỗ của tôi. Trong đầu hiện lên những thứ này, Bùi Đông Lai như có điều suy nghĩ nhìn Chu Nhược Đồng một cái, sau đó chỉ vào chỗ ngồi của Nhâm Khải. Bá! Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, sắc mặt BDL hơi đổi, sau đó mở miệng nói. Tôi không có thói quen ngồi cùng với nam nhân xa lạ, cho nên ta hy vọng anh có thể cùng hộ vệ của ta đổi lại chỗ ngồi. Dĩ nhiên, nếu anh cảm thấy bất tiện thì tôi có thể bồi thường tiền cho anh, nói đi. Cần bao nhiêu tiền thì anh mới nguyện ý đổi chỗ này? Tiểu thư, ta đưa cô tiền, cô nguyện cởi chuồng đi lại trong này không? Bùi Đông Lai khẽ nheo lại ánh mắt. Cho tới nay, Bùi Đông Lai đều cảm thấy trên thế giới này có nhiều người tự cho rằng bản thân mình luôn là nhất. Nạp Lan Minh Châu cũng thế mà bây giờ Chu Nhược Đồng cũng vậy. Bùi Đông Lai thật sự rất buồn bực, rốt cuộc Chu Nhược Đồng dựa vào cái gì mà nghĩ rằng Bùi Đông Lai hắn muốn ký tên? Chẳng lẽ là bởi vì Chu Nhược Đồng là một người có cái, khác với những nữ nhân khác sao? Hay là nàng tự cho mình là đẹp, ai ai đi ngang qua cũng phải liếc nhìn nàng một cái. Còn về phần Chu Nhược Đồng muốn nói để Bùi Đông Lai và hộ vệ nàng đổi chỗ thì cái này làm cho Bùi Đông Lai hết chỗ nói rồi. Nếu như Chu Nhược Đồng không muốn ngồi cùng với nam nhân xạ lại thì nàng có thể đổi chỗ với hộ vệ của mình a. Lúc này... Dựa vào trí nhớ của Tiêu Phi thì Bùi Đông Lai đã biết được sau này khi Tương Cương chết đi, thiên hậu Mộ Khuynh Nhan sẽ bị Chu Nhược Đồng xoán chỗ, hơn nữa cuối cùng Mộ Khuynh Nhan sẽ buồn bực mà chết. Cho nên, ấn tượng của Bùi Đông Lai đối với Chu Nhược Đồng liền rơi xuống đáy cốc, thậm chí hắn còn tỏ ra khó chịu, hắn không thích cái loại người luôn coi mình là ông trời kia. Ngoài khó chịu ra Bùi Đông Lai cũng éo có khách khí cùng với Chu Nhược Đồng. Bá! Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì những người bên cạnh Chu Nhược Đồng đều biến sắc, bọn họ đều liếc nhìn nhau, cảm giác kia giống như đang hỏi, tên tiểu tử này ở đâu ra mà kiêu ngạo thế? Mày nói ai là tiểu thư? Sau khi kinh ngạc, Chu Nhược Đồng giận đến bộ ngực run lên, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, dùng ngón tay chỉ vào Bùi Đông Lai, phảng phất nếu như Bùi Đông Lai không xin lỗi nàng thì nàng sẽ liều mạng cùng với hắn. Bá! Tất cả mọi người bên cạnh! Đi theo Chu Nhược Đồng đều đứng dậy hết. Cùng lúc đó, những người ngồi ở khoang hạng nhất đều quay lại nhìn vào Bùi Đông Lai, mà những hành khách ngồi ở xa thì lại ngẩng cố lên, vểnh tai lắng nghe cuộc PK của hai người. Còn về phần các nữ tiếp viên hàng không thì các nàng cũng nhìn lẫn nhau, không biết nên xử lý như thế nào. Từ góc độ đạo lý xem ra, người đại diện của Chu Nhược Đồng đang ngồi ở vị trí của Bùi Đông Lai, hẳn là hắn phải nên đứng dậy. Nhưng mà... Bởi vì thân phận của Chu Nhược Đồng không giống tầm thường cho nên tiếp viên hàng không cũng không dám tới mở miệng, không dám xử lý việc này.
Được rồi, tôi thừa nhận là sai khi đã gọi cô là tiểu thư. Bác gái, tôi sẽ đưa tiền, bác nguyện ý cởi đồ ra rồi chạy đi chạy lại trên máy bay không? Thấy đoàn người Chu Nhược Đồng muốn bức người, khóe miệng Bùi Đông Lai nở nụ cười khinh thường, liền đem Chu Nhược Đồng từ tiểu thư biến thành bác gái. Mày! Chu Nhược Đồng thiếu chút nữa bị chọc tức làm cho hôn mê bất tỉnh, bởi vì là một minh tinh, bởi vì nàng là nữ nhân của Lăng Hoa Cường cho nên vô luận đi đến nơi nào Chu Nhược Đồng cũng được người khác nghênh đón, chưa bao giờ nàng chịu nhục nhã như thế này. Càn rỡ! Mắt thấy Chu Nhược Đồng bị vũ nhục, bốn gã hộ vệ của Chu Nhược Đồng liền rốt rít hướng về phía Bùi Đông Lai, trong đó một tên liền hét lớn. Nếu như các ông không muốn thiếu đi cánh tay, gãy đi một cái chân, bị ta ném xuống thì tốt nhất là ngậm cái miêng lại, đàng hoàng mà ngồi ở chỗ của mình đi. Bùi Đông Lai xoay người, ánh mắt lướt qua bốn gã đại hán khôi ngô, sát ý trên người liền hiện ra. Lộp bộp! Bên tai vang lên tiếng nói của Bùi Đông Lai. Cảm nhận được cổ sát ý kinh khủng trên người của Bùi Đông Lai thì bốn gã hộ vệ của Chu Nhược Đồng chỉ cảm thấy đột nhiên rơi vào hố sâu vạn trường. Sự sợ hãi liền chiếm sâu tâm hồn bọn hắn, làm cho bọn hắn dừng lại không dám tiến lên một bước cũng không dám nói một câu. Chu Nhược Đồng tức giận khi nghe những lời như thế, thấy hộ vệ xuất thủ thì nàng vốn định để hộ vệ của mình hảo hảo dạy dỗ Bùi Đông Lai một phen, để cho Bùi Đông Lai biết cách kẹp cái đuôi mà làm người. Nhưng mà lúc này thấy hộ vệ của mình bị Bùi Đông Lai hù dọa làm cho không dám nhúc nhích thì nàng liền giận đến hai mắt tối sầm, ngã quỵ về phía sau. Nhược Đồng. Nhâm Khải thấy thế thì liền biến sắc, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy Chu Nhược Đồng. Chu Nhược Đồng bị Nhâm Khải đỡ lấy, mở mắt, hé miệng cố gắng nói gì nhưng mà không đợi nàng mở miệng, Bùi Đông Lai đã quay người, cười híp mắt nhìn nàng. Nếu như tôi nhớ không lầm thì cô gọi là Chu Tiểu Thư đúng không? Ừ. Chu Tiểu Thư, có câu nói trong xã hội hiện đại, kim tiền, bạo lực và sắc đẹp được gọi là ba thứ quan trọng nhất. Mới vừa rồi cô nói dùng kim tiền và bạo lực để khiến ta khuất phục, kế tiếp có phải cô muốn nói, chỉ cần ta cùng với hộ vệ của cô đổi chỗ thì cô sẽ ngủ chung với tôi, có đúng không? Ha ha! Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì những hành khách liền phì cười, ở bọn hắn ra thì Bùi Đông Lai quả thật là hơi ác độc một tí, ngoài ác độc ra thì còn có một chút khả ái nữa. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Bùi Đông Lai cùng với nghe tiếng cười của những hành khách khác, sắc mặt của Chu Nhược Đồng liền trở nên trắng bệch, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Chu Tiểu Thư, mặc dù cô muốn gương mặt thì có gương mặt, muốn vóc dáng thì có vóc dáng nhưng mà là một người đàn ông thì tôi có thể nhìn thấy được bộ ngực của cô hơi xệ, đầu gối của cô thâm đen quá, mắt của cô cũng sừng bù nữa chứ, đây cũng chính là nói. Cô là xử nữ, ừ, các loại nữ nhân bị các nam nhân phát nhiều lần rồi ấy. Những lời nói của Bùi Đông Lai giống như là một thanh đao nhọn đâm vào tim Chu Nhược Đồng, làm cho nàng có cảm giác vô lực. Mà tôi đối với nữ nhân như thế thì éo có hứng thú cũng éo có tình thú, cho nên mặc dù cô có muốn dùng sắc đẹp để đổi chỗ thì xin lỗi anh đây cũng éo thèm. Dĩ nhiên cô cũng có thể tìm những người khác để đổi chỗ, có lẽ những người khác sẽ có tình thú đối với cô à. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì những hành khách kia liền trợn tròn mắt, bọn hắn thầm mặc Bùi Đông Lai quả thật là quá độc ác mà. Mà các hành khách nữ trong máy bay lại bị lời nói Bùi Đông Lai chọc cười. Tôi đưa chỗ cho cậu là được rồi, đừng nói nữa. Mắt thấy Bùi Đông Lai càng ngày càng quá, Nhâm Khải sợ Chu Nhược Đồng giận thì hắn một bên đỡ lấy Chu Nhược Đồng, một bên hướng Bùi Đông Lai mở miệng nói xong thì hắn cảm thấy như vậy quả thật là quá mất mặt cho nên bổ sung thêm. Bất quá, tiểu tử, tôi nhắc cho cậu một câu, vừa rồi những lời nói của cậu đã làm tổn hại đến hình tượng của Chu tiểu thư, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôi nói rồi, ta không có hứng thú với nàng. Thấy được Nhâm Khải uy hiếp thì Bùi Đông Lai cười tủm tỉm. Còn nữa, sự kiên nhẫn của tao có hạn, nếu như còn nói luyên thuyên thì tao không cam đoan tao sẽ không xách mày quăng ra đằng kia a. Cậu! Nhâm Khải giận đến không phản bác được. Mày chờ đó, chuyện này ta sẽ không để yên đâu. Chu Nhược Đồng nhảy dựng lên, giống như là một con khổng tước bị nhổ sạch lông, dương nanh múa vuốt ném lại một câu ngoan thoại, sau đó sắc mặt tức giận rời đi. Nhâm Khải thấy thế thì hắn liền trừng mắt liếc Bùi Đông Lai một cái rồi bỏ đi. Đối mặt với câu uy hiếp của Chu Nhược Đồng, Bùi Đông Lai cũng không để ở trong lòng, một núi có thể chứa được hai hổ sao. Ở Nam Cảng, sớm muộn gì thì giữa Hồng Tinh và Đông Tinh cũng sẽ xảy ra một trận chiến,
Chuyện tình của Phương Húc Vĩ thì Tương Cương đã làm ra lựa chọn đứng về phía Bùi Đông Lai, điều này làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy Tương Cương là một người bằng hữu đáng để kết giao. Cho nên, nếu Hồng Tinh cùng Đông Tinh khai chiến, Bùi Đông Lai sẽ không ngần ngại mà giúp cho Tương Cương một chút. Còn về phần nếu Đông Tinh muốn ra mặt giúp cho Chu Nhược Đồng, nữ nhân ngốc nghếch này thì hắn sẽ không ngần ngại mà để cho Hắc Đạo Nam Cảng xóa đi đến của Đông Tinh. Chấm. Sau khi ngồi vào chỗ ngồi khác thì Chu Nhược Đồng liền lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Lăng Hoa Cường. Sau khi gửi tin nhắn xong thì Chu Nhược Đồng cười lạnh liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái, cảm giác kia như muốn nói, chờ khi đến Nam Cảng, tao sẽ từ từ tính sổ với mày. Đối với hết thảy mọi chuyện, Bùi Đông Lai cũng nhìn thấy nhưng mà hắn không để ở trong lòng. Thấy vẻ mặt của Bùi Đông Lai thì những hành khách khác đều không nhịn được mà thầm hỏi, người này rốt cuộc là ai? Làm sao lại kiêu ngạo như thế? Các vị hành khách, máy bay sắp phải cất cánh, xin mời mọi người thắt chặt dây an toàn. Mắt thấy mọi chuyện qua đi, tiếp viên hàng không liền âm thầm thở dài, sau đó, một nữ tiếp viên hàng không liền lên tiếng nhắc nhở mọi người. 5 phút sau, máy bay liền cất cánh. 2 tiếng 40 phút sau, máy bay chậm chậm đáp xuống sân bay ở Nam Cảng. Thông qua cửa sổ trên máy bay thì Bùi Đông Lai thấy được bên ngoài có một chiếc Rolls Royce. Trong xe chính là Lăng Hoa Cường, người đứng đầu của Đông Tinh. Lúc 6 giờ, ánh chiều tà dần dần lặn sâu vào những ngọn núi. Sân bay Nam Cảng, một trong những sân bay tốt nhất của quốc Tết nên lúc này ở sân bay cũng vô cùng bận rộn. Khi máy bay bay từ Đông Hải đến Nam Cảng dừng lại, không đợi nữ tiếp viên hàng không mở miệng thì Chu Nhược Đồng liền đứng dậy. Hướng về phía Bùi Đông Lai cười lạnh một cái, sau đó lắc lắc cái mông nhỏ, mang theo người đại diện cùng với mấy tên hộ vệ đi xuống. Trong máy bay, hành khách thấy được chiếc Rolls Royce Phantom ở đằng xa, không ít người biết nó chính là xe của Lăng Hoa Cường người nắm quyền của Đông Tinh. Cho nên, khi thấy Chu Nhược Đồng vội vàng xuống xe thì nhưng hành khách biết chuyện liền quay lại nhìn Bùi Đông Lai, thầm nghĩ Bùi Đông Lai sẽ gặp phải tai họa. Thấy được Chu Nhược Đồng vội vàng đi xuống. Lại thấy được ánh mắt của những hành khách khác nhìn mình, Bùi Đông Lai cũng không có tỏ ra lo lắng, hắn chỉ híp mắt một cái, cân nhắc nhìn vào chiếc Rolls Royce Phantom đang đậu ở đằng xa kia, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, Bùi Đông Lai mang theo 2 món lễ vật mà mình chuẩn bị cho Mộ Khuynh Nhan đi xuống máy bay. Cùng lúc đó một chiếc Maserati dưới sự hộ tống của 2 chiếc Mercedes-Benz S200 chạy dọc theo sân bay, hướng máy bay mà Bùi Đông Lai ngồi, chạy tới. Cách đó không xa, tại chiếc Rolls Royce Phantom, một tên đại hán có vóc người khôi ngô bước xuống xe, sau đó đi nhanh ra mở cửa sau của xe. Trong xe, thân là một trong 2 lão đại của Hắc Đạo Nam Cảng, Lăng Hoa Cường không có xuống xe mà nhẹ nhàng lắc chén rượu trong tay, thông qua kính phản quan thì hắn nhìn thấy 3 chiếc xe hơi kia đang dần dần chạy đến nơi này. Lăng tiên sinh, phía sau chính là xe của Mộ Khuynh Nhan, 2 chiếc xe khác thuộc về đội bảo vệ của Hồng Tinh. Thân là cận vệ kiêm tài xế Nguyên Nhận liền hồi báo. Theo ta được biết thì hôm nay Mộ Khuynh Nhan sẽ ra ở Bloom mới, hơn nữa cô ta sẽ tổ chức sinh nhật của mình. Chắc hẳn là giờ này cô ta phải ở biệt thự tại Vịnh Nước Cạn để tổ chức bữa tiệc mới đúng, làm sao lại chạy tới đây để đón người được. Lăng Hoa Cường tiếp tục lắc nhẹ chén rượu trong tay, sau đó hắn hỏi Nguyên Nhận. Nguyên Nhận, cậu nói cô ta đến đón ai? Nghe được Lăng Hoa Cường hỏi thế thì Nguyên Nhân cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ, mà là lựa chọn trầm mặc. À, Lăng Hoa Cường nở ra nụ cười sau đó hắn ngẩng cổ lên, chậm rãi uống hết chén rượu, sau đó chậm rãi bước xuống xe. Bởi vì lúc nãy trên máy bay Bùi Đông Lai đã chọc tức Chu Nhược Đồng cho nên nàng đã gửi một tin nhắn cho Lăng Hoa Cường, để Lăng Hoa Cường giúp nàng hảo hảo dạy cho Bùi Đông Lai một bài học, để cho Bùi Đông Lai biết cách làm người. Mặc dù là nhắn như thế nhưng bản thân nàng không nghĩ rằng Lăng Hoa Cường sẽ đích thân đến đây, điều này đã làm cho nàng có cảm giác như mở cờ trong bụng. Anh Cường. Lúc này thấy Lăng Hoa Cường đi xuống xe, Chu Nhược Đồng giống như là thiếu phụ thiếu tình vậy, nét mặt nở ra nụ cười hưng phấn. Nói xong, nàng liền chạy về phía Lăng Hoa Cường. Vài giây sau, Chu Nhược Đồng đã chạy đến bên cạnh Lăng Hoa Cường, không biết là cố ý hay vô tình mà nàng bị trượt chân. Cả người nhào về phía Lăng Hoa Cường. Hành động của Lăng Hoa Cường đã nằm ngoài dự đoán của Chu Nhược Đồng, hắn không có ôm nàng vào trong ngực mà vươn tay ra đỡ nàng. Chậm thôi, làm gì mà chạy gấp vậy? Người ta không phải là nghĩ đến anh Cường sao?
vẻ mặt của Chu Nhược Đồng rộ ra vẻ quyến rũ, làm nũng với Lăng Hoa Cường, người có số tuổi bằng với tuổi cha của nàng. Tốt lắm, bây giờ em đã là một đại minh tinh, phải chú ý mỗi hành động, cẩn thận kẻo bị đám chó săn chụp được. Đối với hành động làm nũng của Chu Nhược Đồng, Lăng Hoa Cường cũng cười cười, dường như cũng không ghét. Đám chó săn kia dám chụp anh Cường sao? Chu Nhược Đồng nũng nịu cười một tiếng, bất quá cũng biết Lăng Hoa Cường rất chú ý đến ảnh hưởng của mọi người cho nên cũng không hổ nháo nữa mà là đứng thẳng người. Ách! Đột nhiên Chu Nhược Đồng thấy được Mộ Khuynh Nhan một thân mang bộ lễ phục dạ hội từ trong chiếc Maserati đi xuống, bên cạnh nàng còn có 4 tên hộ vệ. Mộ Khuynh Nhan tới đây làm gì? Sau khi thấy được cảnh tượng như vậy thì Chu Nhược Đồng liền nhíu mày lại, đôi mắt hiện ra vẻ địch ý mãnh liệt. Nhược Đồng, em nói lúc trên máy bay em bị một tên khi dễ, em xem thử hắn đang đứng ở đâu. Lăng Hoa Cường không trả lời vấn đề của Chu Nhược Đồng, mà là nhìn về đám người phía trước rồi hỏi. Anh Cường, đợi tí để em tìm đã. Nghe Lăng Hoa Cường nhắc tới Bùi Đông Lai, Chu Nhược Đồng liền nhớ lại chuyện trên máy bay. Nàng liền nhìn vào đám người tìm kiếm bóng dáng của Bùi Đông Lai. Có lẽ là do quan tâm đến Bùi Đông Lai nên Mộ Khuynh Nhan không có để ý đến đám người Chu Nhược Đồng và Lăng Hoa Cường. Mộ Khuynh Nhan không để ý nhưng mà 4 tên hộ vệ Hồng Tinh lại lộ ra bộ dạng cảnh giác. Uây, đây không phải là Mộ Khuynh Nhan sao? Đúng là Mộ Khuynh Nhan rồi. Ta nhớ được Mộ Khuynh Nhan là người thuộc công ty Hồng Tinh, làm sao hôm nay nàng cùng chủ tịch tập đoàn Đông Tinh là Lăng Hoa Cường cùng xuất hiện? Chẳng lẽ là nàng đi theo Đông Tinh rồi ư? Mộ Khuynh Nhan chẳng những là trụ cột của Hồng Tinh hơn nữa còn là con gái nuôi của Tương Tiên Sinh, làm sao có thể bị Hồng Tinh đuổi đi được? Lúc Mộ Khuynh Nhan đi về phía máy bay thì những hành khách thấy nàng liền bàn tán to nhỏ. Anh Cường, chính là tên hỗn đản kia. Lúc này, Chu Nhược Đồng thấy Bùi Đông Lai từ máy bay đi ra thì liền đưa tay chỉ về phía Bùi Đông Lai. Lăng Hoa Cường nhìn về phía Chu Nhược Đồng chỉ. Phát hiện được là Bùi Đông Lai thì trong lòng hắn liền động. Thân là đại ca của Đông Tinh thì Lăng Hoa Cường chẳng những biết được chuyện Mộ Khuynh Nhan bị bắt, mà hắn còn biết Mộ Khuynh Nhan được Bùi Đông Lai cứu ra, thậm chí ngay cả chuyện Mộ Khuynh Nhan vì muốn cảm ơn Bùi Đông Lai cho nên đã đến Đại học Đông Hải biểu diễn thì hắn cũng biết rõ. Ngoài ra, Lăng Hoa Cường cũng đã có ảnh chụp và tư liệu của Bùi Đông Lai cho nên đối với Bùi Đông Lai thì hắn cũng không cảm thấy xa lạ gì. Anh Cường là tên hỗn đản kia. Hắn không những khi dễ em mà còn nói năng lỗ mãng với công ty nữa, anh nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hắn mới được. Chu Nhược Đồng vốn tưởng rằng sau khi nghe mình nói thì Lăng Hoa Cường sẽ kêu thủ hạ đến dạy dỗ hắn, lúc này nàng thấy Lăng Hoa Cường trầm mặc không nói thì liền lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Đông Lai! Không đợi Lăng Hoa Cường trả lời Chu Nhược Đồng, lúc này Mộ Khuynh Nhan đã thấy Bùi Đông Lai đi xuống, nàng liền hướng về phía Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay. Đông Lai là ai? Nghe được Mộ Khuynh Nhan lên tiếng kêu thì đám hành khách liền nhìn đông nhìn tây, dường như muốn nhìn Mộ Khuynh Nhan rốt cuộc là gọi người nào. Lúc trước ở trong điện thoại Mộ Khuynh Nhan từng nói muốn ra sân bay đón hắn nhưng Bùi Đông Lai đã cự tuyệt, hôm nay thấy Mộ Khuynh Nhan không nói lời nào liền chủ động đến đón mình thì Bùi Đông Lai liền có chút cảm động, vì vậy hắn liền phất phất tay ý bảo đã thấy Mộ Khuynh Nhan. Thấy Bùi Đông Lai hướng về phía Mộ Khuynh Nhan vẫy vẫy tay thì đám hành khách ở trên máy bay liền ngây ngốc. Người này chẳng những vũ nhục Chu Nhược Đồng hơn nữa còn có quan hệ với Mộ Khuynh Nhan, rốt cuộc hắn là người nào? Không phải riêng gì đám hành khách trên chuyến bay ấy mà còn có cả Chu Nhược Đồng. Tên hỗn đản này làm sao lại quen biết với Mộ Khuynh Nhan được chứ? Dưới ánh trời chiều, Chu Nhược Đồng thấy Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan vẫy vẫy tay nhau thì liền đơ như cây cơ. Nhược Đồng, chúng ta đi. Ở khi Chu Nhược Đồng ngây người thì Lăng Hoa Cường liền mở miệng. Cường, anh Cường, anh. Lời nói của Lăng Hoa Cường làm cho Chu Nhược Đồng vừa mới lấy lại tinh thần lại thêm một lần ngây dại nữa. Giờ phút này Chu Nhược Đồng hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Phải biết rằng, Lăng Hoa Cường nhận được tin nhắn của nàng mới đến đây dễ dạy dỗ Bùi Đông Lai, mà lúc này Lăng Hoa Cường thấy được Bùi Đông Lai thì liền rời đi, điều này có thể làm cho nàng không cảm thấy khiếp sợ sao? Nhược Đồng. Hắn khi dễ em nên phải trả giá thật đắt nhưng mà bây giờ còn không phải lúc. Lăng Hoa Cường liền mở miệng, phảng phất như đang nhắc đến một chuyện nhỏ không đáng kể. Anh Cường sợ ảnh hưởng hình ảnh đến công chúng sao? Trong lòng Chu Nhược Đồng liền động, làm ra phán đoán. Có câu nói quân tử báo thù, 10 năm không muộn.
Tục ngữ còn nói, thù không cách đêm. Đối với Chu Nhược Đồng mà nói thì nàng hận không thể làm cho Bùi Đông Lai giống như một con chó Trung Quốc quỳ rạp xuống trước mặt nàng để nhận sai. Dưới tình hình như vậy, mặc dù lúc này nàng đoán được ý đồ của Lăng Hoa Cường nhưng trong lòng nàng cũng không cam lòng, nàng liền quay đầu trừng mắt liếc Bùi Đông Lai một cái. Trong đám người, Bùi Đông Lai không có nhìn Chu Nhược Đồng mà là hắn đang âm thầm quan sát Lăng Hoa Cường. Bởi vì trong đầu dung hợp trí nhớ của Tiêu Phi cho nên Bùi Đông Lai liền nhận ra Lăng Hoa Cường, đồng thời hắn cũng biết Lăng Hoa Cường đến đây là để báo thù cho Chu Nhược Đồng. Nhưng thứ này không phải là nguyên nhân làm cho Bùi Đông Lai âm thầm quan sát hắn. Hắn vẫn âm thầm quan sát Lăng Hoa Cường là bởi vì hắn cảm thấy được Lăng Hoa Cường giống một người nhưng nhất thời hắn lại không nghĩ ra. Sau đó, lúc Lăng Hoa Cường mang theo Chu Nhược Đồng đi vào chiếc Rolls-Royce Phantom thì Bùi Đông Lai cảm nhận được một tia nguy hiểm, chó cắn là chó không sủa mà chó nào sủa là chó không cắn, Lăng Hoa Cường thuộc về loại người đầu tiên. Đột nhiên, linh quang trong đầu Bùi Đông Lai hiện lên. Rốt cuộc Bùi Đông Lai cũng nhớ được Lăng Hoa Cường giống ai? Trang Bích Phàm. Chẳng lẽ Lăng Hoa Cường là cha ruột của Trang Bích Phàm? Phát hiện được Lăng Hoa Cường có khuôn mặt giống Trang Bích Phàm, nhớ đến những lời Trang Bích Phàm nói trong lúc say rượu thì trong đầu Bùi Đông Lai lại hiện lên ý nghĩ này. Sau khi nghĩ đến ý niệm này, Bùi Đông Lai lại cảm thấy đây là một chuyện quá buồn cười. Dựa theo lời nói của Trang Bích Phàm thì khi hắn còn bé ở nông thôn thì cha của hắn lúc ấy chỉ là một người nông dân. Một người nông dân đi ra ngoài kiếm việc làm, một người bây giờ là lão đại của Hắc Đạo Nam Cảng, thân phận hai người quả thật là chênh lệch quá lớn. Lúc này Bùi Đông Lai đã dừng bước đưa mắt nhìn theo đoàn người Lăng Hoa Cường rời đi, lúc Mộ Khuynh Nhan đến cạnh hắn thì hắn cũng chưa lấy lại tinh thần. Mắt thấy Bùi Đông Lai cứ nhìn chằm chằm vào đám người Lăng Hoa Cường thì Mộ Khuynh Nhan trực tiếp đi tới bên cạnh, sau đó quơ quơ cánh tay trước mặt Bùi Đông Lai, hỏi. Đông Lai, cậu làm sao vậy? À, nghe Mộ Khuynh Nhan hỏi thế thì Bùi Đông Lai liền lấy lại tinh thần, cười cười. Không có gì, chỉ là đang nhớ lại một chuyện. Cậu biết Lăng Hoa Cường cùng Chu Nhược Đồng sao? Mộ Khuynh Nhan nhớ tới lúc nãy Bùi Đông Lai nhìn vào Lăng Hoa Cường và Chu Nhược Đồng đến xuất thần thì hơi tò mò. Bùi Đông Lai lắc đầu, cười nói. Ở Nam Cảng tớ chỉ biết Mộ Khuynh Nhan đại mỹ nữ cùng Tương Tiên Sinh mà thôi. Hi hi. Lời nói của Bùi Đông Lai làm cho Mộ Khuynh Nhan vui lên. Này, tặng cậu, sinh nhật vui vẻ. Bùi Đông Lai thấy thế. Đem lễ vật chuẩn bị đưa tới trước mặt Mộ Khuynh Nhan. Vòng tay là của mình mua cho cậu, còn dây chuyền là của Liễu tỷ tặng cho, tỷ ấy chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Không phải nói là không cần mua quà rồi sao? Trên mặt Mộ Khuynh Nhan hơi ửng đỏ, sau đó nhu tình như nước nhìn Bùi Đông Lai một cái, cầm lấy quà. Cảm ơn. Đi lên xe rồi xem. Mắt thấy Mộ Khuynh Nhan nhận lấy lễ vật rồi muốn mở ra xem thì Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Nếu để cho mọi người biết cậu đến đón tớ thì chỉ sợ bọn hắn sẽ ném tớ xuống sông cho cá ăn. Hừ, kệ bọn họ. Mộ Khuynh Nhan vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói, sau đó cầm gói quà để vào trong lòng giống như là một bảo bối vậy. Nàng cùng Bùi Đông Lai đi đến chiếc Maserati. Một phút sau, Bùi Đông Lai cùng Mộ Khuynh Nhan vào xe, sau đó ba chiếc xe hơi khởi động, hướng về phía biệt thự Vịnh Nước Cạn chạy tới. Trong xe, Mộ Khuynh Nhan để quà của Liễu Nguyệt tặng một bên, sau đó nàng gấp gáp mở gói quà mà Bùi Đông Lai tặng cho mình. Mở gói quà ra, Mộ Khuynh Nhan hít sâu một hơi. Trong hộp, một đôi vòng tay xanh biếc, linh khí bức người tản ra ánh sáng lóng lánh làm cho người ta có cảm giác không dám động vào nó, sợ làm bẩn nó. Thật đẹp! Nhìn đôi vòng tay, một người không có nghiên cứu ngọc thạch như Mộ Khuynh Nhan cũng trợn to hai mắt, kìm không được mà thở dài, nói. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn đi dự sinh nhật của một người bạn khác phái, cũng là lần đầu tiên hắn tặng quà. Vì muốn tặng quà cho Mộ Khuynh Nhan nên hắn đã nhờ đám người Ngô Vũ Trạch tư vấn. Kết quả là Trang Bích Phàm mở miệng nói ra mua kim cương nhưng lại bị Ngô Vũ Trạch mắng đó là thứ phàm phu tục tử, Ngô Vũ Trạch lại đề nghị tặng phỉ thủy. Lúc này thấy Mộ Khuynh Nhan thích món quà mình tặng thì Bùi Đông Lai âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết. Bản thân Mộ Khuynh Nhan thích chính là thích tấm lòng của Bùi Đông Lai chứ không phải là thích món phỉ thủy này. Đây cũng là nói, cho dù Bùi Đông Lai có tặng hòn đá ở bên bờ sông thì Mộ Khuynh Nhan cũng sẽ coi nó là bảo tối. Cảm ơn cậu Đông Lai, nó thật là đẹp.
Trong lòng Mộ Khuynh Nhan giống như là đã ăn phải mật, sắc mặt hạnh phúc nói. Nói xong, nàng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn Bùi Đông Lai một cái. Sau đó, nàng liền cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ lên giống như một đứa trẻ làm sai việc gì đó, cảm giác kia hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui vào. Ban đầu ở Đông Hải, lúc Bùi Đông Lai đưa cho Mộ Khuynh Nhan ca khúc kia thì Mộ Khuynh Nhan cũng kích động rồi hôn hắn, lúc ấy Bùi Đông Lai cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao con người cũng có lúc vọng động mà đối với ca sĩ thì bài hát kia quả thật là một bảo vật vô giá. Nhưng mà, giờ phút này lại hưởng thụ một lần nữa môi thơm của Mộ Khuynh Nhan thì Bùi Đông Lai mơ hồ cảm thấy Mộ Khuynh Nhan đã không coi hắn là một bằng hữu bình thường mà. Có cái ý nghĩ này, trong lòng Bùi Đông Lai âm thầm kêu khổ. Tần Đông Tuyết là nữ nhân của ta. Ý nghĩ này đã khắc sâu vào tâm linh của hắn. Vì lời ước định ngày đó mà Bùi Đông Lai không ngừng phấn đấu, cố gắng để thế lực bản thân mình tăng lên. Vô luận là Hạ Y Na hay Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai đều cảm nhận được các nàng là người ưu tú. Từ góc độ nam nhân mà nói thì Bùi Đông Lai không dám nói mình không yêu nàng, nếu nói như vậy thì đó chính là lừa dối bản thân. Ban đầu đối với Hạ Y Na chủ động tỏ tình thì Bùi Đông Lai sợ sẽ phụ tấm chân tình của Tần Đông Tuyết, hắn sợ Hạ Y Na sẽ không được công bằng, cuối cùng hắn liền dứt khoát cự tuyệt lời tỏ tình Hạ Y Na, khiến Hạ Y Na lệ rơi đầy mặt. Giờ phút này cảm nhận được tình cảm của Mộ Khuynh Nhan đối với mình, Bùi Đông Lai liền có chút chần chờ. Ở Bùi Đông Lai xem ra, mặc dù Mộ Khuynh Nhan có cuộc sống như thế này là do một tay tương cương che chở. Nàng giống như một khối thủy tinh trong suốt, trắng không tì vết. Muốn để cho Bùi Đông Lai đích thân phá hủy tấm thủy tinh này thì hắn cảm thấy đó là việc quá mức tàn nhẫn. Nhưng mà, muốn để hắn để Tần Đông Tuyết chờ trong yên lặng, còn bản thân cùng Mộ Khuynh Nhan ở chung một chỗ thì hắn không làm được. Đúng rồi Đông Lai, nghĩa phụ tớ đã đi Nhật Bản nói chuyện làm ăn, sáng mai sẽ trở về, người nhờ tớ nói lại với cậu một tiếng. Mắt thấy sau khi được mình hôn Bùi Đông Lai tỏ ra ngơ ngác thì Mộ Khuynh Nhan liền lấy hết dũng khí, lén lén nhìn Bùi Đông Lai một cái, sắc mặt thẹn thùng nói. Ừ, lời nói của Mộ Khuynh Nhan làm cho Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần, hắn có chút không yên lòng đáp một tiếng nhưng trong lòng thì thầm quyết định, nếu không thể làm tổn thương Mộ Khuynh Nhan, cũng không muốn có lỗi với Tần Đông Tuyết thì biện pháp tốt nhất chính là giữ khoảng cách với Mộ Khuynh Nhan. Có lẽ là do trong lòng quá mức khẩn trương cho nên Mộ Khuynh Nhan không có thấy được vẻ khác thường của Bùi Đông Lai, sau khi nói xong câu ấy thì nàng liền trở lại trạng thái ban đầu, cả người giống như là một con chim nhỏ, líu rít bên cạnh Bùi Đông Lai mà giới thiệu cảnh sắc ở Nam Cảng, phong tục Nam Cảng, cuối cùng là nói đến đề tài ăn vặt. Đông Lai, sau khi bữa tiệc kết thúc thì tớ sẽ dẫn cậu đến miếu nhai để ăn vặt. Nói đến đồ ăn vặt Mộ Khuynh Nhan liền giống như một chú mèo tham ăn. Âm thầm nuốt một ngụm nước miếng rồi đề nghị. Đồ ăn vặt ở miếu nhai không thể so sánh với miếu thành hoàng ở Đông Hải nha. Được. Hơi chần chờ, cuối cùng Bùi Đông Lai cũng đáp ứng đề nghị của Mộ Khuynh Nhan, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Mộ Khuynh Nhan, vô luận như thế nào thì cũng không thể để Mộ Khuynh Nhan không vui. Lúc này, trong một gian phòng bệnh cao cấp thuộc tập đoàn Đông Tinh, Phương Húc Phí thấy anh trai mình sau khi nhận được điện thoại xong thì sắc mặt trở nên âm lãnh dọa người, hắn liền hỏi. Anh, điện thoại của ai thế? Đã xảy ra chuyện gì? Tên tiểu tạp chủng làm cho em bị thương đã đến Nam Cảng. Vẻ mặt Phương Húc Đông âm trầm, nắm chặt hai đấm, nói. Sau khi Khuynh Nhan biết tin hắn đến thì liền ra sân bay đón hắn. Anh, tên tiểu tạp chủng này quả thật là khinh người quá đáng. Chúng ta phải dạy cho hắn một bài học, nếu không thì hắn sẽ cảm thấy chúng ta là chó mèo. Nghe được Phương Húc Đông nói thế thì Phương Húc Vĩ không khỏi sửng sốt, sau đó tức giận nói. Sắc mặt Phương Húc Đông tỏ ra âm lãnh, dọa người không nói gì. Anh, em biết cha không để cho anh nhúng chân với việc của em. Nhưng mà không riêng gì em mà người người ở Nam Cảng đều biết Mộ Khuynh Nhan là nữ nhân mà anh ưa thích. Cái tên tiểu tạp chủng kia đã thương em đã đành. Thế nhưng hắn lại không biết trời cao đất rộng mà dám cướp lấy Mộ Khuynh Nhan, đây quả thật là đánh vào mặt anh mà. Thấy Phương Húc Đông không nói lời nào, Phương Húc Vĩ biết bởi vì Phương Khôn mà Phương Húc Đông băn khoăn cho nên liền đổ dầu vào lửa, nói. Lùi một bước mà nói, cha để cho anh và Mộ Khuynh Nhan ở chung một chỗ không phải là muốn để anh thuận lợi tiếp nhận cả Hồng Tinh sao? Anh thử nghĩ một chút đi, nếu như tên tiểu tạp chủng kia dùng miệng lưỡi để lừa gạt Mộ Khuynh Nhan vào tay.
đến lúc đó chẳng phải kế hoạch của anh và cha sẽ tan thành bọt biển sao? Thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lại vào. Bên tai vang lên lời nói của Phương Húc Vĩ thì hai tay Phương Húc Đông nắm chặt lại, vẻ mặt tràn đầy sát ý nói. Tốt nhất là hắn nên cút ra khỏi Nam Cảng, nếu không thì ta sẽ không ngại mà để cho Nam Cảng này trở thành mồ chôn của hắn. Lúc 7 giờ tối, lúc này Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan đang ngồi trên chiếc Maserati hướng về phía vịnh nước cạn mà chạy tới, ngồi trong xe nhìn những ngôi biệt thự bên ngoài thì trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi âm thầm cảm thán, vịnh nước cạn có thể so sánh được với Los Angeles quả thật là không phải hư danh. Bất chi bất giác, chiếc Maserati đã đi đến trước một ngôi biệt thự. Cửa biệt thự, bốn gã thành viên bảo vệ Hồng Tinh, người mặc tây trang màu đen, đeo tai nghe, giống bốn cây thương đứng thẳng tắp ở đó, chịu trách nhiệm để xác định thân phận của những khách nhân khi tiến vào biệt thự. Ngoài ra, chung quanh biệt thự còn có thành viên của Hồng Tinh âm thầm bảo vệ. Hiển nhiên, kể từ khi sự việc bắt cóc Mộ Khuynh Nhan xảy ra thì Tương Cương liền tăng cường công tác bảo vệ. Bởi vì bữa tiệc sắp bắt đầu cho nên trước biệt thự có không ít khách nhân. Khuynh Nhan, còn 30 phút nữa là buổi tiệc bắt đầu rồi, mọi người đang chờ cô đấy. Mắt thấy chiếc Maserati dừng lại thì người đại diện của Mộ Khuynh Nhan liền đi ra chào đón, có chút lo lắng nói. Cô đi theo tôi lên lầu để thay quần áo rồi còn hóa trang nữa. Khi nói chuyện, người đại diện Mộ Khuynh Nhan không nhìn được mà nhìn Bùi Đông Lai một cái, trong lòng hắn âm thầm tò mò rốt cuộc Bùi Đông Lai có mị lực gì mà có thể khiến cho Mộ Khuynh Nhan tự mình đi đến sân bay để nghênh đón. Đông Lai, cậu đi vào trước đi, tớ đi thay quần áo. Nghe người đại diện nói thế thì Mộ Khuynh Nhan hơi có vẻ lúng túng, hướng về phía Bùi Đông Lai nói. Ừ, Bùi Đông Lai cười cười, không để ý. Thấy Bùi Đông Lai không để ý thì Mộ Khuynh Nhan liền yên lòng đi vào, mà Bùi Đông Lai thì một mình đi vào đại sảnh biệt thự. Trong biệt thự có xây dựng một sân khấu tạm, bên trên sân khấu ban nhạc đang trình diễn những bản nhạc nhẹ nhàng. Phía tây đại sảnh, từng chiếc bàn có trải khăn màu trắng xếp thành một loạt, phía trên để những món ăn cùng những đồ uống đắt tiền. Mà bên cạnh ấy thì lại có một đám người mặc đồng phục vụ thống nhất, đứng ở đây phục vụ cho những khách nhân đến tham gia buổi tiệc. Mười mấy trên khách nhân đứng tề tự nói chuyện, nâng cốc lên. Trong bọn họ có nhân sĩ nổi danh, chính giới cũng như thương giới. Đối với bọn hắn, tham gia buổi tiệc sinh nhật của Mộ Khuynh Nhan chẳng qua là nể mặt Tương Cương. Hơn nữa bọn hắn còn muốn mượn cơ hội lần này để kết giao bằng hữu, khuếch trương nhân mạch của mình. Đây là một cuộc tụ hội đúng theo phong cách thượng lưu. Hoan nghênh Bùi tiên sinh. Đột nhiên, giọng nói của quản gia Tưởng gia ở cửa đại sảnh vang lên. Bùi tiên sinh. Nghe được giọng nói vang lên thì những khách nhân đang nói chuyện liền ngừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía cửa biệt thự. Đối mặt với những ánh mắt ngạc nhiên, nghi hoặc thì Bùi Đông Lai cũng không có để ý mà là đĩnh đạc cất bước đi vào, ánh mắt thầm liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có người quen. Tiên sinh tôn kính, buổi tối tốt. Một gã bồi bàn thấy Bùi Đông Lai tiến vào thì liền bưng khay rượu đi tới bên cạnh Bùi Đông Lai, giống như là một thân sĩ, một tay chắp ra sau lưng, khẽ người cúi chào, bưng một chén rượu đưa đến trước mặt Bùi Đông Lai. Cảm ơn. Bởi vì trong này không có người quen cho nên Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt lại. Mỉm cười nhận lấy chén rượu. Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ. Bồi bàn một lần nữa khom người, nói một câu rồi lui về. Các ông có biết người thanh niên mới vào cửa là ai không? Tôi không biết. Tôi cũng vậy, chưa từng nghe qua ở Nam Cảng có nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là từ Đại Lục tới? Sau khi bồi bàn đi, Bùi Đông Lai liền đứng vào một góc khuất trong đại sảnh. Bằng vào thính lực biến thái của mình thì hắn có thể nghe được những tiếng nghị luận của mọi người. Tò mò thì tò mò, những nhân vật có uy tín ở Nam Cảng này cũng không lên bắt chuyện với Bùi Đông Lai. Trong lúc nhất thời, Bùi Đông Lai bị những khách nhân kia cô lập. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì đêm nay hắn đến là bởi vì xem Mộ Khuynh Nhan là bằng hữu chứ không phải là ôm mục đích đến giống những tên khách nhân kia. Đối với việc này Bùi Đông Lai cũng không để ý, cũng không lộ ra vẻ khó chịu. Trong một gian phòng trên lầu 2, sau khi đổi trang phục xong thì Mộ Khuynh Nhan ngồi trước gương để thợ trang điểm hóa trang. Khuynh Nhan, anh nghe mới vừa rồi em có đến sân bay để đón một người. Đứng ở bên cạnh Mộ Khuynh Nhan, Phương Húc Đông mở miệng hỏi. Lúc mở miệng hỏi, trên mặt Phương Húc Đông không có lộ ra vẻ bất mãn. Đúng vậy, anh Húc Đông.
Nghe được Phương Húc Đông nói thế thì Mộ Khuynh Nhan liền trả lời. Em đến sân bay để đón Đông Lai. Đông Lai là ai? Phương Húc Đông lựa chọn giả ngu. Cậu ta là bạn thân của em, đến từ Đông Hải. Mộ Khuynh Nhan vừa nói, khóe miệng liền nở ra nụ cười hạnh phúc. Anh Húc Đông, một lát nữa em sẽ giới thiệu để hai người làm quen với nhau. Nghe được Mộ Khuynh Nhan nói thế, nhìn thấy nụ cười trên miệng của Mộ Khuynh Nhan thì ánh mắt của Phương Húc Đông lóe lên, sau đó hắn vẫn mỉm cười nói. Khuynh Nhan, trước tiên em cứ trang điểm đi, anh đi xuống nói chuyện với những khách nhân ở bên dưới. Tốt, đã làm phiền anh Húc Đông rồi. Mộ Khuynh Nhan cũng không có nhận thấy được vẻ âm lãnh trong đôi mắt Phương Húc Đông. Phương Húc Đông không có nói cái gì nữa mà là xoay người rời đi. Trong lúc xoay người rời đi, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt âm trầm. Rất nhanh, Phương Húc Đông đã đi xuống bên dưới, hắn đi tới bồi bàn lấy một chén rượu, giống như là chủ nhân ở nơi này, đi dạo quanh khắp nơi rồi trò chuyện với các khách nhân. Húc Đông, người trẻ tuổi kia là ai? Một gã có thân phận hiển hách của giới tài chính Nam Cảng mở miệng hỏi Phương Húc Đông. Lương Thúc, nghe nói hắn là bằng hữu của Khuynh Nhan, đến từ Đại Lục, bất quá cháu không nhận ra. Phương Húc Đông nhìn Bùi Đông Lai một cái rồi nói. Như vậy à? Người được Phương Húc Đông gọi là Lương Thúc liền cười cười, phần tò mò đối với thân phận Bùi Đông Lai liền biến mất. Bởi vì ở hắn xem ra nếu Bùi Đông Lai có thân phận không tầm thường thì Phương Húc Đông sẽ nhận ra. Sau đó, Phương Húc Đông cũng bị những khách nhân khác hỏi về thân phận của Bùi Đông Lai. Mỗi một lần, Phương Húc Đông đều trả lời thuyết phục. Nghe được câu trả lời của Phương Húc Đông thì mọi người đều không để ý đến Bùi Đông Lai nữa, đã coi Bùi Đông Lai trở thành không khí. Kể từ đó, Bùi Đông Lai hoàn toàn bị cô lập. Đối mặt với hết thảy, Bùi Đông Lai cũng không tỏ thái độ, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh đứng ở đó. Âm thầm phát hiện thấy Bùi Đông Lai không thèm để ý, không có một chút giác ngộ tự động cút khỏi nơi này thì Phương Húc Đông nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. 7:30, Mộ Khuynh Nhan thân mang một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, giống như là một nàng công chúa xinh đẹp từ trên lầu đi xuống. Thấy Mộ Khuynh Nhan đi xuống, thì toàn bộ khách nhân là nam nhân hai mắt đều tỏa sáng, đồng thời nghĩ đến cảnh Phương Húc Đông có thể trở thành nam nhân của Mộ Khuynh Nhan, trở thành con rể của Tương Cương, giành được tập đoàn Hồng Tinh thì đều cảm thán. Lúc này Mộ Khuynh Nhan đang âm thầm tìm kiếm bóng dáng của Bùi Đông Lai. Sau khi nàng thấy được Bùi Đông Lai thì khóe miệng nở ra một nụ cười mê người, sau đó chậm rãi đi về phía sân khấu giữa đại sảnh. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đến tham gia buổi tiệc hôm nay của Khuynh Nhan. Rất nhanh, Mộ Khuynh Nhan đã đi tới sân khấu rồi cầm lấy microphone nói lời cảm tạ với mọi người. Bành bạch! Tất cả mọi người đều vỗ tay. Khuynh Nhan hy vọng mọi người có thể vui vẻ trong buổi tiệc hôm nay. Tiếng vỗ tay rơi xuống. Mộ Khuynh Nhan lại lên tiếng một lần nữa. Bành bạch. Tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa, một tên bồi bàn liền đẩy xe bánh ngọt đi đến giữa sân khấu. Sau khi xe dừng lại, đèn đuốc trong đại sảnh liền bị tắt đi, Phương Húc Đông từ trong đám người bước ra, đi lên cùng Mộ Khuynh Nhan thắp nến. Mộ Khuynh Nhan vốn là muốn để bản thân mình và Bùi Đông Lai cùng nhau thắp nến nhưng thấy Phương Húc Đông đi lên thì nàng liền bỏ qua ý niệm này, tùy ý để Phương Húc Đông cùng nàng thắp nến. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Mắt thấy hai người thắp nên thì toàn bộ khách nhân đều hát lên bài hát Happy Birthday. Khuynh Nhan, ước đi nào. Sau khi mọi người hát xong, Phương Húc Đông cười nói. Mộ Khuynh Nhan gật gật đầu, xuyên qua khe hở giữa đám người, nhìn thấy được khuôn mặt Bùi Đông Lai thì khuôn mắt nàng lộ ra vẻ hạnh phúc rồi nhắm mắt lại. Vài giây đồng hồ sau, Mộ Khuynh Nhan mở mắt, một hơi thổi tắt tất cả cây nến. Bành bạch. Nến được thổi tắt, ánh đèn trong lại sảnh lại sáng lên, những tiếng vỗ tay lại được vang lên. Trong tiếng vỗ tay, Phương Húc Đông chủ động cầm lấy dao ăn cắt một miếng bánh ngọt đưa cho Mộ Khuynh Nhan. Cảm ơn anh Húc Đông. Mộ Khuynh Nhan nhận lấy bánh ngọt, lễ phép nói cảm ơn. Sau đó, Mộ Khuynh Nhan cũng không có ăn liền mà là bưng miếng bánh ngọt đi xuống sân khấu. Mộ Khuynh Nhan muốn làm gì? Thấy như vậy một màn. Khuôn mặt các khách nhân hiện lên vẻ nghi ngờ. Ngay sau đó, Đông Lai, một mình tớ ăn không hết, chúng ta cùng nhau ăn đi. Ở dưới cái nhìn nghi hoặc của nhiều người, Mộ Khuynh Nhan bưng miếng bánh ngọt đi đến bên cạnh Bùi Đông Lai, mở miệng hỏi.
Trong phút chốc, toàn trường yên tĩnh. Thân ảnh bị cô lập kia không còn cô đơn nữa. Đông Lai, một mình tớ ăn không hết, chúng ta cùng nhau ăn đi. Bên tai vang lên lời nói ôn nhu của Mộ Khuynh Nhan, nhìn chiếc bánh ngọt, Bùi Đông Lai có thể cảm nhận được tình cảm của Mộ Khuynh Nhan dành cho mình, hắn cũng cảm nhận được ánh mắt toàn trường đang nhìn tập trung vào hắn. Hắn cũng không có để ý đến những ánh mắt đó mà cười khổ. Tớ không ăn đồ ngọt, cậu ăn đi. Ách, Bùi Đông Lai vừa nói xong thì toàn đại sảnh liền xôn xao. Vốn là Mộ Khuynh Nhan mang bánh ngọt đến mời Bùi Đông Lai đã khiến cho đám khách nhân khiếp sợ, lần này Bùi Đông Lai lại từ chối đề nghị cùng ăn với Mộ Khuynh Nhan, điều này có thể làm cho đám khách nhân không hoảng sợ sao? Khiếp sợ rất nhiều, những khách nhân có tâm tư linh thông thì liền đem ánh mắt nhìn về phía Phương Húc Đông. Dưới ánh đèn, nụ cười trên mặt Phương Húc Đông đã biến mất. Mặc dù hắn đã cố gắng khống chế bản thân không để cho xúc động hiện ra trên mặt, nhưng mà khóe mắt liên tục giật giật đã bán đứng nội tâm của hắn. Tức giận. Vô cùng tức giận. Vì để cho Bùi Đông Lai biết Mộ Khuynh Nhan là nữ nhân của Phương Húc Đông hắn, vì để cho hắn không cần mơ tưởng đến cảnh cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, vì muốn để cho Bùi Đông Lai tự động cút khỏi Nam Cảng cho nên lúc nãy Phương Húc Đông đã sử dụng một ít thủ đoạn để khiến Bùi Đông Lai hoàn toàn bị cô lập. Hơn nữa từ sau khi Mộ Khuynh Nhan xuống lầu thì hắn đã hết sức thân mật với Mộ Khuynh Nhan, chủ động cùng Mộ Khuynh Nhan thắp nến rồi sau đó hắn tự mình cắt bánh ngọt rồi đưa cho Mộ Khuynh Nhan. Lúc này, Mộ Khuynh Nhan chẳng những không có cắt bánh cho Phương Húc Đông hơn nữa nàng lại còn chủ động đề nghị muốn cùng ăn chung với Bùi Đông Lai. Nhưng mà, Bùi Đông Lai lại từ chối. Loại tương phản hoàn toàn này đã khiến Phương Húc Đông giống một chú hề. Tớ không chịu. Hôm nay là sinh nhật của tớ, thế nào đi nữa thì cậu cũng phải ăn một chút. Đối với sự oanh động kia, Mộ Khuynh Nhan hồn nhiên không biết lúc này trong mắt nàng chỉ có một mình Bùi Đông Lai, nàng giống như là một cô bé đang làm nũng với bạn trai vậy. Bên tai vang lên lời nói Mộ Khuynh Nhan, nhìn thấy bộ dạng làm nũng của Mộ Khuynh Nhan. Tay phải cầm dao của Phương Húc Đông run lên, cảm giác kia như hận không thể lập tức chém một đao vào Bùi Đông Lai. Vẻ mặt biến hóa của Phương Húc Đông rơi vào trong mắt của đám khách nhân, để cho những khách nhân kia hiểu được một điều. Nếu như Bùi Đông Lai không muốn chết thì tốt nhất là nên từ chối Mộ Khuynh Nhan rồi sau đó tự động biến mất. Mộ Khuynh Nhan cũng không có để ý, mà Bùi Đông Lai lại có thể nhận thấy được vẻ tức giận trong đôi mắt của Phương Húc Đông, hắn cũng có thể nhìn thấy được vẻ mặt cổ quái của đám khách nhân đang nhìn về phía mình. Đối với mọi chuyện hắn cũng không để ở trong lòng. Bùi Đông Lai thở dài nói. Được rồi, chỉ một chút thôi. Ừ. Mộ Khuynh Nhan hưng phấn gật gật đầu, không biết có ý hay là vô tình mà tự mình đút cho Bùi Đông Lai một miếng. Ách! Thấy một màn như vậy thì đám khách nhân liền trở nên phấn khích. Mà Phương Húc Đông thì ức giận đến hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa là ngất đi. Để tớ được rồi. Mắt thấy Mộ Khuynh Nhan tự mình đút cho mình thì Bùi Đông Lai có thể xác định Mộ Khuynh Nhan đã yêu mình. Hắn chỉ cười khổ nói một câu rồi cầm lấy dĩa bánh ngọt của Mộ Khuynh Nhan rồi tự mình ăn một miếng nhỏ. Phương Húc Đông rốt cục cũng không thể nhịn được nữa. Nhưng mà, hắn biết được Bùi Đông Lai có thân thủ không tệ cho nên không dám đến trước mặt Bùi Đông Lai để PK, hắn bỏ dao cắt bánh xuống, sắc mặt âm trầm rời đi. Thấy một màn như vậy, những khách nhân đều dùng một loại ánh mắt bi ai nhìn về phía Bùi Đông Lai. Lúc trước, Bùi Đông Lai đã cảm thấy Phương Húc Đông có vẻ giống với Phương Húc Vĩ, sau đó lúc bị Phương Húc Đông cô lập thì dựa vào thính lực biến thái của mình nên Bùi Đông Lai đã nghe được những khách nhân âm thầm nói chuyện với nhau. Cho nên hắn đã khẳng định Phương Húc Đông và Phương Húc Vĩ là hai anh em. Lúc này thấy Phương Húc Đông rời đi thì trong lòng Bùi Đông Lai đã rõ như gương sáng, hắn và Phương gia đã hoàn toàn xong. Mặc dù hiểu được điểm này nhưng Bùi Đông Lai cũng không để ý. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ẩn nhẫn 3 phần. Người lại phạm ta, hoàn trả gấp 10 lần. Nếu mày còn tiếp tục chơi tao thì liền chảo thảo trừ căn. Đây là châm ngôn của Bùi Đông Lai. Đối với hắn mà nói nếu không phải bán cho Tương Cương một cái nhân tình thì chuyện Phương Húc Vĩ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như Phương Húc Đông muốn dẫm lên vết xe đỗ kia thì Bùi Đông Lai sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Mộ Khuynh Nhan không có nhìn thấy được Phương Húc Đông rời đi, lúc này trong mắt nàng chỉ có một mình Bùi Đông Lai. Cùng với lúc trước bất đồng, lúc này Bùi Đông Lai đã là tiêu điểm của toàn trường. Đợi cho mọi người ăn hết bánh ngọt thì tên Bồi Bàn liền đẩy xe qua một bên,
sau đó tiếng nhạc khiêu vũ được vang lên. Khúc nhạc vang lên, mọi người đều đem ánh mắt dịch chuyển ra người của Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan. Trong đó, một số khách nam mang bạn gái tới thì liền nắm tay bạn gái mình đi vào sàn nhảy, còn một đám vương bát đản còn FA thì chỉ biết giơ mắt liền nhìn những đôi tình nhân đang nhảy. Mộ Khuynh Nhan vốn định để Bùi Đông Lai chủ động mời mình khiêu vũ, thấy một hồi lâu mà Bùi Đông Lai không có động tĩnh thì nàng đỏ mặt len lén nhìn trộm Bùi Đông Lai một cái, sau đó lấy hết dũng khí, vươn tay ra rồi nhỏ giọng nói. Chúng ta cũng nhảy một điệu nào. Ngô, tớ chưa từng nhảy lần nào, đi ra chỉ bêu xấu thêm mà thôi. Bùi Đông Lai liền âm thầm kêu khổ. Không sao, tớ sẽ dạy cho cậu. Không biết Mộ Khuynh Nhan lấy dũng khí ở đâu, đang khi nói chuyện thì nàng liền trực tiếp nắm tay Bùi Đông Lai, kéo Bùi Đông Lai đi về phía sàn nhảy. Cảm nhận được bàn tay mềm yếu của Mộ Khuynh Nhan thì Bùi Đông Lai âm thầm thở dài. Trong lòng hiểu được nếu tối này mình muốn giữ khoảng cách với Mộ Khuynh Nhan thì điều ấy quả thật là còn khó hơn so với lên trời. Trong sàn nhảy, một tay Bùi Đông Lai ôm lấy eo thon của Mộ Khuynh Nhan, một tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Mộ Khuynh Nhan. Động tác rất tốt, hơn nữa ánh mắt cũng trong suốt không lộ ra một tia dục vọng nào. So sánh với Bùi Đông Lai mà nói thì Mộ Khuynh Nhan lại không như vậy, dưới ánh đèn nàng không dám nhìn thẳng vào Bùi Đông Lai, hơn nữa gương mặt lại đỏ hồng. Trái tim đập liên hồi giống như là một chú nai con đang bị lạc đường. Đối với những khách nhân thường xuyên tham gia tụ hội thì khiêu vũ chính là một trong những kỹ năng mà bọn hắn tự tin nhất. Cho nên bọn hắn liền cảm thấy vũ kỹ của Bùi Đông Lai quá tệ, nói đúng hơn là giống như một chút hề đang biểu diễn. Điều này làm cho bọn hắn buồn bực vì sao Mộ Khuynh Nhan lại coi trọng Bùi Đông Lai được. Nhưng mà, rất nhanh, ánh mắt của bọn họ liền thay đổi. Bởi vì lúc này điệu nhạc đã chuyển sang điệu tango, lúc này không biết vì sao mà động tác khiêu vũ của Bùi Đông Lai lại trở nên hoành văn liền mạch lưu loát. Nhận thấy được biến hóa của Bùi Đông Lai không riêng gì đám khách nhân mà ánh mắt của Mộ Khuynh Nhan cũng thay đổi, nàng hơi ngẩn ra không nghĩ rằng Bùi Đông Lai lại có thể nhảy được điệu tango, điệu khó nhất này. Mộ Khuynh Nhan nằm mơ cũng không ngờ rằng lúc tiếng nhạc tango vừa vang lên thì trí nhớ của Tiêu Phi liền ùa về trong đầu của Bùi Đông Lai. Thân là Long Nha thứ ba của Trung Quốc thì đối với Tiêu Phi mà nói thì hắn đã từng học qua vũ kỹ, tuy rằng vũ kỹ không thể so sánh với những đạo sư nhưng so với những tên nghiệp sư thì tuyệt đối ăn đứt. Mặc dù rất buồn bực tại sao Bùi Đông Lai lại nhảy tốt như thế, bất quá Mộ Khuynh Nhan cũng không suy nghĩ nhiều mà là phối hợp cùng nhảy với Bùi Đông Lai. Bành bạch, bất chi bất giác, những khách nhân liền thối lui ra khỏi sàn nhảy, lúc tiếng nhạc kết thúc thì một số khách nhân không kìm lòng được mà vỗ tay. Phù, phù. Trên trán Mộ Khuynh Nhan đầy mồ hôi, hô hấp trở nên hơi dồn dập, mùi thơm trong miệng thổi về phía mũi Bùi Đông Lai, đôi thánh nữ phong trước ngực khồn biết là cố ý hay vô tình mà ma sát vào thân thể của Bùi Đông Lai, làm cho Bùi Đông Lai dựng cờ, trực tiếp đâm vào bụng của Mộ Khuynh Nhan. Ách, cảm nhận được trước bụng bị vật gì đâm phải, cả người Mộ Khuynh Nhan giống như là bị điện giật, thân thể run lên, sau đó giống như là bị rút cạn hết khí lực. Cả người mềm nhũn ngã vào lồng ngực của Bùi Đông Lai. Thấy một màn như vậy thì tất cả các vị khách nhân mặc dù biết Bùi Đông Lai sẽ bị Phương Húc Đông trả thù nhưng mà bọn hắn vẫn không khỏi hâm mộ Bùi Đông Lai. Trước của biệt thự, Phương Húc Đông vẫn hút thuốc, trong đôi mắt hiện lên vẻ sát cơ nồng đậm. Sau đó hắn bóp tắt tàn thuốc, đi đến một bên rồi bấm số điện thoại của thủ hạ. Hắn muốn để Nam Cảng trở thành nghĩa địa của Bùi Đông Lai. Ban đêm lúc 10 giờ. Các quán ăn bên đường của miếu nhai đã bắt đầu buôn bán, đèn đuốc làm cho cả con đường trở nên sáng trưng, tiếng ồn ào, tiếng cười nói, những âm thanh buôn bán vang vọng một góc phố. Đông Lai, ở gần đây có không ít thầy coi bói cùng với các quán ăn vặt. Hay là chúng ta qua bên đó nhìn xem một lát. Trên đường, Mộ Khuynh Nhan và Bùi Đông Lai giống như là một đôi tình nhân đi dạo, Mộ Khuynh Nhan thân mật khoác lên cánh tay Bùi Đông Lai, vẻ mặt hưng phấn tươi cười. Bởi vì sợ mọi người nhận ra mình nên Mộ Khuynh Nhan đã thay một bộ đồ t-shirt, phía dưới là một chiếc quần bò màu đen, tóc để rũ xuống, trên đầu có mang theo một chiếc mũ lưỡi chai màu trắng, hơn nữa trên mặt còn mang theo một chiếc kính mát. Ngay cả khi đã thay đổi hình dạng để cho mọi người không nhận ra nàng nhưng vô luận đi đến nơi nào thì nàng cũng khiến người khác chú ý. Thầy bói ư? Nghe được Mộ Khuynh Nhan nói thế thì Bùi Đông Lai cảm thấy đau đầu, từ nhỏ đến lớn hắn đều không tin những thứ này. Hắn cho rằng những kẻ kia tuyệt đối là những tên lừa đảo. Ừ, nghe nói có thầy coi chính xác lắm.
Mộ Khuynh Nhan gật đầu cười. Đi thôi. Nói xong, Mộ Khuynh Nhan liền nắm lấy cánh tay Bùi Đông Lai hướng về phía căn miếu ở phía trước chạy tới. Ở phía nam của miếu nhai là một bãi đất trống, nhưng giờ phút này thì có đám thầy bói đang ngồi ở đây để xem bói cho các khách du lịch. Lúc Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan vừa đến thì thấy được phía trước sạp của thầy bói có một đôi nam nữ đang đến hỏi chuyện nhân duyên. Mà người được gọi là bán tiên lúc thấy Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan đến thì hai mắt của hắn liền sáng người giống như là con sói thấy được miếng mồi. Hiển nhiên, đối với bọn hắn mà nói thì Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan đúng là dê béo. Đông Lai, chính là thầy bói kia, cậu xem có nhiều người chưa kìa. Mộ Khuynh Nhan kéo Bùi Đông Lai, chỉ vào một thầy bói cách đó không xa. Bùi Đông Lai nhìn tới thì liền thấy phía trước đúng là như Mộ Khuynh Nhan nói, hơn mười mấy thầy bói đang ngồi ở đây. Lúc này Bùi Đông Lai mơ hồ nhận ra điều gì, trong lòng hắn vừa động, khóe miệng nở ra nụ cười, hơn nữa hắn lại phát hiện trong đám người kia có hai gã đại hán dũng mãnh đang âm thầm theo dõi hắn. Bùi Đông Lai biết được bản thân mình đang bị người theo dõi nhưng mà hắn cũng không có để ý mà là nắm lấy cánh tay Mộ Khuynh Nhan rồi đi đến một tên thầy bói có bộ dạng tiên phong đạo cốt. Tốt lắm, mọi người trở về đi, thầy có chút mệt mỏi, hôm nay dừng ở đây thôi. Mắt thấy Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan đi tới, tên thầy bói kia liền cười thầm, lại làm ra bộ dạng mệt mỏi, phất phất tay ý bảo mọi người rời đi. Lão thần tiên, chúng ta đã chờ lâu rồi. Ngài coi dùm chúng ta một quẻ đi. Đúng à. Tên thầy bói vừa nói xong thì mọi người đều lên tiếng khẩn cầu. Lão đạo ta không cầu tài, không cầu ân huệ, lão đạo làm chỉ là vì niềm vui, thật sự hôm nay lão đạo không rảnh nữa, mọi người thông cảm dùm cho. Tên thầy bói một bên thu thập quầy hàng, một bên nói. Mọi người giải tán đi, ngày khác lại đến. Hai, biết thế thì chúng ta đến sớm một chút là được rồi. Mắt thấy tên thầy bói thu quán, mọi người lục đục rời đi thì Mộ Khuynh Nhan cảm thấy tiếc nuối. Khuynh Nhan, cậu có tin rằng lão ta sẽ coi cho chúng ta không? Bùi Đông Lai hướng Mộ Khuynh Nhan hỏi. Mộ Khuynh Nhan ngẩn ra, chớp mắt to. Không thể nào, ông ấy nói dọn rồi mà. Người trẻ tuổi, lão đạo cần phải dọn, các người còn đứng đây làm gì? Không đợi Bùi Đông Lai trả lời, tên thầy bói liền chủ động bắt chuyện nói. Thấy lão thầy bói bắt chuyện, Mộ Khuynh Nhan vui vẻ. Lão thần tiên, ngài có thể coi dùm chúng tôi một quẻ không? Lão thầy bói chần chờ. Lão thần tiên, chỉ một quẻ thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Mộ Khuynh Nhan thấy lão thầy bói do dự, vội vàng nói. Được rồi, xem tiểu cô nương thành tâm như vậy thì lão đạo ta đây cũng sẽ xem cho hai người một quẻ. Sau đó làm thầy bói làm ra quyết định. Cảm ơn lão thần tiên. Mộ Khuynh Nhan hưng phấn hoa tay múa chân nói, vội vàng lôi kéo Bùi Đông Lai tiến lên. Bùi Đông Lai thấy thế thì liền có chút sở khóc sở cười. Thấy hai người đi lên, lão vẻ mặt lão thầy bói tỏ ra bí hiểm, nói. Hai người là coi tình duyên sao? Nghe được lão thầy bói nói như thế thì trên mặt Mộ Khuynh Nhan liền hơi ửng hồng, nàng cúi đầu xuống không nói tiếng nào, mà là trộm nhìn Bùi Đông Lai một cái. Tiểu cô nương, ta xem hai người. Một người là thanh niên tài tuấn, một người thì đẹp như tiên, quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ do trời đất tạo nên a. Lão thầy bói thấy Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan không lên tiếng thì mở miệng nói. Thật ư? Mộ Khuynh Nhan liền vui mừng. Tiểu cô nương, không cần vui vẻ nhanh như vậy, lão đạo đây còn chưa nói hết. Lão thầy bói nói xong thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn vào Bùi Đông Lai, nói. Vị tiểu sinh này, thiên đình sung mãn. Vẻ mặt phúc tướng, ngày sau tất nhiên là người có phúc. Còn gì nữa không? Có lẽ là vẻ mặt của lão thầy bói rất nghiêm túc nên Mộ Khuynh Nhan có chút khẩn trương. Mà Bùi Đông Lai lại làm ra bộ dáng lắng nghe, nhưng trên thực tế hắn đang thầm quan sát hai tên đại hán theo dõi kia. Cái gọi là phúc có rất nhiều loại, vị tiểu sinh này trời sinh có một đôi mắt đào hoa, nhất định diễm phúc ngày sau sẽ không ít. Vẻ mặt lão thầy bói thành thật quan sát Bùi Đông Lai. Cho nên, con đường hôn nhân của hai người sẽ nhấp nhô, không cẩn thận sẽ mỗi người một ngã, người ở Nam kẻ ở Bắc. Nghe được lời nói của lão thầy bói, Mộ Khuynh Nhan tỏ ra lo lắng. Tiểu cô nương, cô đừng sợ, cô tìm đúng người rồi. Ta sẽ có cách giúp hai người vượt qua cửa ải khó khăn này. Thấy được bộ dạng lo lắng của Mộ Khuynh Nhan thì lão thầy bói thần bí nói.
Xin lão thần tiên chỉ điểm. Mộ Khuynh Nhan vội vàng thỉnh cầu nói. Chỗ này của lão đạo có một lá bùa, vị tiểu sinh này mang nó trên người trong 3 năm, chẳng những có thể hóa giải mọi khó khăn của hai người mà nó còn có thể làm cho vị tiểu sinh này gặp dữ hóa lành, con đường tương lai sẽ bừng sáng. Lão thầy bói thấy cá đã cắn câu liền thao thao bất tuyệt giảng. Bùi Đông Lai cười nói. Lão thần tiên nói đi, bùa này bao nhiêu tiền? Cái này. Lời nói của Bùi Đông Lai khiến lão thầy bói có chút xấu hổ. Lão thần tiên, ngài nói giá đi. Mộ Khuynh Nhan liền hận không thể lấy được lá bùa đó. 1 vạn đồng. Lão đạo sĩ liền cân nhắc một lát rồi nói ra một giá. Nghe được lão thầy nói như thế, mọi người xung quanh đều cảm thấy đau buốt tiểu dây dây. Lão thần tiên, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc nãy ngài đã nói không cầu tiền cũng không cầu ân, ngài lấy đó là niềm vui. Sao lúc này lại có thể mở miệng ra là 1 vạn đồng thế? Bùi Đông Lai liền vạch trần tên thầy bói. Ách! Lão thầy bói liền lúng túng. Đi thôi, Khuynh Nhan. Bùi Đông Lai thấy thế thì không nói vô ích, nắm lấy cánh tay Mộ Khuynh Nhan rời đi. 2, 8.000. 6.000. 5.000. 1.000. Chỉ cần 1.000, thì tấm bùa này là của hai người. Mộ Khuynh Nhan vốn không muốn rời đi. Lúc này nghe được lão thầy bói nói như thế thì liền phát hiện hắn là một tên lường gạt, vẻ mặt nàng có chút buồn khổ nói. Đông Lai, có phải cậu đã nhận ra hắn ta là một kẻ lừa đảo, cho nên cậu mới nói rằng hắn sẽ coi bói cho chúng ta? Ừ. Bùi Đông Lai cười nói. Lúc nãy tớ đã chú ý, vừa rồi hắn coi bói cho người khác thì chỉ lấy mấy trăm đồng. Hắn cố ý muốn dọn quán là nhìn ra chúng ta có tiền, hắn muốn dùng cách lạt mềm buộc chặt. Bởi vì chúng ta đi đến chỗ của hắn nên mấy tên thầy bói còn lại liền lộ ra bộ dạng hâm mộ cùng với ganh tị với hắn. Thật sự là quá ghê tởm, làm sao bọn hắn có thể gạt người như thế? Mộ Khuynh Nhan tức giận, sau đó nghĩ tới vừa rồi mình nói coi nhân duyên thì khuôn mặt liền đỏ lên. Bùi Đông Lai cười khổ không thôi, đồng thời hắn cũng thấy hai tên đại hán kia vẫn đang theo dõi mình. Đông Lai, quán hải sản này không tệ nha. Mấy phút sau, Mộ Khuynh Nhan cùng Bùi Đông Lai đứng trước một quán hải sản. Mắt thấy sinh ý của quán ăn vô cùng tốt, chẳng những bên trong đầy người mà còn có người đứng ở cửa để đợi, Bùi Đông Lai cười nói. Vậy thì đi vào thôi. Mộ Khuynh Nhan hưng phấn gật đầu, sau đó cùng Bùi Đông Lai đứng đợi gần 10 phút mới có chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Mộ Khuynh Nhan liền lấy menu giới thiệu các món ăn cho Bùi Đông Lai, sau đó nàng liền hỏi Bùi Đông Lai có muốn ăn thêm cái gì không. Trong lòng Bùi Đông Lai hơi xúc động, cười cười rồi để cho Mộ Khuynh Nhan tự làm chủ. Cùng lúc đó, trước cửa quán xuất hiện một đám người. Đầu lĩnh là một tên thanh niên tóc húi cua, thân mặc một bộ Âu phục màu đen. Phía sau thanh niên có gần 10 tên đại hán. Dáng người của những tên đại hán kia vô cùng khôi ngô, hơn nữa vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, vừa nhìn vào thì biết đó không phải là những tên côn đồ các kẻ mà là những người đã nhiễm qua máu. Thậm chí cũng đã có người đã bỏ mạng trên tay của bọn hắn. Đám người xuất hiện lập tức khiến cho quản lý của quán liền ngó qua, ánh mắt tên quản lý lộ ra vẻ sợ hãi, mà tên chủ quán thì liền bất an, vội vàng chạy đến nghênh đón. Ông chủ, cho chúng ta 3 bàn, ở bên kia đi. Một gã đại hán liền mở miệng nói, hắn chỉ vào 3 bàn ở phía sau Bùi Đông Lai. Vâng, vâng. Ông chủ nhìn ra đám người này không phải dễ chọc, cho nên không dám lãnh đạm, vội vàng cười làm lành đáp ứng. Cùng lúc đó, khách nhân ở 3 bàn phía sau Bùi Đông Lai liền đứng dậy rời đi. Thấy mấy người khác kia rời đi thì ông chủ liền cầm lấy khăn, tự mình lau cái bàn. Đám người kia thật bá đạo. Mộ Khuynh Nhan thấy vậy thì liền nhíu mày, có chút không vui nói. Không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, cả đám người kia liền đi đến trước mặt Bùi Đông Lai. Mẹ nó, ánh mắt của mày bị mù sao? Không thấy đại gia đang đi sao? Tên đại hán đi gần tới Bùi Đông Lai, vội vàng làm ra bộ dáng thiếu chút nữa bị té ngã. Sau đó hắn dừng lại, trợn tròn mắt, hướng về phía Bùi Đông Lai quát lớn một tiếng. Trình độ biểu diễn của mày còn kém lắm. Bùi Đông Lai cầm lấy đôi đùa, đùa bỡn trong tay, sau đó cười híp mắt, liếc nhìn về phía tên thanh niên ở sau. Tao nói, tao chờ chúng mày đã lâu rồi, chúng mày có tin không? Nghe Bùi Đông Lai nói thế, không riêng gì tên đại hán đi đầu mà ngay cả những tên đại hán ở phía sau tên thanh niên kia đều cảm thấy nao nao. Bọn họ đều là thủ hạ tinh anh của Phương Húc Đông,
nhận được mệnh lệnh của Phương Húc Đông đến phế bỏ Bùi Đông Lai. Vì đề phòng Bùi Đông Lai phát hiện nên sau khi Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan ra khỏi biệt thự ở Vịnh Nước Cạn thì bọn hắn cũng không có theo dõi, đợi sau khi hai người đến Miếu Nhai thì bọn hắn mới tiến hành theo dõi. Bởi vì sợ Tương Cương trách móc nên Phương Húc Đông không để cho bọn họ cùng động thủ với Bùi Đông Lai, mà là kêu tụi hắn cố ý tạo ra một xung đột, sau đó lộ ra thân phận trước Mộ Khuynh Nhan rồi mới động thủ. Như vậy cho dù Tương Cương có truy xét sự việc thì Phương Húc Đông cũng có thể giải thích đó là chuyện hiểu lầm, dù sao thì Mộ Khuynh Nhan cũng đã hóa trang, rất khó để nhận ra. Vốn dựa theo tính toán của tên thanh niên thì sau khi bọn chúng đụng vào Bùi Đông Lai thì sẽ ra tay. Nhưng mà, hiện giờ, thấy Bùi Đông Lai tỏ ra bình tĩnh hơn nữa lại nói tao đã chờ chúng mày rồi thì tất cả bọn hắn liền quên cả động thủ. Các người muốn làm gì? Lúc này, Mộ Khuynh Nhan đứng lên. Vẻ mặt tức giận nói. Phác, mày muốn chết. Lời nói của Mộ Khuynh Nhan khiến một tên đại hán lấy lại tinh thần, sau đó hắn quát lên một tiếng lớn rồi vung quyền hướng về phía Bùi Đông Lai. Mắt thấy một quyền của tên đại hán kia thì tay phải của Bùi Đông Lai chém ra, ngăn cản nắm đấm của tên đại hán kia. Bốp, nắm đấm của tên đại hán nện ngay vào lòng bàn tay Bùi Đông Lai, hắn chỉ cảm thấy giống như đấm vào một miếng sắt. Sau đó, không đợi hắn thu quyền. Năm ngón tay của Bùi Đông Lai khẽ bóp lại, trực tiếp nắm lấy tay của tên đại hán kia rồi đột nhiên bẻ xuống. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên, cổ tay của tên đại hán trực tiếp bị Bùi Đông Lai bẻ gãy, cả người hắn liền quỳ rạp xuống đất. Bịch, Bùi Đông Lai cũng không dừng lại mà một cước đá vào người tên đại hán kia. Dầm, loảng xoảng, thân hình tên đại hán liền nện trên một chiếc bàn gỗ, tất cả những thứ chén, đĩa trên bàn đều rơi hết xuống đất. A, à, khách nhân của bàn đó thấy một màn như vậy thì liền hét lên một tiếng thét chói tai, sau đó cất bước bỏ chạy. Các anh em, CMN, đập chết mẹ tên vương bát đản này. Một gã đại hán liền quăng một bao đen lên bàn. Dưới ánh đèn, có thể thấy trong bao toàn là mã tấu. A, à, thấy được trong bao toàn là mã tấu thì những tên khách nhân đều sợ hãi kêu lên rồi chạy trốn, còn ông chủ thì núp ở phía sau chỗ thu tiền. Mà Mộ Khuynh Nhan thì bị một màn này dọa cho sắc mặt trắng bệch, nàng liền quên nói ra thân phận của mình, dùng Tương Cương để uy hiếp bọn chúng. Tên thanh niên đầu lĩnh thấy vậy thì liền rút một cây mã tấu ra, làm ra bộ dạng lúc nào cũng có thể chém vào Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế thì không nói nhiều, một cước đá vào chiếc ghế ở trước mặt. Bịch! Chiếc ghế liền bay thẳng đến trước mặt của tên thanh niên và ba gã đại hán. Dầm! Một gã đại hán liền bị chiếc ghế nện trúng người, lực đạo khủng bố trực tiếp làm hắn ngã ra sau, hơn nữa còn đụng vào hai tên đại hán ở phía sau. Bịch! Sau đó, không đợi hắn đứng dậy, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một bóng đen, đầu vai liền truyền đến một cơn đau, cả người liền sụi lơ xuống đất. Tên thanh niên đầu lĩnh núp ở sau tên đại hán chỉ thấy Bùi Đông Lai dẫm lên bả vai của tên đại hán kia rồi lăng không một vòng. Điều đó làm cho hắn không khỏi ngẩn ra, xa đó theo bản năng hắn vung mã tấu trong tay lên. Nếu tao muốn giết thì mày đã chết rồi. Không đợi tên thanh niên kia vung mã tấu lên, Bùi Đông Lai rơi xuống đất, đứng trước người tên thanh niên kia. Ách! Lời nói của Bùi Đông Lai giống như một đạo sấm rền nổ vang bên tai tên thanh niên, làm cho cây mã tấu của hắn dừng lại ở trên không, sắc mặt cũng biến đổi, lông tơ cả người liền dựng lên. Nhưng mà... tên thanh niên kia dứt khoát lựa chọn chém mã tấu xuống người Bùi Đông Lai. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bùi Đông Lai thấy thế thì liền quát lên một tiếng, tay trái hóa thành chảo, một phát bắt lấy cổ tay của tên thanh niên kia rồi dùng sức kéo tới, đem cổ tay của tên thanh niên đầu lĩnh để ở trên bàn. Bá! Sau đó, Bùi Đông Lai liền nắm lấy cây đũa, dùng chiếc đũa đâm xuyên vào bàn tay của tên thanh niên. Phốc! Máu tươi liền phun ra bên ngoài. Bởi vì Bùi Đông Lai đã truyền ám kình vào chiếc đũa nên nó chỉ đâm xuyên qua bàn tay của tên thanh niên kia chứ không trực tiếp đâm thủng vào bàn. Cơn đau đớn làm cho tên thanh niên há mồm ra, không đợi hắn phát ra tiếng kêu rên, thấy một màn như vậy thì hắn giống như thấy quỷ giữa ban ngày, cả người liền đơ như cây cơ. Mà ở phía sau, đám đại hán kia không thấy được một màn kinh hãi thế tục này. Dưới tình hình như vậy tuy rằng bọn hắn nhìn ra Bùi Đông Lai không phải là người dễ chọc nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của Phương Húc Đông, lại thấy tên A Uy là đầu lĩnh bị chế ngự thì cả đám liền cầm mã tấu, xông tới Bùi Đông Lai. Nếu thằng nào cảm thấy chán sống thì cứ bước lên.
Thấy đám đại hán xách mã tấu xông lên thì Bùi Đông Lai từ trong người của A Uy rút ra một khẩu súng lục, đem nòng súng nhắm về phía trước. Thấy nòng súng thì những tên đại hán liền dừng bước lại, hít một hơi thật sâu. Tao đếm đến ba, thằng nào không bỏ hàng xuống đất thì đành ăn một viên đạn vào đầu nhé. Một tay Bùi Đông Lai nắm lấy tóc A Uy, một tay cầm khẩu súng, giọng nói lạnh như băng. Một, không có phản ứng, dường như những tên đại hán kia còn chưa lấy lại tinh thần. Bùi Đông Lai cố ý nâng nòng súng lên. Li Ninh keng. Một tên liền bỏ mã tấu xuống nhưng không có quỳ. Bùi Đông Lai đem nòng súng nhắm vào tên đại hán đứng ở phía trước. Bịch. Li Ninh keng. Không đợi Bùi Đông Lai lên tiếng, tên đại hán đứng trước liền sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, mà những tên đại hán ở phía sau liền vứt bỏ mã tấu rồi quỳ xuống, nhưng cũng có vài tên cứng xương, thà chết chứ không chịu hy sinh. Sắc mặt Bùi Đông Lai lạnh lùng, đem nòng súng nhắm vào tên đại hán khôi ngô nhất, tay phải để trên cò súng, chậm rãi nói. Ba. Bịch. Bịch. Mắt thấy Bùi Đông Lai muốn nổ súng thì bốn tên đại hán liền quỳ xuống. Cùng lúc đó tên thanh niên đầu lĩnh tên là A Uy liền cắn răng một cái, dùng hết sức phung chân lên hướng về giữa hai đùi Bùi Đông Lai đá tới. Mày thử động đậy xem sao. Chân của A Uy vừa mới động, Bùi Đông Lai liền đem nòng súng nhét vào họng hắn, làm cho thân thể hắn cứng ngắc, không dám xê dịch. Hôm nay tao không muốn giết người, nhưng mà mày đừng có xạo quần, nếu không thì tao liền cho mày xuống đó gặp ông bà nói chuyện chơi. Bùi Đông Lai hỏi. Mày là người của Lăng Hoa Cường hay là người của Phương gia? Tách! Không trả lời, mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng chảy vào mắt của hắn, làm cho hắn cảm thấy có chút mơ hồ. Bùi Đông Lai khẽ nói. Là ai? Thân thể A Uy chấn động, trái tim đập liên hồi. Bùi Đông Lai mở miệng lần nữa, vẻ tươi cười trên mặt không giảm. A Uy sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn không thể mở miệng, chỉ có thể phát ra tiếng ô. Ô! Bùi Đông Lai thấy A Uy muốn mở miệng thì rút nòng súng ra. Là, Đông ca phái ta tới. Mặc dù A Uy là một trong những thủ hạ đắc lực của Phương Húc Đông, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết Bùi Đông Lai quả thật dám nổ súng, cho nên hắn không dám giấu giếm điều gì. Phương Húc Đông ư? Bùi Đông Lai hỏi. Ực! A Uy nuốt nước bọt, điên cuồng mà gật đầu. Mày nói láo, anh Húc Động làm sao lại phái người đến đối phó với Đông Lai được? Thấy A Uy nói là do Phương Húc Đông phái tới, Mộ Khuynh Nhan liền lấy lại tinh thần mở miệng nói. Mộ tiểu thư, thật sự là Đông ca phái tới. A Uy sắp khóc, đồng thời vì muốn tăng thêm độ thuyết phục, hắn chỉ vào những tên đại hán đang quỳ dưới đất kia. Nếu không tin thì Mộ tiểu thư có thể hỏi bọn hắn, chúng ta đều là người giúp Đông ca quản lý bãi Cửu Long. Lại nghe A Uy nói nữa, Mộ Khuynh Nhan liền sững sờ ngay tại chỗ. Nàng thật không nghĩ ra vì sao Phương Húc Đông lại phái người đến đối phó với Đông Lai. Làm sao Phương Húc Đông lại có thể làm như thế? Sắc mặt Mộ Khuynh Nhan giận dữ trên trắng bệch, nói. Đông Lai, hiện tại tớ đem chuyện này nói cho nghĩa phụ biết để người trừng phạt Phương Húc Đông. Nói xong, không đợi Bùi Đông Lai trả lời, Mộ Khuynh Nhan liền cầm điện thoại ra bấm số của Tương Cương. Bùi Đông Lai thấy thế, nghĩ, không có ngăn cản hành động của Mộ Khuynh Nhan. Khuynh Nhan. Điện thoại được chuyển, giọng nói của Tương Cương liền vang lên. Nghĩa phụ, Phương Húc Đông quá ghê tởm, hắn dám phái người đối phó với Đông Lai, nghĩa phụ nhất định phải trừng phạt hắn. Mộ Khuynh Nhan liền trực tiếp nói. Ách, đầu bên kia điện thoại, Tương Cương nghe được thì ngẩn ra, sau đó nhíu mày hỏi. Khuynh Nhan, Đông Lai có bị thương không? Không, cậu ta đang ở bên cạnh con sao? Vâng. Con để cho cậu ta nghe điện thoại. Mộ Khuynh Nhan nghe xong thì liền đi đến trước người Bùi Đông Lai, nức nở nói. Đông Lai, nghĩa phụ muốn nói chuyện với cậu. Tương tiên sinh. Bùi Đông Lai tiếp nhận di động, ngữ khí bình tĩnh nói. Đông Lai, thật sự không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, thật sự có lỗi với cậu quá. Đầu bên kia điện thoại, trước tiên Tương Cương nói lời cảm ơn, sau đó thề son thề sắt nói. Cậu yên tâm. Chuyện này nhất định ta sẽ cho cậu một công đạo, ta sẽ trở về Nam Cảng. Được. Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm rồi cấp ra trả lời thuyết phục. Nam Cảng. Gió tanh mưa máu lên. Trong phòng tổng thống của khách sạn 5 sao Đông Kinh Mỗ Gia.
Sau khi Tương Cương cúp điện thoại xong thì hắn cũng không có đặt nó lên bàn mà là cầm trên tay, vẻ mặt đang suy nghĩ điều gì. Làm sao thế? Một nữ nhân thân mặc một chiếc áo dài màu vàng phối hợp với một chiếc váy màu đen, tay bưng hai chén rượu đỏ, đi đến trước người rồi đặt hai chén rượu lên bàn, đôi tay khoát lên vai Tương Cương nhẹ nhàng vuốt ve, thân mật hỏi. Nương theo ánh sát của ngọn đèn có thể thấy được mái tóc của nữ nhân có màu đỏ được uốn lại, khuôn mặt chữ xoan, nước da trắng nõn, đôi môi màu hồng nhạt khiến cho người ta không nhịn được mà muốn hôn một cái. Dưới ánh đèn nữ nhân này khẽ nép vào người Tương Cương. Nam Cảng xảy ra chút việc, chúng ta lập tức trở về. Cảm nhận được vẻ thân mật của nữ nhân, Tương Cương quay đầu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nữ nhân này một cái rồi mỉm cười. Chuyện gì mà gấp thế? Nghe được những lời của Tương Cương thì nữ nhân này khẽ kinh ngạc. Nhã Hinh, còn nhớ rằng anh từng nói với em là bên cạnh Liễu Nguyệt có một người trẻ tuổi gọi là Bùi Đông Lai không? Tương Cương hỏi. Nữ nhân tên là Ôn Nhã Hinh gật đầu. Nhớ rõ, anh nói Liễu Nguyệt vô cùng quan tâm người trẻ tuổi này, hơn nữa hắn còn là đệ tử của Cổ Bồi Nguyên. Ngoài ra lúc hắn và Khuynh Nhan bị bắt cóc thì hai người đã kết bạn. Khuynh Nhan vì muốn cảm ơn hắn mà đã tự mình đến Đại học Đông Hải biểu diễn một ca khúc. Ừ, là hắn. Giọng nói Tương Cương phức tạp, sau đó giận dữ. Nhưng mà có điều em không biết. Hai ngày trước Phương Húc Vĩ muốn dùng quy tắc ngầm với một cô gái tham gia chương trình Trung Quốc Idol, nhưng ai ngờ cô gái kia là bằng hữu của hắn, kết quả là Phương Húc Vĩ bị đánh gãy hai chân. Ôn Nhã Hinh cả kinh. Đêm nay, hắn được Khuynh Nhan mời đến dự buổi tiệc sinh nhật, kết quả là Phương Húc Đông lại phái người đối phó với hắn. Nói tới đây, Tương Cương cảm thấy chuyện này vô cùng khó giải quyết, chỉ mỉm cười. Vừa rồi Khuynh Nhan gọi điện cho anh để nói chuyện này. Nói hắn cũng không có bị thương. Bên tai vang lên cái tên Phương Húc Đông, khóe mắt Ôn Nhã Hinh nhảy lên một cái nhưng mà nàng cũng liền che giấu, đợi sau khi Tương Cương nói xong thì liền hỏi. Vậy anh tính làm gì? Tiểu tử Bùi Đông Lai kia có thân thủ không tệ, nếu không cho hắn công đạo thì chỉ sợ hắn sẽ không để yên. Tương Cương cũng không có đem chuyện Bùi Đông Lai giết chết đám bắt cóc, cứu mộ Khuynh Nhan nói cho Ôn Nhã Hinh nghe mà là đổi đề tài. Đột nhiên trên mặt hắn hiện ra vài phần tức giận. Lúc trước khi Phương Húc Vĩ bị đánh gãy hai chân thì anh cũng nói với PK để hắn không nên đi tìm người trẻ tuổi kia gây phiền phức. Phương Húc Đông coi thường mệnh lệnh của anh phải trừng phạt hắn, nếu không thì hắn sẽ không biết bản thân mình là ai. Ôn Nhã Hinh trầm mặc không nói. Nhíu nhau, ngay tại quán ăn, bởi vì chuyện tình đánh nhau đã xảy ra nên những khách nhân đã bỏ chạy. Lúc này đám người A Uy cùng thủ hạ hắn vô cùng sợ hãi, bọn hắn không dám hung hăng càn quấy nữa mà là giống như một con chó Trung Quốc, vẻ mặt chờ mong nhìn Bùi Đông Lai, hy vọng Bùi Đông Lai có thể tha cho bọn hắn. Trở về nói cho Phương Húc Đông, chuyện lúc nãy ta sẽ không truy cứu, nhưng nếu hắn muốn chơi tiếp thì tốt nhất là hắn nên chuẩn bị một cái quan tài đi. Hôm nay là sinh nhật của Mộ Khuynh Nhan. Nhớ lại những lời của Tương Cương thì Bùi Đông Lai cũng tính toán đợi sau khi Tương Cương trở lại thì mới nói sau. Được được, chúng em sẽ đem lời của đại ca nói lại. Mắt thấy Bùi Đông Lai muốn thả thì đám người A Uy liền giống như một đám nô tài cúi đầu, khom lưng. Cút! Đang lúc nói chuyện, tay phải Bùi Đông Lai vừa động, một viên đạn liền bắn xuống đất. Xốp! Sau đó không đợi đám người A Uy cút đi, khẩu súng trong tay đã bị Bùi Đông Lai bóp nát. A Uy sợ tới mức té đái, không nói nhiều lời mà là dùng ánh mắt ra hiệu, cố nén đau đớn trên bàn tay rồi cút đi. Thấy A Uy rời đi, những tên đại hán kia liền khom lưng, không dám thở mạnh rồi chạy đi. Xin lỗi Đông Lai, tớ. Mộ Khuynh Nhan cúi đầu, vẻ mặt tự trách nhìn Bùi Đông Lai, vốn nàng muốn mượn cơ hội lần này để mang theo Bùi Đông Lai đi chơi đùa ở Nam Cảng nhưng không ngờ lại phát sinh chuyện này. Khuynh Nhan, việc này không liên quan đến cậu. Cần gì phải nói xin lỗi? Bùi Đông Lai không để ý, cười cười. Nhưng mà... Vẻ mặt Mộ Khuynh Nhan ủy khất, nước mắt xuất hiện trên vành mắt, tuy rằng nàng không biết tại sao Phương Húc Đông lại đối phó với Bùi Đông Lai nhưng trực giác nói cho nàng biết rằng nguyên nhân chính là bản thân nàng. Được rồi, không nên nói nữa, khách nhân đều đã chạy hết, để tớ tới bồi thường thiệt hại cho ông chủ. Bùi Đông Lai cười cười rồi vỗ vỗ bả tai Mộ Khuynh Nhan, sau đó hướng Quầy Thu Ngân đi tới. Quầy Thu Ngân, ông chủ cũng ba gã phục vụ nghe được tiếng bước chân đến thì đều khẩn trương. Chuyện vừa rồi đã ảnh hưởng đến việc buôn bán của mọi người, đã gây ra thiệt hại cho mọi người.
Bùi Đông Lai đi đến trước quầy thu ngân, lấy ra một ít tiền mà trước khi đi Nam Cảng thì Quý Hồng đã đưa cho mình mà đặt trên bàn. Số tiền này bồi thường cho mọi người. Nói xong, Bùi Đông Lai liền xoay người bỏ đi đến bên cạnh Mộ Khuynh Nhan, sau đó hắn do dự một lát rồi vẫn là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Khuynh Nhan, bước ra khỏi quán. Ông chủ hắn để lại thật nhiều tiền. Sau khi Bùi Đông Lai rời đi thì một tên phục vụ thấy được số tiền trên bàn thì hai mắt liền mở to ra. Làm sao hắn lại để tiền cho chúng ta? Đúng à, thật lạ. Vừa rồi hắn còn cầm súng nhét vào mồm tên kia, thế mà bây giờ. Hắn là người tốt, hắn làm như vậy chính là ăn miếng trả miệng, lấy bạo chế bạo thôi. Ông chủ cũng không có đi ra lấy tiền mà là nhìn vào bóng lưng của Bùi Đông Lai, thì thào tự nói. Xem, tên kia có ở phía sau không? Lúc này, đám người A Uy đã chạy đến một chỗ khác rồi ra lệnh cho thủ hạ coi thử Bùi Đông Lai có đuổi theo không? Uy ca, hắn không đi theo chúng ta. Xác định là không có. Dạ. Nghe thủ hạ trả lời như thế, A Uy liền thở nhẹ một hơi, sau đó hắn rút điện thoại ra rồi bấm số của Phương Húc Đông. Mọi chuyện đã làm xong chưa? Điện thoại vừa được chuyển đã truyền ra giọng nói của Phương Húc Đông, giọng nói của hắn vẫn âm trầm như trước nhưng mà mang theo vài phần hưng phấn cùng chờ mong. Đông ca, hắn rất lợi hại. Có lẽ là hành động vừa rồi của Bùi Đông Lai đã làm cho A Uy run sợ cho nên lúc nói chuyện giọng nói của A Uy hơi cả lăm hơn nữa, tay cầm điện thoại cũng run run. Ách! Nghe được câu trả lời của A Uy thì vẻ mặt của Phương Húc Đông lại trở nên âm trầm hơn, giọng nói lạnh lùng hỏi. Ý của mày là làm không được ư? Vâng, .xin lỗi anh Đông, hắn quá lợi hại, các anh em không phải là đối thủ của hắn, em vốn muốn dùng súng của hắn nhưng kết quả là ngay cả cơ hội cầm súng cũng không có. Phế vật. A Uy chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ mà Phương Húc Đông giao cho hơn nữa lại còn tâng bóc Bùi Đông Lai. Điều này làm cho Phương Húc Đông vô cùng tức giận, hận không thể lập tức chạy đến trước mặt A Uy, tát vào mặt hắn mấy chục cái để hả giận. Hắn ở đâu? Vô cùng phẫn nộ, Phương Húc Đông liền lấy lại tinh thần, vẻ mặt âm trầm hỏi. Không biết. Mới vừa rồi Bùi Đông Lai thiếu chút lấy mạng A Uy, hắn còn dám tìm xem Bùi Đông Lai ở nơi nào nữa ư? Đạch CMM. Câu trả lời của A Uy đã làm cho Phương Húc Đông nổi giận, cho nên hắn liền mắng ra một câu thô tục. A Uy khóc không ra nước mắt, ở hắn xem ra nếu bản thân hắn và mấy tên thủ hạ chạy chậm thì quỷ mới biết Bùi Đông Lai có nổ súng không. Đúng rồi, anh Đông, hắn để em nhắn lại với anh một câu. A Uy liền mở miệng nói. Câu gì? Phương Húc Đông lạnh lùng hỏi. Hắn nói hắn sẽ không truy cứu chuyện này nữa nhưng nếu anh còn muốn đối phó với anh thì hắn sẽ động thủ. A Uy hơi sợ Phương Húc Đông cho nên hắn hơi thay đổi lời nói của Bùi Đông Lai. A Uy, nếu để lão tử còn gặp cái mặt mày ở Nam Cảng này thì lão tử sẽ làm thịt mày. Phương Húc Đông mắng một câu rồi cúp điện thoại, sau đó hắn vung chân lên đá thẳng vào cái bàn sách. Reng. Đột nhiên sau đó điện thoại của hắn lại vang lên. Nghe được tiếng chuông điện thoại. Sắc mặt Phương Húc Đông liền nhìn vào màn hình, chỉ thấy trong đó có một tin nhắn, chuyện đêm nay đã khiến hắn tức giận, hắn muốn đi suốt đêm trở về, nói là muốn trừng phạt anh. Anh đi chỗ nào tránh gió đi, để hắn hết giận rồi hãy về. Ôn Nhã Hinh, nhìn tin nhắn trên điện thoại, sắc mắt Phương Húc Đông liền âm trầm trở lại, hai mắt giống như là muốn phun ra lửa. Đạch ma, hắn mắng ra hai chữ. Giọng nói khàn khàn, sau đó cố nén giận không đập điện thoại mà là châm một điếu thuốc lên hút. Hút xong một điếu thuốc, tâm tình của Phương Húc Đông cũng tốt hơn một ít. Sau đó, hắn đứng dậy xoay người đi ra khỏi thư phòng. Anh Đông, đại sảnh trong biệt thự, vài tên thủ hạ thấy Phương Húc Đông xuống lầu thì liền đứng dậy, hành lễ. Mang tên A Uy về đây. Phương Húc Đông lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời đi khỏi biệt thự. Nghe Phương Húc Đông nói như thế thì đám thủ hạ của Phương Húc Đông đều người nhìn ta nhìn người, vẻ mặt nghi ngờ. Phải biết rằng, A Uy cũng là một trong những thuộc hạ thân tín của Phương Húc Đông, mà hiện giờ Phương Húc Đông lại muốn đem A Uy trở về, điều này có thể làm cho bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc sao? Chẳng lẽ A Uy không làm xong việc mà Đông ca giao cho sao? Sau đó, một tên liền phản ứng nhanh, mở miệng nói. Hắn vừa nói xong thì những tên khác liền tỉnh ngộ, sau đó vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng.
Bọn hắn không dám cam đoan nếu sau này bản thân bọn chúng không hoàn thành chuyện Phương Húc Đông giao cho thì kết cục có giống với A Uy không. Trong lúc nhất thời, tất cả thủ hạ của Phương Húc Đông đều đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn hắn, Phương Húc Đông ngồi trên một chiếc xe, chạy nhanh ra biệt thự. Mặc dù Phương Húc Đông ở Hồng Tinh là một nhân vật đại biểu, trong tay nắm giữ không ít thủ hạ nhưng mà bởi vì niên kỷ của hắn còn nhỏ, lý lịch đơn giản cho nên địa vị của hắn ở trong Hồng Tinh cũng không cao. Cho nên, hắn cũng không ở trong biệt thự ở Vịnh Nước Cạn. Nửa giờ sau, Phương Húc Đông đi ô tô đến Vịnh Nước Cạn nhưng hắn không chạy đến biệt thự Mộ Khuynh Nhan mà là chạy thẳng vào biệt thự Phương Khôn. Thân là nhân vật số 2 của Hồng Tinh thì địa vị của Phương Khôn ở Nam Cảng cũng không thấp, lúc nào bên cạnh người cũng có hơn 10 bảo tiêu. Lúc Phương Húc Đông lái ô tô vào biệt thự của Phương Khôn thì trước cổng 4 tên bảo tiêu nhìn thấy xe của Phương Húc Đông thì cũng không có cho xe vào, mà là tiến lên kiểm tra, bọn hắn cần xác định bên trong có phải là Phương Húc Đông hay không. Mở cửa. Không đợi tên dẫn đầu đi tới, Phương Húc Đông đã cho xe đi chậm lại, mở cửa xe xuống rồi lên tiếng. Vâng, Phương Thiếu. Thấy sắc mặt dọa người của Phương Húc Đông, âm thầm nghe nói chuyện đã xảy ra tại buổi tiệc của Mộ Khuynh Nhan, tên dẫn đầu cũng không có biểu hiện gì mà là cúi đầu làm ra một động tác cho đi. Cửa được mở ra, Phương Húc Đông liền lái xe vào ga ra biệt thự rồi đi xuống xe. Cơn gió thổi qua trên mặt của Phương Húc Đông, vẻ phẫn nộ trên mặt hắn liền biến mất thay vào đó là vẻ bình tĩnh. Cùng với tương cương bất đồng là tuy rằng vợ của Phương Khôn đã mất đi nhưng mà hắn cũng sẽ không tìm nữ nhân. Nếu như có nhu cầu thì hắn sẽ gọi một điện thoại để kêu gái tới, sau khi làm việc xong thì hắn liền đuổi đi. Không lưu một nữ nhân nào bên người. Đối với việc này, Phương Húc Vĩ từng hỏi qua Phương Khôn tại sao không tìm một nữ nhân để chăm sóc hắn. Đối với nam nhân mà nói thì quyền lực là chuyện quan trọng nhất, nữ nhân đối với nam nhân chỉ có một ý nghĩ đó chính là nối dõi tông đường. Đây là câu trả lời của Phương Khôn. Lúc ấy Phương Khôn cố gắng muốn để Phương Húc Vĩ cải tà quy chánh, giống như Phương Húc Đông đem tinh lực đặt trên sự nghiệp. Kết quả là Phương Húc Vĩ đã cô phụ tấm lòng của Phương Khôn, hoặc có thể nói là hắn hiểu sai ý nghĩa câu nói của Phương Khôn cho nên kể từ đó về sau hắn liền đem tinh lực đặt lên gái. Lúc Phương Húc Đông vào biệt thự thì Phương Khôn không có ở trong phòng ngủ mà là mặc đồ ngủ ngồi ở bàn đọc sách, đọc sử ký. Cốc, cốc. Đi vào thư phòng, Phương Húc Đông cũng không dám đi vào mà là trước tiên gõ cửa. Vào đi. Phương Khôn sớm đã nghe bảo tiêu nói Phương Húc Đông đến, lúc này nghe được tiếng gõ cửa thì liền ngẩng đầu lên. Cha. Phương Húc Đông liền lên tiếng chào hỏi trước sau đó đi đến trước bàn đọc sách, nhìn Phương Khôn rồi mở miệng. Một tiếng trước con đã để A Uy dẫn người đi đối phó với tiểu tử họ Bùi kia, kết quả là A Uy đã thất bại. Mặc dù lúc trước Phương Khôn đã dặn Phương Húc Đông là không nên hành động thiếu suy nghĩ, lúc này nghe được Phương Húc Đông nói như thế thì Phương Khôn cũng không phát hỏa, mí mắt của hắn chỉ hơi rực lên một chút. Cha, vốn là con dựa theo yêu cầu của cha là nén giận, trước là thu phục Mộ Khuynh Nhan sau đó tiếp nhận Hồng Tinh rồi mới tìm tên khốn kiếp trả thù, nhưng mà... Chuyện tại bữa tiệc của Mộ Khuynh Nhan, cha đã nghe rồi. Lúc này đây, không đợi Phương Húc Đông nói hết, Phương Khôn đã cắt lời. Phương Húc Đông ngậm miệng, trầm mặc không nói. Húc Đông, cha từng nói nữ nhân là hồng nhan họa thủy, con chỉ cần coi nữ nhân là công cụ dùng để nối dõi tông đường là được rồi. Nhưng mà con nói cho ta biết, nữ nhân trừ bỏ nối dõi tông đường thì còn có thể giúp đỡ nam nhân đánh chiếm Giang Sơn. Sắc mặt Phương Khôn phức tạp nhìn vào Phương Húc Đông, nói. Con vì muốn chứng minh quan điểm của con là đúng nên thông qua một loạt thủ đoạn con đã chinh phục được Ôn Nhã Hinh. Ngay cả nữ nhân của Tương Cương mà con cũng chinh phục được, có thể để Tương Cương bị cắm sừng. Nói xong Phương Khôn nhìn thẳng vào Phương Húc Đông. Ách! Phương Húc Đông hé miệng cố gắng giải thích nhưng mà một lời hắn cũng không nói được. Chuyện của Ôn Nhã Hinh đã chứng minh quan điểm của con là đúng khiến ấn tượng của Tương Cương đối với con tốt hơn một ít, thậm chí là hắn đã thầm đồng ý để con trở thành con rể của hắn nhưng mà chuyện ấy cũng đã làm cho lòng tự tin của con bành trướng, từ tự tin biến thành tự phụ. Lời nói của Phương Khôn sắc bén. Bởi vì tự phụ cho nên khi thấy được Mộ Khuynh Nhan thân mật với tên tiểu tử Bùi gia kia thì con đã thẹn quá hóa giận, mất đi bình tĩnh không có nghe lời của ta mà phái người đi đối phó với tên tiểu tử đó. Ta nói có đúng không? Xin lỗi, cha. Phương Húc Đông cung kính cúi đầu.
Ta vẫn thấy hai từ xin lỗi kia không có ý nghĩ gì, sai chính là sai, thay vì nói xin lỗi thì con hãy tự nghĩ lại bản thân của mình sai ở chỗ nào rồi rút ra bài học, có như thế thì bản thân mới phát triển lên được. Phương Khôn thản nhiên nói. Vâng. Phương Húc Đông gật đầu, sau đó do dự một lát rồi nói. Ôn Nhã Hinh nhắn tin đến cho con nói Tương Cương đang rất tức giận, muốn trừng phạt con, cô ta bảo con nên chạy trốn đi. Cha xem thế nào. Húc Đông, về Hồng Tinh thì con muốn thông qua nữ nhân để tiếp nhận hay là muốn dùng phương thức của nam nhân? Phương Khôn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nói cách khác, con muốn thông qua Mộ Khuynh Nhan để chiếm lấy Hồng Tinh hay là thông qua một loại thủ đoạn khác? Con không cam lòng. Phương Húc Đông do dự một chút, nói. Đã như vậy, ta cho con thêm một cơ hội. Trong mắt Phương Khôn hiện lên vẻ thất vọng. Còn về phần trốn thì không cần, nếu như Tương Cương vì một người ngoài mà đối phó với con thì ta cũng không để ý mà để Hồng Tinh đổi thành họ Phương. Trong lòng Phương Húc Đông liền sôi trào, hắn biết rõ, sở dĩ Phương Khôn dám buông tay để hắn cho Ôn Nhã Hinh đi câu dẫn Tương Cương là bởi vì cho dù Tương Cương có phát hiện bản thân bị Phương Húc Đông cho đội nón xanh thì Phương Khôn cũng có thể xoay chuyển càn khôn. 2 giờ 30 phút sáng. Một bên sân bay Nam Cang, Bùi Đông Lai ngồi trong chiếc Maserati của Mộ Khuynh Nhan lẳng lặng nhìn về phía sân bay, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì Mộ Khuynh Nhan muốn tới đón nên Bùi Đông Lai đành phải đuổi bảo tiêu của Mộ Khuynh Nhan đi rồi tự mình lái xe đưa Mộ Khuynh Nhan đến sân bay. Nương theo ngọn đèn thì có thể thấy lúc này Mộ Khuynh Nhan đang nằm ngủ ở trên ghế xe, trên người nàng đắp chiếc áo khoác ngoài của Bùi Đông Lai. 5 phút sau, máy bay tư nhân của Tương Cương đáp xuống sân bay Nam Cảng. Thấy vậy thì Bùi Đông Lai liền liếc mắt nhìn Mộ Khuynh Nhan một cái, không nhịn cười được mà vỗ vỗ vai của Mộ Khuynh Nhan một cái. Ách! Bị Bùi Đông Lai vỗ vỗ, Mộ Khuynh Nhan liền tỉnh dậy, vẻ mặt mờ mịn nhìn Bùi Đông Lai. Nghĩa phụ của cậu tới rồi. Bùi Đông Lai khẽ đỡ lưng của Mộ Khuynh Nhan, để cho Mộ Khuynh Nhan tỉnh ngủ lại. Đông Lai, cậu cứ yên tâm. Có tớ ở đây thì Phương Húc Đông sẽ không dám tìm cậu gây phiền toái nữa đâu. Tớ sẽ nói nghĩa phụ tìm hắn để tính sổ. Sau khi tỉnh ngủ một lát, Mộ Khuynh Nhan kích động nói. Bùi Đông Lai cười khổ nói. Nữ nhân ngốc, nam nhân là dùng để che chở nữ nhân chứ không phải để nữ nhân bảo vệ. Nói xong, Bùi Đông Lai không khỏi nhớ lại lúc mình ở Trầm Thành có đoạn thời gian bị Đông Bắc Nạp Lan ra khi dễ, lúc ấy hắn đã uyển chuyển từ chối sự giúp đỡ của Tần Đông Tuyết. Sau đó bản thân hắn đã dùng cách của mình để dạy cho Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan ra một bài học. Khi đó, hắn chưa mất đi cái biệt danh phế vật ở Trầm Thành. Lúc này hắn đã cầm quyền hắc đạo ở Nam Tô, hắn sẽ làm như thế nào? Mãnh Long quá giang. Ngay tại lúc Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan đứng chờ thì sau khi máy bay dừng lại, Tương Cương mang theo Ôn Nhã Hinh cùng với 16 gã bảo tiêu chậm rãi bước xuống. Nghĩa phụ. Thấy một màn như vậy thì Mộ Khuynh Nhan kích động vung đôi tay nhỏ bé lên, dẫn đầu vọt tới. Bùi Đông Lai thấy thế thì vẻ mặt bình tĩnh đi theo sau Mộ Khuynh Nhan. Lúc này Tương Cương phất phất tay với Mộ Khuynh Nhan, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai. So với Tương Cương mà nói thì Ôn Nhã Hinh lại càng hứng thú đối với Bùi Đông Lai, lúc máy bay chưa dừng lại thì nàng cũng đã quan sát Bùi Đông Lai, lúc này đây nàng vẫn nhìn như cũ. Sở dĩ là như vậy là bởi vì nàng muốn biết, rốt cuộc là Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà dám đến Nam Cảng để gọi nhịp với Phương gia. Dựa vào vũ lực như lời của Tương Cương sao? Ôn Nhã Hinh không tin điều này. Bởi vì nàng cảm thấy được, tại xã hội này quy tắc cuộc chơi càng lúc càng được hoàn thiện hơn, vũ lực cũng sẽ bị nghiền nát. Còn trí tuệ có thể đùa giỡn với pháp tắc, điều khiển mọi việc. Nhưng mà nàng không biết trí tuệ có thể điều khiển pháp tắc nhưng vũ lực thì có thể phá vỡ quy luật để tạo ra một quy lực mới. Nàng càng không biết Bùi Đông Lai cũng không phải là một người mãng phu chỉ biết giết người. Nghĩa phụ. Rất nhanh, khi Tương Cương và Ôn Nhã Hinh xuống máy bay thì Mộ Khuynh Nhan đã nhào vào lòng Tương Cương. Nhà đầu ngốc, nghĩa phụ đã trở lại, không có việc gì rồi. Tương Cương ôm bả vai Mộ Khuynh Nhan. Vỗ nhẹ lên phía sau lưng của Mộ Khuynh Nhan đồng thời nhìn Bùi Đông Lai. Tương tiên sinh. Thấy được ánh mắt của Tương Cương thì Bùi Đông Lai mỉm cười lên tiếng chào hỏi nhưng không có để ý Ôn Nhã Hinh. Nghĩa phụ, Phương Húc Đông thật sự quá ghê tởm. Đông Lai là khách của con, là bạn của con thế mà hắn lại dám đối phó với Đông Lai.
người nhất định phải ra mặt giáo huấn Phương Húc Đông. Nghe Bùi Đông Lai mở miệng thì Mộ Khuynh Nhan liền phẫn nộ nói. Yên tâm đi, việc này ta sẽ cấp cho Đông Lai một công đạo. Tương Cương như là trả lời với Mộ Khuynh Nhan, như là trả lời với Bùi Đông Lai. Nơi này gió lớn, đi thôi, chúng ta lên xe. Tương Cương nói xong, thì liền bước chân đi tới. Nhã Hinh, em đi xe với Khuynh Nhan đi. Tương Cương để Mộ Khuynh Nhan tùy ý ôm cánh tay đi đến trước chiếc Lincoln thì nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Được. Ôn Nhã Hinh mỉm cười gật đầu, không đợi Mộ Khuynh Nhan phản đối, nàng đã nắm lấy cánh tay của Mộ Khuynh Nhan đi đến chiếc Maserati. Nàng biết Tương Cương sẽ có chuyện muốn nói với Bùi Đông Lai. Đông Lai, cậu lên đây ngồi với ta. Thấy hai người rời đi, Tương Cương cười cười nói. Bùi Đông Lai gật đầu đi theo Tương Cương vào chiếc Lincoln. Có lẽ là ngồi máy bay suốt một đêm nên hơi mệt trong người cho nên sau khi ô tô chuyển bánh thì Tương Cương cũng không có mở miệng nói chuyện mà trước tiên rút ra hai điếu xì gà, ném cho Bùi Đông Lai một điếu. Bùi Đông Lai lấy rồi chủ động châm lửa cho Tương Cương. Nếm thử đi, là xì gà Baco chính tông đó. Thấy Bùi Đông Lai không có hút thì Tương Cương cười nói. Không quen mùi xì gà. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Tương Cương liền nao nao. Chỉ bằng một câu của Bùi Đông Lai thì hắn liền biết rằng Bùi Đông Lai là một người có chủ kiến, sẽ không vì người khác mà thay đổi quyết định của mình. Hiểu được điểm này, Tương Cương cũng biết được Bùi Đông Lai muốn làm cho ra chuyện cho nên chân mày của hắn nhíu lại, cân nhắc một chút rồi nói. Đông Lai, sự việc của anh em Phương gia, nói đến cùng cũng không phải lỗi tại cậu. Thấy Tương Cương không lên tiếng, Tương Cương liền hơi dừng lại. Cậu tính xử lý chuyện này như thế nào? Tương Cương đi thẳng vào vấn đề. Bùi Đông Lai trả lời thuyết phục. Ở trong vòng luẩn quẩn đều có quy tắc, giới giải trí cũng vậy, tôi không thể nào thay đổi được việc này nhưng nếu Phương Húc Vĩ muốn đụng vào bạn của tôi thì như vậy hắn sẽ. Còn về phần Phương Húc Đông phái người đối phó với tôi, nếu tôi đoán không sai thì hắn vì muốn trả thù cho Phương Húc Vĩ nhưng quan trọng hơn là bởi vì tôi và Khuynh Nhan đã thân mật quá mức. Nghe Bùi Đông Lai nói thế, chân mày Tương Cương càng nhíu chặt lại. Ngay cả tôi còn nhìn ra được Phương Húc Đông có ý tứ với Khuynh Nhan, nói như vậy trong lòng Tương tiên sinh chắc đã có tính toán. Bùi Đông Lai nói tới đây, dừng lại một chút, lại nói. Phương Húc Đông thành tâm thật ý thích Khuynh Nhan hay là muốn thông qua Khuynh Nhan để đạt được mục đích, nói như vậy chắc trong lòng Tương tiên sinh cũng biết. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, Tương Cương liền dừng hút thuốc, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thấy được vẻ mặt biến hóa của Tương Cương, trong lòng Bùi Đông Lai không nhịn được mà thở dài. Dựa vào trí nhớ của Tiêu Phi, Bùi Đông Lai biết được một năm sau Tương Cương sẽ bị giết chết, sau đó Hồng Tinh sẽ bị người khác chiếm lấy. Ngay cả trong trí nhớ của Tiêu Phi cũng không có nguyên nhân cùng quá trình cụ thể, nhưng mà trực giác nói cho Bùi Đông Lai biết, chuyện Tương Cương chết tuyệt đối có liên quan đến Phương gia. Đúng như lời hắn mà nói thì Phương Húc Đông theo đuổi Mộ Khuynh Nhan quả thật chính là muốn chiều lòng người. Muốn trở thành con rể của Tương Cương để tiếp nhận Hồng Tinh. Mà dựa theo tiến trình lịch sử thì Mộ Khuynh Nhan cũng không có ở chung một chỗ với Phương Húc Đông. Mặc dù trong lòng khẳng định được điểm này nhưng Bùi Đông Lai sẽ không đem việc này nói ra. Dựa theo tiến trình lịch sử thì những việc này sẽ phát sinh sau một năm nữa, nói ra Tương Cương cũng sẽ không tin, ngược lại hắn sẽ cho rằng Bùi Đông Lai đang châm ngoài ly gián. Sau cùng, tôi sẽ trả lời một ít vấn đề của Tương tiên sinh. Nguyên tắc của tôi là người không phạm ta, ta sẽ không phạm người, nếu người phạm ta, ẩn nhẫn ba phần. Nếu người còn phạm ta thì, nếu không phải xem thể diện của Tương tiên sinh thì Phương Húc Đông đã biến mất khỏi nhân gian rồi. Giọng nói của Bùi Đông Lai vô cùng bình tĩnh nhưng mà rơi vào tai Tương Cương lại giống như một tiếng sét làm cho Tương Cương trừng to hai mắt nhìn Bùi Đông Lai. Bởi vì hắn biết lấy giá trị võ lực của Bùi Đông Lai thì muốn ám sát Phương Húc Đông thì dễ như trở bàn tay. Đông Lai, cậu hẳn là nhìn ra được Khuynh Nhan rất thích cậu. Trầm mặc một lúc lâu, Tương Cương bóp tắt điếu xì gà, quay đầu nhìn Bùi Đông Lai. Cậu có thích nó không? Ách, có lẽ là không ngờ Tương Cương sẽ hỏi câu như thế. Bùi Đông Lai liền lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nói. Khuynh Nhan là một cô gái tốt, nàng có tấm lòng thiện lương, đơn thuần giống như một viên bảo thạch không có tỉ vết. Cô gái như thế sẽ khiến cho người khác có cảm giác muốn che chở nàng, tôi cũng không ngoại lệ. Vậy cậu sẽ ở cùng một chỗ với nó sao?
Tương Cương hỏi thẳng. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Không biết. Vì sao? Tương Cương nhìn ra được Bùi Đông Lai không nói dối, nhưng đột nhiên nghe Bùi Đông Lai nói không muốn ở chung một chỗ với Khuynh Nhan thì điều này làm cho hắn khó hiểu. Tôi có nguyên nhân của tôi. Bùi Đông Lai mơ hồ trả lời. Thấy Bùi Đông Lai không muốn nói nhiều, Tương Cương cũng không có nói vấn đề này nữa mà là trầm ngâm một lát rồi nói. Đông Lai, đầu tiên ta cảm ơn cậu đã nể mặt của ta mà không tự tiên ra tay động thủ với Phương gia. Chuyện này ta sẽ có cậu một công đạo. Tương tiên sinh, có lẽ là ngài không hiểu hết ý của tôi. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ rồi nói. Tôi muốn động thủ với Phương Húc Đông là bởi vì hắn đã xúc phạm vào nguyên tắc làm người của tôi, còn về phần không động thủ không phải là tôi sợ ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa ngài và Liễu tỷ. Tôi không động thủ là bởi vì Khuynh Nhan là bạn của tôi, mà ngài là cha của nàng, đáng để cho tôi tôn trọng. Còn nữa, tôi cảm thấy ngài là một người đang để kết giao. Chẳng biết tại sao nghe được những lời nói này, Tương Cương cảm thấy tuy Bùi Đông Lai nói mình là trưởng bối nhưng mà giọng nói lại không có coi hắn là trưởng bối mà là ngang hàng. Rốt cuộc hắn là ai? Trong lúc nhất thời, trong lòng Tương Cương hiện ra một dấu chấm hỏi. Ở hắn xem ra nếu Bùi Đông Lai là người được Liễu Nguyệt chiếu cố, là đệ tử của Cổ Bồi Nguyên thì hắn sẽ không thể thản nhiên như thế được. Tương tiên sinh! Nếu ngài lựa chọn trở về xử lý chuyện này thì cho dù ngài xử lý như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không để ý. Không được Tương Cương suy nghĩ ra nguyên nhân, Bùi Đông Lai lại mở miệng nhắc nhở. Hiện tại Khuynh Nhan rất hạnh phúc, thân là bạn của nàng thì tôi hy vọng nàng có thể được hạnh phúc. Tôi tin tưởng thân là phụ thân của nàng thì nàng có thể làm được điều này. Lộp bộp! Trong lòng Tương Cương run lên, trầm mặc không nói. Thấy Tương Cương không nói lời gì thì Bùi Đông Lai cũng không nói nữa mà là buông điếu xì gà trong tay xuống. Từ trong túi rút ra điếu thuốc con ngựa rồi châm lửa, hút một hơi. Sương khói bao quanh khuôn mặt Bùi Đông Lai làm cho Tương Cương không thể nào nhìn rõ được Bùi Đông Lai. Vì thế Tương Cương liền đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Ngoài xe, cuồng phong tàn sát bừa bãi, mây đen áp đỉnh. Giống như lúc nào bão tố cũng có thể buông xuống. Đêm đã khuya. Cả khu nhà tại Vịnh Nước Cạn đều yên tĩnh, cả khu biệt thự đều một mảnh tối đen, trong đó chỉ có một tòa biệt thự là sáng đèn. Đó là biệt thự của Phương Khôn. Trong đại sảnh, Phương Khôn ngồi ở trên ghế salon, hút xì gà, sắc mặt bình tĩnh nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa. Cha, Tương Cương không có về nhà mà là trực tiếp dẫn người tới bên này rồi. Vẻ mặt Phương Húc Đông tức giận đi đến bên người Tương Cương. Hắn thật không ngờ Tương Cương sẽ coi trọng một người bên ngoài như thế. Húc Đông, an tâm một chút chớ vội nóng nảy. Phương Khôn phun ra một ngụm khói, thản nhiên nói. Có lẽ là thấy được biểu hiện bình tĩnh của Phương Khôn cho nên Phương Húc Đông cũng hơi bình tĩnh, không nói gì mà là cung kính đứng ở phía sau Phương Khôn, lặng lặng chờ đợi Tương Cương đến. Mấy phút sau, ở bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng xe. Chiếc Lincoln dừng lại. Cận vệ của Tương Cương liền xuống trước mở cửa xe, sau đó Tương Cương liền dẫn đầu xuống xe, Bùi Đông Lai đi sát ở phía sau. Tương tiên sinh. Thấy Tương Cương xuống xe, mấy tên bảo tiêu của Phương Khôn liền hành lễ, vấn an. Tương Cương gật đầu rồi bước vào biệt thự. Bùi Đông Lai giữ im lặng đi theo sau, ánh mắt thầm đánh giá xung quanh biệt thự đồng thời hắn cũng suy nghĩ nếu như bản thân mình đi ám sát Phương Khôn thì xác suất thành công sẽ đạt được bao nhiêu. Dọc theo hoa viên. Tương Cương mang theo Bùi Đông Lai đi tới cửa phòng khách. Tưởng thúc, đại ca, thấy Tương Cương và Bùi Đông Lai xuất hiện ở cửa phòng khách của biệt thự thì Phương Húc Đông liền đứng dậy chào hỏi, đồng thời ánh mắt không nhịn được mà liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Mà Phương Khôn thì luôn nhìn về Tương Cương, hoàn toàn đem Bùi Đông Lai trở thành không khí. À Khôn, tôi đi cả đêm để trở lại Nam Cảng, muộn như vậy mà còn tới tìm cậu, chắc là cậu biết được mục đích. Tương Cương lập tức đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, hỏi thẳng. Rốt cuộc là tại sao? Húc Đông, mang A Uy tới đây. Phương Khôn không trả lời Tương Cương mà là quay đầu phân phó cho Phương Húc Đông một tiếng. Lông mày Tương Cương nhíu lại, im lặng mà rút ra một điếu thuốc. Mà Bùi Đông Lai thì bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Rất nhanh, A Uy đã được Phương Húc Đông mang vào biệt thự. Dưới ánh đèn. A Uy bị thương tay trái, sắc mặt một mảnh trắng bệch, cả người giống như một cái xác vô hồn. Nhưng mà,
Nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện được khi bước vào biệt thự thấy được Tương Cương cùng Bùi Đông Lai thì khóe mắt của hắn run lên vài cái, thậm chí ngay cả bắp chân cũng có chút run run. A Uy, đem chuyện đêm nay nói cho đại ca. Phương Khôn quay đầu nhìn A Uy, nói một cách bình thản. Nhớ rõ là ăn ngay nói thật. Bên tai vang lên lời nói của Phương Khôn, dường như A Uy nhớ ra cái gì đó, trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi. Bịch. Ngay sau đó, A Uy trực tiếp quỳ rạp xuống đất, giọng nói khàn khàn. Thật xin lỗi Tương tiên sinh, là em không thấy Thái Sơn chọc phải Bùi tiên sinh. Nói đi. Sắc mặt Tương Cương nghiêm túc, giọng nói không thể nghi ngờ. Đêm nay, em mang theo mấy anh em đi miếu nhai ăn khuya, kết quả là ở quán ăn đụng phải Bùi tiên sinh và Mộ tiểu thư. Lúc ấy, Mộ tiểu thư đã hóa trang cho nên em đã không nhận ra. A Uy giống như là đọc kịch. Thủ hạ của em không cẩn thận nên đã đụng phải Bùi tiên sinh rồi sau đó chúng em đã xảy ra xung đột. Bịch, bịch, bịch. Khi nói chuyện, A Uy liên tục dập đầu ba cái, cầu xin tha thứ nói. Tương tiên sinh, thật sự em không nhận ra Bùi tiên sinh cũng không nhận ra Mộ tiểu thư, nếu không cho dù có 100 lá gan em cũng sẽ không động thủ. Nghe được A Uy nói thế, nhìn thấy bộ dạng cầu xin của A Uy, trong lòng Bùi Đông Lai liền hiểu rõ. A Uy xuất hiện ở nơi đó tất nhiên là do một tay Phương Khôn an bài, cho nên cho dù như thế nào nữa thì A Uy cũng sẽ không thừa nhận là đã nhận lệnh của Phương Húc Đông. Sự thật đúng là như thế, sau khi A Uy ở bệnh viện băng bó vết thương xong thì liền bị người của Phương Húc Đông bắt đi. Ngoài ra, cha mẹ hắn, em gái hắn cũng bị Phương Húc Đông phái người bắt đi. Cho nên, A Uy rất rõ. Nếu hắn không làm dựa theo những lời của Phương Húc Đông thì không những bản thân hắn chết mà hắn còn liên lụy đến người nhà của mình nữa. Đại ca, A Uy có mắt như mù đã chọc phải Bùi tiên sinh, hắn phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Thấy Tương Cương hút lấy xì gà, Phương Khôn liền mở miệng nói, sau đó không đợi Tương Cương lên tiếng, hắn đã hướng về phía Bùi Đông Lai hỏi. Bùi tiên sinh, lúc nãy cậu đã phế đi một bàn tay của A Uy, nếu cậu còn cảm thấy chưa đã giận thì có thể lấy mạng của hắn. A Khôn, dường như sự việc không phải như vậy. Tương Cương thầm ý nhìn Phương Khôn một cái, sau đó nhìn A Uy, nói. A Uy, Khuynh Nhan nói cậu bị người khác sai khiến đến để đối phó với Đông Lai. Không, không có. A Uy điên cuồng mà lắc đầu. Thật không có sao. Tương Cương nhíu mày hỏi một câu, sau đó cao giọng nói. A Uy, thời gian cậu vào Hồng Tinh cũng không ngắn cho nên cậu cũng đã biết tính của ta. Cậu cảm thấy ta xử lý mọi chuyện có công bằng không? Công bằng. A Uy không chút suy nghĩ, buột miệng nói ra. Đã vậy, cậu cứ đem mọi chuyện nói thẳng ra cho mọi người cùng nghe. Giọng nói Tương Cương lạnh xuống. Ta sẽ cho cậu một công đạo. Em. Theo bản năng A Uy muốn nói cái gì nhưng mà Dư Quang thấy được khuôn mặt của Phương Khôn, nghĩ đến cha mẹ, em gái mình còn nằm trong tay Phương Húc Đông thì A Uy liền đem những lời nói vừa đến bên miệng nuốt xuống bụng. Mặt xám như cho tàn, nói. Bẩm Tương tiên sinh, những lời A Uy vừa nói đều là sự thật, A Uy nguyện ý nhận lấy hậu quả. Nghe A Uy nói thế, Tương Cương có cảm giác được mình đang bị khiêu khích, trên mặt hiện ra một tia phẫn nộ. Bộ dạng của Phương Khôn vẫn như cũ, dường như mọi chuyện đã nằm trong tay của hắn. Trong lòng Phương Húc Đông cười lạnh không thôi, đồng thời liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái tựa hồ đang cười nhạo Bùi Đông Lai ngu ngốc. Tương Cương ra mặt cho mày thì như thế nào? Con ma mày, phải biết nơi này là Nam Cảng chứ không phải là Đông Hải, mày chỉ là một tên tiểu tạp chủng từ bên ngoài đi vào mà thôi. Mày không cần phải chịu hậu quả gì cả. Lúc này đây không đợi Tương Cương mở miệng, Bùi Đông Lai đã lên tiếng. Bá! Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, không riêng gì A Uy mà ngay cả Tương Cương, cha con Phương Khôn đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Tương tiên sinh! Tôi nhớ lúc nãy ngài từng nói qua mọi chuyện đều do tôi định đoạt. Bùi Đông Lai khẽ mỉm cười, nói. Tôi làm như vậy cũng không tính là quá phận chứ. Bùi Đông Lai vừa nói xong, vẻ mặt Tương Cương lại trở nên vô cùng khó coi. Phải biết rằng hắn là đại ca của Hồng Tinh, mà Bùi Đông Lai lại. Đây quả thật là đã kích thích hắn, thậm chí là đã chế nhạo hắn. Lúc này, đồng tử của Phương Khôn cũng co rút lại, đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị. Không riêng gì Tương Cương cùng Phương Khôn hiểu được ý tứ của Bùi Đông Lai. Ngay cả Phương Húc Đông cũng hiểu được, Bùi Đông Lai là đang muốn nói khích Tương Cương,
người ta Phương Khôn hoàn toàn không coi ông để vào trong mắt. Thời gian giống như đứng lại. Trong đại sảnh đã không còn ai nói nữa. A Khôn, việc này là do một tay A Uy tạo thành, nhưng mà A Uy chính là thuộc hạ của Húc Đông. Không biết qua bao lâu, ánh mắt của Tương Cương nhìn về phía Phương Húc Đông, giọng nói lạnh như băng. Tiểu Đông là đường chủ, chẳng lẽ hắn không biết Đông Lai là người hợp tác cùng chúng ta sao? Phương Khôn vẫn trầm mặc không nói mà trong đôi mắt của Phương Húc Đông thì tràn ngập lửa giận. Ta đã nghe Khuynh Nhan nói qua, trong buổi party của Khuynh Nhan thì Tiểu Đông cũng đã thấy Đông Lai, cho nên Tiểu Đông không có khả năng không biết Đông Lai. Tương Cương gằn từng chữ. Tưởng thúc, quả thật là cháu đã gặp qua Bùi Tiên Sinh, cũng biết thân phận của Bùi Tiên Sinh nhưng mà chiều này Bùi Tiên Sinh mới đến Nam Cảng, cả đám người A Uy chưa gặp qua hắn cho nên mới đại thủy trôi Long Vương Miếu. Bởi vì trong lòng không phục lắm, cho nên Phương Húc Đông liền giải thích. Cậu cảm thấy rằng bản thân mình không sai. Ánh mắt Tương Cương nhìn chằm chằm Phương Húc Đông, giọng nói hoàn toàn lạnh xuống. Tiểu Đông là đường chủ ở Cửu Long, tiểu đệ dưới tay bất lực đúng là nó phải có trách nhiệm. Không đợi Phương Húc Đông mở miệng, Phương Khôn đã lên tiếng. Ách, nghe được Phương Khôn nói thế, trong lòng Phương Húc Đông liền nao nao, hắn không rõ vì sao Phương Khôn lại nói như vậy. Lập tức cấp cho Đông Lai một câu xin lỗi. Tương Cương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Khôn. Xin lỗi. Bên tai vang lên hai chữ này, cả người Phương Húc Đông liền ngơ ngác nhìn Tương Cương, cảm giác kia như đang nói, vì sao ta lại phải xin lỗi. Tưởng thúc, cháu phụ trách cả khu Cửu Long, tính cả tiểu đệ bên ngoài thì dưới tay có hơn mấy ngàn người, chẳng lẽ thủ hạ dưới tay không cẩn thận phải mà trêu chọc Bùi Tiên Sinh, cháu phải nói lời xin lỗi sao? Phương Húc Đông giải thích. Câm miệng. Đột nhiên Tương Cương quát lớn một tiếng, thuận tay đem điếu xì gà ném về phía Phương Húc Đông. Phương Húc Đông không chuẩn bị liền bị điếu xì gà bay thẳng vào mắt, đốm lửa văng khắp nơi. Cảm nhận được cơn đau ở trên mặt, ngửi được trong không khí tràn đầy mùi thịt nướng, lửa giận trong lòng của Phương Húc Đông liền bị đốt lên. Có phải cậu cảm thấy rằng hiện nay mình đã đủ lông đủ cánh, ta không có tư cách giáo huấn cậu sao? Mắt thấy vẻ mặt Phương Húc Đông phẫn nộ, Tương Cương liền vỗ mạnh một phát lên bàn. Bịch, Tương Cương vỗ xong liền nhìn chằm chằm vào Phương Húc Đông, gần từng chữ. Ta cho cậu hai lựa chọn, hoặc là xin lỗi Đông Lai ngay lập tức, hoặc là bắt đầu từ ngày mai cút khỏi Hồng Tinh. Nghe được Tương Cương nói như thế, trong lòng Phương Húc Đông không khỏi run lên. Giờ phút này thấy được Tương Cương tức giận hắn đột nhiên nhớ lại một sự thật. Mặc kệ là cha hắn Phương Khôn còn con bài nào chưa lật đi chăng nữa thì ít nhất bây giờ Hồng Tinh là của Tương Cương. Tương Tiên Sinh. Ba chữ kia đại biểu cho điều gì ở Nam Cảng thậm chí là hắc đạo cả phương Nam. Trong lòng hiện lên điều này, Phương Húc Đông liền tỉnh mộng, lập tức nhìn về phía Phương Khôn. Tiểu Đông, đại ca nói đúng giấy, mặc dù A Uy chọc phải Bùi Tiên Sinh nhưng mà con cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Phương Khôn lại mở miệng. Giọng nói bình tĩnh giống như là đang nhắc tới một chuyện nhỏ. Đi xin lỗi Bùi Tiên Sinh đi. Bá. Nghe Phương Khôn nói thế, sắc mặt Phương Húc Đông không khỏi biến đổi. Còn về phần trốn thì không cần, nếu như Tương Cương vì một người ngoài mà đối phó với con thì ta cũng không để ý mà để Hồng Tinh đổi thành họ Phương. Giờ phút này, trong lòng hắn nghĩ lại những câu nói này của Phương Khôn. Thất thần cái gì nữa? Thấy Phương Húc Đông còn đứng nguyên thì Phương Khôn liền nhíu mày, nói. Đi! Chẳng lẽ cha đang dùng kế hoãn binh? Nghe được Phương Khôn nói vậy, trong lòng Phương Húc Đông vừa động, hắn liền áp chế cơn tức giận trong lòng đi đến trước người Bùi Đông Lai rồi cúi đầu xuống, vẻ mặt biệt khuất mở miệng. Bùi Tiên Sinh, là tôi không dạy dỗ tốt thủ hạ của mình, để cho chúng nó chọc phải ngài, mong ngài bỏ qua chuyện này không cần phải chấp nhặt với bọn nó. Ta vừa nói. Hắn không cần phải chịu hậu quả gì. Bùi Đông Lai nói. Phương Húc Đông không nói cái gì nữa, mà là cúi đầu, cắn răng, cố gắng không để cho bản thân phát tác. Đông Lai, đi. Thấy Bùi Đông Lai không dị nghị, Tương Cương liền đứng lên nói. Bùi Đông Lai gật đầu đứng dậy rồi đi theo phía sau Tương Cương. Khuynh Nhan không thích cậu, sau này tránh xa nàng một chút. Lúc bước ngang qua Phương Húc Đông, Tương Cương dừng bước lại, lạnh lùng nói. Cả người Phương Húc Đông dùng mình. Vẻ lãnh mang trong mắt của Phương Khôn chợt lóe lên nhưng đã bị Bùi Đông Lai nhìn thấy. Cha, tên tiểu tạp chủng kia thật sự quá khinh người mà.
còn có Tương Cương nữa, hắn vì một kẻ bên ngoài mà dám trước mặt cha động thủ với con. Chân trước chân sau Tương Cương và Bùi Đông Lai vừa mới đi thì Phương Húc Đông liền không kìm lòng được mà phẫn nộ nói. Húc Đông, con hẳn là còn nhớ rõ, bởi vì con không cam lòng nên ta cho con thêm một cơ hội. Phương Khôn châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút một hơi, nói. Mà mọi chuyện vừa rồi đã đập nát cơ hội của con. Húc Đông sai rồi, xin cha ra mặt. Trong lòng Phương Húc Đông cả kinh, vội vàng cúi đầu. Phương Khôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mỉm cười. Trời của Nam Cảng, hắn là nên thay đổi rồi. Lúc này, sau khi Tương Cương rời khỏi biệt thự của Phương Khôn thì sắc mặt của hắn vẫn tỏ ra âm trầm. Hắn ngồi trong ô tô, hút xì gà, không nói một lời. Sau đó, đột nhiên trong ô tô truyền ra một tiếng bật bật lửa. Tương Cương quay đầu lại thì thấy Bùi Đông Lai đang nhẹ nhàng hút lấy điếu xì gà. Tưởng thúc, hương vị của nó cũng không tệ. Bùi Đông Lai cười cười, nói. Bên tai vang lên lời nói thoải mái của Tương Cương, nhìn nụ cười trên mặt Tương Cương, nghĩ đến lúc nãy Bùi Đông Lai nói ra một câu châm ngoài ly gián quan hệ giữa mình và Phương gia. Tương Cương cười không nổi, hắn đang rất muốn hỏi vì sao Bùi Đông Lai lại làm như vậy nhưng mà hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Tương thúc, mọi chuyện xảy ra lúc nãy thì ngài đã nhìn thấy, ngài cảm thấy được Phương Húc Đông sợ ngài sao? Dường như là đã nhận ra tâm tình của Tương Cương, Bùi Đông Lai liền nói thẳng. Hoặc là nói, ngài cảm thấy Phương Khôn không sợ một người là đại ca như ngài sao? Cậu có ý gì? Sắc mặt Tương Cương thay đổi, tuy rằng hắn nhận ra cha con Phương gia cũng không ý kỵ hắn nhưng mà chính Bùi Đông Lai đã làm cho nói ra những lời này, điều này làm cho hắn có chút không nhịn được. Tương thúc, tôi biết thân phận của ngài ở Nam Cảng vô cùng hiển hách, địa vị cao, thanh danh cao. Có thể nói là nhất hô bá ứng. Được nhiều người ủng hộ. Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tất cả những chuyện này đã làm ngài buông lỏng cảnh giác, bởi vì ngài cảm thấy rằng ở Hồng Tinh thậm chí là cả Hắc Đạo Nam Cảng ngài nói một là một, không ai dám nói hai. Bởi vì ngài là tương tiên sinh độc nhất vô nhị. Bá! Nghe được những lời này của Bùi Đông Lai, sắc mặt Tương Cương không khỏi biến đổi. Vừa rồi cậu hao hết tâm tư để phá quan hệ giữa ta và Phương gia, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Tương tiên sinh, theo ngài thì tôi muốn làm gì? Có lẽ là trước khi đi đã nhận thấy vẻ lãnh mang trong mắt Phương Khôn, Bùi Đông Lai lo lắng về tương lai của Mộ Khuynh Nhan cho nên hắn cũng nói thẳng với Tương Cương. Muốn làm gì? Bị Bùi Đông Lai hỏi như vậy, Tương Cương không phản bác được. Ở hắn xem ra thì Hồng Tinh chính là thứ mà người khác muốn lấy nhất. Mà nếu như Bùi Đông Lai lựa chọn cùng Mộ Khuynh Nhan ở một chỗ thì Hồng Tinh chính là của hồi môn của Bùi Đông Lai. Không phải là cậu muốn nói đến Hồng Tinh sao? Tương Cương nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, vẻ mặt phức tạp nói. Một mặt cậu nói cậu không có hứng thú với Hồng Tinh, hơn nữa cho dù cậu muốn thông qua phương thức này để nhúng chàm vào thì cũng không thể được. Cũng không đúng. Bùi Đông Lai nhìn thẳng Tương Cương, lắc đầu. Lời nói của Bùi Đông Lai làm cho Tương Cương hoàn toàn bị mê hoặc. Hồng Tinh ở trong mắt nhiều người là một tòa kim sơn. Rất nhiều người mong muốn có được nó ví dụ như cha con Phương gia, mà tôi giống như ngài nói, đối với Hồng Tinh cũng không có hứng thú quá lớn. Bùi Đông Lai thấy Tương Cương không nói lời nào liền ngữ xuất kinh nhân. Đây cũng chỉ là một nguyên nhân. Hay là cậu có năng lực nhúng chàm vào Hồng Tinh? Trong lòng Tương Cương vừa động. Mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cười cười rồi hỏi lại. Tương tiên sinh, ngài cảm thấy Hồng Tinh so với Hắc Dạo ở Hỗ Hàng thì cái nào nặng hơn? Bịch! Nghe Bùi Đông Lai nói thế, Tương Cương cảm thấy được ý thức của mình đã chết đi. Hắn trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Bùi Đông Lai, thế cho nên khi xì gà trong tay hắn rơi xuống thảm ô tô thì hắn cũng không nhận thấy được. Thân là đại của Hồng Tinh thì Tương Cương hiểu rõ Hắc Đạo Hỗ Hàng đại biểu cho cái gì. Có thể nói không khoa trương, lợi ích của Hắc Đạo Đông Hải không phải Hồng Tinh có thể nghĩ tới. Huống chi còn có hai tỉnh Hồ Giang và Nam Tô. Nhưng mà, đối với Tương Cương mà nói, sở dĩ hắn kinh ngạc là bởi vì hắn nghe được ý tứ khác trong lời nói của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế liền cúi người xuống, nhặt điếu xì gà lên rồi bỏ vào tàn thuốc. Tương Cương nuốt nước bọt, mang theo vẻ không thể tin nhìn Bùi Đông Lai, hỏi. Cậu muốn nói cho ta biết điều gì?
Hắc đạo ở Hỗ Hàng là do tôi đánh đoạt được, ngài cảm thấy tôi không thể định đoạt sao? Bùi Đông Lai hỏi lại. Điều này làm sao có thể được? Mặc dù ý tứ của Bùi Đông Lai rất rõ ràng nhưng mà dựa vào tin tức mà Tương Cương lấy được thì Tương Cương biết được Quý Hồng dựa vào người có lai lịch thần bí thông qua Bạch Gia đã làm cho LN thuần phục, còn nuốt cả Hắc đạo Hồ Giang, trong hai ngày nay đang chậm rãi cắn nuốt Hắc đạo ở Nam Tô. Huống chi, thân là đại ca của Hồng Tinh thì hắn biết rõ được Bùi Đông Lai không thể nào thu phục được Quý Hồng, xà mỹ nữ này. Dù sao ở trong nhiều năm qua đã có rất nhiều người muốn thu phục Quý Hồng nhưng không một ai có thể làm được. Đối mặt với nghi ngờ của Tương Cương, Bùi Đông Lai cũng không có giải thích thêm. Hô, hô, thấy Bùi Đông Lai trầm mặc, Tương Cương liên tục hít sâu hai hơi, vẻ mặt dần dần bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Xem ra Tương tiên sinh cũng tin lời tôi ư. Bùi Đông Lai cười hỏi. Sắc mặt Tương Cương phức tạp, tuy rằng hắn cảm thấy những lời của Bùi Đông Lai nói vô cùng khó tin nhưng mà từ sau khi hắn và Bùi Đông Lai gặp mặt cho đến nay thì những biểu hiện của Bùi Đông Lai đã làm ra thì bản thân hắn thấy rõ cả. Hắn cũng từng có cái nhìn khác với Bùi Đông Lai. Tự tin, không sợ hãi. Đây là cảm giác của hắn. Bởi vì phần cảm giác này không tìm thấy được trên những người cùng tuổi với Bùi Đông Lai, bởi vì không tìm được động cơ của Bùi Đông Lai cho nên Tương Cương tin rằng Bùi Đông Lai không có lừa dối hắn. Giống như lời nói lúc trước, thân là bạn của Khuynh Nhan, tôi không hy vọng thấy hạnh phúc của nàng bị biến mất. Mà một ít hành động của ngài có thể hủy sạch tất cả chuyện này. Bùi Đông Lai trầm giọng nói. Phương Khôn là một người rất nguy hiểm, nếu ngài muốn tiếp tục làm Tương tiên sinh độc nhất vô nhị ở Nam Cảng, muốn Khuynh Nhan được hạnh phúc như ta đề nghị ngài nên khai đao với Phương gia. Đùng! Không trả lời. Ngoài cửa sổ, sấm sét nổ vang. Bão táp đã nổi lên. Bịch, bịch, bịch. Mưa như chút nước, nước mưa rơi xuống kính xe phát ra những tiếng bịch. Bịch. Trong Lincoln, Tương Cương lại đốt lên một điếu xì gà mà Bùi Đông Lai thì lại bóp tắt điếu xì gà đang cầm trên tay. Thấy Tương Cương trầm mặc hút lấy xì gà, Bùi Đông Lai cũng không có nói cái gì nữa. Bởi vì dựa vào trí nhớ của Tiêu Phi, bởi vì thấy được sát khí trong mắt của Phương Khôn cho nên Bùi Đông Lai cho rằng việc Hồng Tinh sụp đổ và cái chết của Tương Cương có quan hệ với nhau. Vì không để cho mộ Khuynh Nhan mất đi hạnh phúc nên Bùi Đông Lai đã nói rõ ra cho Tương Cương biết. Đông Lai, cảm ơn lời nhắc nhở của cậu. Không biết qua bao lâu, sau khi chiếc Lincoln chạy vào biệt thự trong vịnh nước cạn thì Tương Cương nhìn về phía Bùi Đông Lai, trong ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích, càng nhiều là tán thưởng. Thân là đại ca của Hồng Tinh thì hắn đã gặp qua nhiều người trẻ tuổi có tài nhưng mà ở hắn xem ra những người đó không thể so sánh được với Bùi Đông Lai, khí thế, khí độ trên người của Bùi Đông Lai làm cho hắn cảm thấy không bằng. Xem ra Tương Thúc đã chấp nhận đề nghị của tôi. Mắt thấy Tương Cương không hề rối rắm, cả người thoải mái rất nhiều, Bùi Đông Lai cười cười, liền xưng hô là Tương Thúc. Ừ, Tương Cương gật đầu, đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Giống như lời của cậu. Mấy năm qua ta đã buông lỏng cảnh giác, cho nên A Khôn mới lộng hành, tạo ra cục diện như ngày hôm nay. Vậy Tương tiên sinh tính toán làm thế nào? Bùi Đông Lai hơi do dự một chút rồi cũng hỏi ra, ở hắn xem ra lấy địa vị của Phương Khôn ở Hồng Tinh thì Tương Cương muốn vặn ngã Phương Khôn là một việc không dễ dàng. Từ khi xuất đạo đến nay, hàng năm ta đều lên Thái Bình Sơn để bái quan nhị gia. Tương Cương nghĩ nghi rồi nói. Ngày mai cả Hồng Tinh sẽ cùng ta lên Thái Bình Sơn bái quan nhị gia, chờ sau khi bái xong, ta sẽ thu lại toàn bộ quyền lực trong tay của A Khôn cùng con của hắn. Nghe Tương Cương nói thế, Bùi Đông Lai muốn nói nhưng lại thôi. Có lẽ là muốn nghe kết quả xử lý nên Ôn Nhã Hinh và Mộ Khuynh Nhan cũng không có ngủ mà là ngồi ở trong phòng khách cùng đợi. Nghĩa phụ, Đông Lai. Thấy Tương Cương cùng Bùi Đông Lai tiến vào đại sảnh thì Mộ Khuynh Nhan liền bật dậy. Ôn Nhã Hình cũng đứng lên, bất quá là không nói gì mà chỉ nhìn Tương Cương cùng Bùi Đông Lai. Thấy bộ dáng bình tĩnh của Bùi Đông Lai thì trong lòng Ôn Nhã Hình có chút bận tâm, nàng rõ ràng nếu Bùi Đông Lai không có việc gì thì kết quả của mọi chuyện không nói cũng biết. Ôn Nhã Hình không dám mở miệng hỏi, nhưng Mộ Khuynh Nhan liền khẩn cấp hỏi. Nghĩa phụ, người đã giúp Đông Lai hảo hảo giáo huấn tên bại hoại Phương Húc Đông kia chưa? Tương Cương gật gật đầu rồi thân mật vuốt ve đầu của Mộ Khuynh Nhan. Khuynh Nhan muộn rồi, đi nghỉ đi. Nhã Hinh, em đi giúp Đông Lai thu thập phòng khách một chút. Khi nói chuyện,
Tương Cương hướng Ôn Nhã Hình phân phó một câu. Được. Ôn Nhã Hình mỉm cười gật đầu, lắc lắc thân hình như rắn nước đi lên lầu. Đông Lai, tớ đi ngủ đây. Mộ Khuynh Nhan biết được Tương Cương đã giúp Bùi Đông Lai giáo huấn Phương Húc Đông thì liền vui mừng, nàng mở miệng ngáp một cái. Bùi Đông Lai nhẹ nhàng nói ừ một tiếng. Nghĩa phụ, Đông Lai, chúc ngủ ngon. Mộ Khuynh Nhan phất phất tay rồi đi lên lầu. 10 phút sau. Sau khi giúp Bùi Đông Lai dọn dạc xong phòng thì Ôn Nhã Hình đi đến thư phòng, nàng thấy Tương Cương ngồi trước bàn đọc sách hút xì gà thì liền bước lên, hai tay khoác lấy vai Tương Cương. Đã muộn rồi, đi ngủ đi. Em đi ngủ đi, anh vào liền. Tương Cương lắc lắc đầu, một chút buồn ngủ cũng không có. Còn đang nghĩ đến chuyện đêm nay ư? Ôn Nhã Hình do dự một lát rồi hỏi. Anh cần yên lặng một chút, em đi ngủ đi. Tương Cương liền nói. Ôn Nhã Hình thấy thế cũng không dám hỏi nhiều mà là ôn nhu nói. Em đi ngủ trước đây, anh coi mà đi ngủ sớm một chút. Nói xong, Ôn Nhã Hình liền bước ra khỏi thư phòng. Sau khi ra khỏi thư phòng, khuôn mặt nàng liền hiện ra vẻ lo lắng. Mười mấy giây sau, sau khi trở về phòng thì Ôn Nhã Hình liền đóng cửa phòng lại. Cả người giống như là một tên trộm, đi rón rén trước bàn trang điểm, từ trong túi LV lấy ra một cái điện thoại rồi nhắn một tin nhắn. Đã ngủ chưa? Sau khi hắn về thì liền một mình ngồi trong thư phòng, em hỏi hắn đêm nay đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn không nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Khẩn trương nhắn xong một tin, Ôn Nhã Hình liền gửi đi. Không có tin nhắn reply. Khoảng 5 phút sau, Ôn Nhã Hình đợi mà vẫn không thấy tin nhắn của Phương Húc Đông. Sợ bản thân mình liên lạc với Phương Húc Đông bị Tương Cương phát hiện, Ôn Nhã Hình liền nhanh chóng cất điện thoại lại vào túi rồi nhảy lên giường. Trong khách phòng, Bùi Đông Lai cũng không ngủ mà đứng trước cửa sổ nhìn mưa rơi bên ngoài, suy nghĩ xuất thần. Không biết qua bao lâu, Bùi Đông Lai thu hồi lại ánh mắt, vốn gọi điện cho Quý Hồng nhưng nghĩ lại bây giờ đã muộn vì thế liền tính toán để sáng mai gọi cho Quý Hồng. Rạng sáng vào lúc 4 giờ, một tòa biệt thự tại Bán Sơn vẫn còn sáng đèn. Reng, reng. Trong phòng ngủ của biệt thự, nghe được tiếng điện thoại vang lên, thân là lão đại của Đông Tinh LSD liền mở đèn lên rồi cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy người gọi tới thì Lăng Hoa Cường cũng không có tức giận vì bị quấy rầy giấc ngủ, ngược lại khóe miệng của hắn nở lên một nụ cười hưng phấn. Nhưng mà hắn không có nghe liền, mà là đi xuống giường, bước ra khỏi phòng ngủ rồi mới bắt máy. Alo, vị nào? Mặc dù biết chủ nhân của số điện thoại này là ai nhưng mà Lăng Hoa Cường vẫn giả ngu. Thật có lỗi, Lăng lão đại muộn như vậy mà quấy rầy ông. Đầu bên kia điện thoại, trước tiên Phương Khôn liền xin lỗi sau đó tự giới thiệu. Tôi là Phương Khôn. Phương Khôn ư? Vẻ mặt Lăng Hoa Cường kinh ngạc. Điều này làm cho tôi cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng lão đại, minh nhân bất thuyết ám thoại, người sáng mắt không nói tiếng lóng, muộn như vậy mà tôi còn tìm ông là muốn cùng ông bàn bạc về chuyện làm ăn. Phương Khôn đi thẳng vào vấn đề. Nói chuyện làm ăn. Lăng Hoa Cường âm thầm nhấn nút ghi âm lại, sau đó lại làm ra vẻ kinh ngạc. Phương Khôn, ông là huynh đệ sinh tử của Tương Cương, lại muốn cùng ta nói chuyện làm ăn, ông xác định mình không nhầm đấy chứ? Lăng lão đại không cần ghi âm làm gì, nếu ông có hứng thú thì 8 giờ sáng mai tại cảng Victoria, không gặp không về. Dường như đã đoán được hành động của Lăng Hoa Cường nên Phương Khôn mỉm cười nói một câu sau đó không đợi Lăng Hoa Cường mở miệng hắn liền cúp điện thoại. Đô, đô, bên tai vang lên tiếng đô, đô, nghĩ đến suy đoán của mình biến thành sự thật, Lăng Hoa Cường không nhịn được mà bật cười. Anh Cường, anh làm sao vậy? Lúc này, toàn thân Chu Nhược Đồng không mặc gì cả bước ra, hướng Lăng Hoa Cường hỏi. Có lẽ là suy đoán trong lòng biến thành sự thật nên tâm tình của Lăng Hoa Cường cũng tốt hơn, hắn nhịn không được mà kéo Chu Nhược Đồng vào lòng sau đó một tay bóp vào chiếc bánh bao kia, mỉm cười. Nhược Đồng, biết tại sao anh không giúp em đối phó với tên người đại lục kia không? Vì sao? Bên tai vang lên lời nói của Lăng Hoa Cường, nghĩ đến thân ảnh của Bùi Đông Lai, vẻ buồn ngủ của Chu Nhược Đồng đã biến mất. Có người sẽ ra tay giúp em dạy hắn. Ma thủ của Lăng Hoa Cường vuốt xuống dưới, cuối cùng dừng lại giữa hai đùi của Chu Nhược Đồng, cười nói. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì tên đại lục kia sẽ chôn vùi ở Nam Cảng. Thật sự à, vậy thì tốt quá. Nghe Lăng Hoa Cường nói thế, cả người Chu Nhược Đồng liền hưng phấn,
nàng liền dí sát thân thể vào người Lăng Hoa Cường, dùng sức hôn Lăng Hoa Cường một cái. Em biết Cường ca sẽ ra mặt giúp em mà. Hạ thân Lăng Hoa Cường liền cứng lên, không nói hai lời, ôm Chu Nhược Đồng đi vào phòng ngủ. Vịnh nước cạn, trong biệt thự của Phương Khôn. Phương Húc Đông từ miệng của Phương Khôn biết được Phương Khôn đã liên thủ với Lăng Hoa Cường để giết Tương Cương, cướp lấy quyền khống chế Hồng Tinh. Thấy Phương Khôn cúp điện thoại thì hắn liền hỏi. Cha, Lăng Hoa Cường là người lắm mưu nhiều kế, chúng ta thật sự sẽ hợp tác với hắn sao? Húc Đông, đây chỉ là mượn đao giết người. Trong lòng Phương Khôn đã có dự tính, nói. Lăng Hoa Cường đã nhòm ngó Hồng Tinh từ lâu, tuy rằng hắn là một kẻ giảo hoạt nhưng mà cũng là một người đáng để hợp tác. Nếu cha đã nói được thì nhất định sẽ được. Thấy vẻ mặt tự tin của Phương Khôn thì Phương Húc Đông yên lòng, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh. Tương Cương dùng thuốc quăng vào mặt con muốn đích thân lấy đầu của hắn. Còn Mộ Khuynh Nhan, con kỹ nữ kia con cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Quan trọng hơn là tên tiểu tạp chủng kia, con sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Cái người trẻ tuổi gọi là Bùi Đông Lai kia không cần chúng ta động thủ. Phương Khôn lắc lắc đầu. Ý của cha là để cho Lăng Hoa Cường động thủ. Phương Húc Đông ngẩn ra. Phương Khôn lại lắc đầu. Không phải, hắn sẽ làm mọi chuyện cần thiết. Vẻ mặt Phương Húc Đông tỏ ra ngạc nhiên. Phương Khôn cười mà không nói, bộ dạng giống như là đã nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay. Mặt trời chiều ngã về phía tây, cả một mảnh trời bị nhiễm một màu đỏ bừng. Lúc này là giờ cao điểm, tại ngã tư đường, từng chiếc ô tô nối đuôi nhau, từ từ nhích lên một chút, đưa mắt nhìn tới cũng không thấy được điểm cuối. Trong đó, một loạt 8 chiếc xe Lincoln, 12 chiếc Mercedes-Benz S350 tạo thành một đoàn xe. Trong đó 5 chiếc Mercedes-Benz chạy trước dẫn đường, 5 chiếc Mercedes-Benz ở phía sau, còn 2 chiếc thì phân biệt chạy hai bên những chiếc Lincoln kia. Thấy mấy chiếc xe đó không? Đó là mấy lão đại của Hồng Tinh đó. Thật hay giả thế? Nói nhảm, anh nam ta đây có bao giờ gạt chú chưa? Bọn họ muốn làm gì thế? Chú nghe không hiểu sao? Ta nghe BK nói qua, hàng năm Tương Tiên Sinh đều dẫn theo anh em của mình lên Thái Bình Sơn để bái quan nhị gia. Chưa nghe qua, bất quá câu nói của Tương Tiên Sinh thì em vẫn còn nhớ kỹ, đi ra ngoài lăn lộn, cần phải nói đến nghĩa khí. Một bên ngã tư đường, hai tên côn đồ thấy đoàn xe rời đi thì vẻ mặt hâm mộ, trong đôi mắt hiện lên vẻ quang mang cực nóng. Bởi vì trực giác và lý trí nói cho Bùi Đông Lai biết Phương Khôn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một nay nên sau khi được Tương Cương mời thì hắn đã quyết định ở lại Nam Cảng, đi Thái Bình Sơn bái quan nhị gia cùng Tương Cương. Trong chiếc Lincoln, Tương Cương hút một điếu xì gà, vẻ mặt hơi phức tạp. Hàng năm Tương Cương đều triệu tập các vị lão đại của Hồng Tinh đến Thái Bình Sơn bái tế quan nhị gia là vì muốn nhớ lại những anh em ngày trước cùng mình tranh đấu, đánh lấy thiên hạ. Nhưng mà, từ xưa đến nay, có nạn cùng chịu thì rất dễ nhưng có phúc cùng hưởng lại rất khó. Mặc dù Tương Cương đã phát huy tối đa chữ nghĩa nhưng mà những người năm đó đi theo hắn đã bị dục vọng chiếm lấy. Thấy Tương Cương trầm mặc hút thuốc, Bùi Đông Lai biết tâm tình của Tương Cương đang rối rắm, vì vậy lên tiếng hỏi. Tương Thúc, cho tôi hỏi một chút về Lăng Hoa Cường. Lăng Hoa Cường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe được cái tên này, Tương Cương lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn Bùi Đông Lai. Đông Lai, cậu hỏi Lăng Hoa Cường để làm gì? Lúc đến Nam Cảng, tôi cùng với nữ nhân của Lăng Hoa Cường xảy ra một chút xung đột. Lúc Lăng Hoa Cường đến sân bay để đón người. Mặc dù hắn không tìm ta tính sổ nhưng tôi cảm thấy hắn sẽ tạo phiền phức cho ta nên tôi muốn tìm hiểu lai lịch của hắn để phòng ngừa bất chắc. Bùi Đông Lai giải thích nói một câu, cũng không nói bộ dạng của Lăng Hoa Cường cùng Trang Bích Phàm có chút giống nhau. Tục ngữ nói, hiểu rõ mày nhất không phải là bằng hữu của mày cũng không phải là người thân của mày mà là địch nhân của mày. Hồng Tinh cùng Đông Tinh cũng giống như Đông Nguyệt Bang và Mãnh Hổ Bang, hai bang phái tranh đấu với nhau, oán hận chồng chất. Dưới tình hình như vậy, Lăng Hoa Cường và Tương Cương tranh đấu cũng không phải ngày một ngày hai, có thể nói hai người vô cùng quen thuộc với nhau. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì trong lòng của Tương Cương liền động. Lăng Hoa Cường không phải là người Nam Cảng mà là người Nam Đông. Nam Đông, nghe được hai chữ này, đôi mắt của Bùi Đông Lai mở to nhưng mà không lên tiếng, chờ Tương Cương nói tiếp. Hắn xuất thân từ một làng trại ở Nam Đông,
nghe nói từ nhỏ hắn sinh hoạt ở làng trài đó, hơn nữa còn cưới một người vợ ở đó rồi sinh ra một đứa con gái. Sau này không biết vì sao hắn lại đi khỏi làng trài kia, đến Nam Châu gia nhập vào Triều Châu Bang. Bởi vì đầu óc nhanh nhạy hơn nữa cách làm việc vô cùng ác độc, cho nên dưới sự giúp đỡ của các vị lão đại trong Triều Châu Bang, danh khí ở hắc đạo của hắn ở phương Nam cũng không nhỏ. Tương Cương có thể nói là rõ Lăng Hoa Cường như lòng bàn tay. 15 năm trước, một lần vô tình đại ca của Triều Châu Bang mang hắn đến sòng bài ở Ma Cao, lúc đó đụng phải nữ nhi của Lăng Vĩnh Huy đại ca của Đông Tinh. Chẳng lẽ hắn tiến vào Đông Tinh là nhờ vào bám váy sao? Mặc dù trong lòng đã cảm thấy Lăng Hoa Cường là cha của Trang Bích Phàm, nhưng mà đối với sự trải qua của Lăng Hoa Cường thì Bùi Đông Lai cũng cảm thấy kinh ngạc. Đúng, là bám váy đàn bà. Tương Cương cười khinh thường, nói. Lúc ấy không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà đã đem nữ nhi của Lăng Vinh Huy lên giường, hơn nữa còn làm cho nàng một lòng với hắn. Nói tới đây, Tương Cương có chút cảm thán, nói. Đông Lai, nói vậy thì cậu cũng biết, chúng ta đi ra ngoài hỗn thì tuy rằng ở trong mắt người thường chúng ta một ma quỷ, mẹ nó chứ họ coi chúng ta làm những chuyện táng tận lương tâm. Nhưng mà đối với thân nhân mình thì bản thân mình hoàn toàn là một người khác. Bùi Đông Lai gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được trước mặt Mộ Khuynh Nhan thì Tương Cương không làm ra bộ dáng của một đại ca mà là giống như một người cha. Bởi vì con của Lăng Vĩnh Huy cố chấp ở một chỗ với Lăng Hoa Cường nên cuối cùng Lăng Vĩnh Huy cũng bắt đắc dĩ mà cho hai người ở chung một chỗ, nhưng mà cũng đưa ra một điều kiện. Tương Cương nói, Lăng Vĩnh Huy để Lăng Hoa Cường rời khỏi Triều Châu Bang, đến Hồng Kông để giúp hắn làm việc, hơn nữa là đổi sang họ Lăng, coi như là ở rể đi. Tưởng thúc, vậy tên gọi thật sự của Lăng Hoa Cường lúc trước là gì? Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, mang theo vài phần chờ mong hỏi. Ta nhớ được lúc hắn ở Triều Châu Bang thì được gọi là Vương Dũng, nhưng mà dựa vào tư liệu ta điều tra được thì hắn không phải họ Vương mà là họ Trang, tên là Hổ. Tương Cương nói, làng trài hắn xuất thân đa số mọi người đều là họ Trang. Trang Hổ, nghe được cái tên này, trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi kinh hoàng. Giờ phút này, tuy rằng hắn cảm thấy tất cả chuyện này thật sự là chuyện khó tin, nhưng mà hắn có thể khẳng định Lăng Hoa Cường chính là cha ruột của Trang Bích Phàm. Lăng Hoa Cường lấy thân phận ở rể tiến vào Đông Tinh, hiện giờ lại trở thành đại ca của Đông Tinh, vậy Lăng Vĩnh Huy đâu? Bùi Đông Lai hơi híp mắt, sau đó khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ bình thường. Chân mày Tương Cương nhíu lại. Bị hắn giết, bao gồm của nữ nhi của Lăng Vĩnh Huy cũng bị hắn giết. Ách! Mặc dù trong lòng đã hiện lên ý nghĩ này, nhưng mà bây giờ nghe được chính miệng của Tương Cương nói ra thì Bùi Đông Lai không khỏi cảm thán Lăng Hoa Cường quả là một người tâm ngoan thủ lạt. Lúc ấy hắn tiến vào Đông Tinh, Lăng Vĩnh Huy sợ hắn vì Đông Tinh mà tiến vào nên đã không trọng hắn, thậm chí là có chút khinh thị hắn. Điều này đã làm cho tâm lý bất mãn của hắn trỗi dậy, trong 5 năm hắn đã quen thuộc với mọi chuyện trong Đông Tinh, cuối cùng thông qua một đám huynh đệ trong Đông Tinh, hắn đã tự ra tay giết chết Lăng Vĩnh Huy. Tương Cương lại nói, đúng rồi Đông Lai, anh em của hắn bây giờ còn sống cũng không ít, đều là người bò từ xác chết trong chiến trường ra. Hơn nữa sau này lại trải qua mười mấy năm chém giết trong hắc đạo, trên tay đều nhuốm vô số máu, sức chiến đấu không thua gì đám sát thủ hay đám lính đánh thuê. Nghe Tương Cương nói thế thì Bùi Đông Lai rất rõ, trong vài năm qua Tương Cương không thể nào đánh đổ được Lăng Hoa Cường là bởi vì dưới tay Lăng Hoa Cường có một đám tử sĩ giết người như ngóe. Còn về phần Lăng Hoa Cường không có nuốt trọn Hồng Tinh là bởi vì Tương Cương là người ở Nam Cảng. Dù sao ở Nam Cảng ba từ tương tiên sinh cũng là một loại tượng trưng. Đông Lai, cậu muốn đối phó với Lăng Hoa Cường sao? Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì Tương Cương liền hỏi, vẻ mặt vô cùng phức tạp, có chút chờ mong có chút lo lắng. Bởi vì hắn biết được chân tướng của Bùi Đông Lai nên hắn rất rõ, lấy thực lực của Bùi Đông Lai thì mặc dù bây giờ Bùi Đông Lai chỉ là mãnh long quá giang nhưng mà cũng có thể đập chết ma đám người Lăng Hoa Cường kia. Hắn cũng là như thế. Cho nên, nếu Bùi Đông Lai động thủ với Lăng Hoa Cường thì... Bùi Đông Lai cười cười nói. Tương Thúc cứ yên tâm, cho dù tôi có động thủ giết Lăng Hoa Cường thì cũng sẽ không tiến quân vào Nam Cảng. Tương Cương vốn là cả kinh, sau đó liền có chút kích động. Hắn biết rõ nếu như Bùi Đông Lai thật sự tiêu diệt Lăng Hoa Cường hơn nữa không tiến quân vào Nam Cảng thì chẳng gì Bùi Đông Lai đã đưa một món quà đến cho mình, để cho mình trở thành đại ca của cả Nam Cảng. Nhưng mà... Tương Cương lại nghi hoặc,
hắn không rõ vì sao Bùi Đông Lai làm như vậy, lý trí nói cho hắn biết Bùi Đông Lai không vì một chuyện xung đột nhỏ với nữ nhân của Lăng Hoa Cường mà liền muốn tiêu diệt của Đông Tinh. Đông Lai, cậu cùng Lăng Hoa Cường đã xảy ra đụng chạm gì sao? Do dự một chút, cuối cùng Tương Cương cũng hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Bùi Đông Lai híp mắt, gật đầu. Người hắn vứt bỏ năm xưa là bạn của tôi. Ách! Nghe được câu giải thích này của Bùi Đông Lai, mặc dù Tương Cương là một người có tố chất tâm lý vững mạnh cũng không khỏi bị cả kinh. Cùng lúc đó, trong một chiếc Lincoln ở phía sau, trong tay Phương Khôn cầm lấy một điếu xì gà. Reng, reng. Bỗng nhiên, điện thoại bên tay của Phương Khôn reng lên. Người của ta đã đến. Mở điện thoại ra, Phương Khôn thấy được một tin nhắn. Đại ca, vốn ta nghĩ nếu ông đồng ý để cho Mộ Khuynh Nhan và Húc Đông ở chung một chỗ sau đó đem Hồng Tinh làm của hồi môn thì chúng ta có thể làm huynh đệ một đời, còn có thể làm thông gia. Nhẹ nhàng xóa đi tin nhắn, ánh mắt Phương Khôn nhìn vào chiếc Lincoln ở phía trước, đôi mắt hiện lên sát khí. Nhưng mà, trên thế giới này không có từ nếu. Nếu như ông đã đứng về người ngoài thì cũng đừng nên trách ta độc ác, con đường này chính là do ông chọn. Màn đêm buông xuống, trên con đường lên Thái Bình Sơn có không ít du khách đi lên, bọn họ một bên quan sát cảnh sắc ở Hồng Kông một bên quan sát cảng Victoria. Lúc này bọn họ cũng không có phát hiện một đám hắc y nhân có trang bị võ trang đầy đủ thừa dịp bóng đêm, lấy cây cối hai bên ven đường để che giấu, cấp tốc đi lên đỉnh núi. Bùi tiên sinh đã đến chân núi, chúng ta phải lên công viên tại đỉnh núi trước khi mọi người lên đây. Phía bên miếu quan công đã tiến hành kiểm tra cẩn thận, bảo đảm chắc chắn không có sơ hở. Lúc này một người thân mặc y phục màu đen, trên y phục có thêu hai chữ Phong Diệp màu đỏ, tay cầm bộ đàm rồi hạ mệnh lệnh. Hắn chính là Phong Diệp thủ lĩnh của Phong Diệp. Bởi vì không xác định được Tương Cương có thể vặn ngã Phương Khôn không nên lúc sáng Bùi Đông Lai đã gọi điện cho Quý Hồng, để nàng điều động Phong Diệp. Sau khi nhận được điện của Bùi Đông Lai, Quý Hồng liền phái Phong Diệp đến Nam Cảng, nhưng mà trên người Phong Diệp có mang theo vũ khí nên tốn thời gian một chút. Sau đó Phong Diệp liền dùng tốc độ nhanh nhất đến Thái Bình Sơn. Phong Diệp vừa hạ mệnh lệnh, tất cả các thành viên còn lại trong Phong Diệp liền tăng tốc. Trong một rừng cây trong công viên trên đỉnh núi, hai mươi mấy người thân mặc âu phục màu đen, sắc lãnh lãnh mạc đứng thành một loạt. Cùng đứng đợi nam nhân trung niên kia ra lệnh. Nương theo ánh trăng có thể thấy được trên mặt nam nhân trung niên kia có một vết sẹo, đó là lúc hắn bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân bị địch nhân làm tổn thương. Từng vết thương trên người hắn chính là huy chương của cuộc đời làm binh sĩ của hắn. Mà hiện giờ, vết sẹo trên mặt của hắn càng làm cho hắn thêm dữ tợn, khủng bố. Đang lúc mọi người nhìn vào hắn, nam nhân trung niên cầm lấy kính viễn vọng quân dụng, thông qua kính viễn vọng thì hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện dưới chân núi. Mắt thấy đoàn xe của Hồng Tinh tiến đến, nam nhân trung niên liền buông kính viễn vọng xuống, ánh mắt như đao quét qua mọi người, giọng nói khàn khàn. Bọn hắn đã lên núi, kế tiếp chúng ta dựa vào hành động mà làm, một tên cũng không để lại. Lão Lưu, nhiệm vụ lần nào chúng ta cũng lưu lại người sống sao? Nghe được Lưu Kiến nói như thế thì một tên đồng đội của hắn liền nở nụ cười. Dưới bóng đêm, nụ cười của hắn vô cùng âm trầm. Các huynh đệ, tôi hy vọng mọi người nên cẩn thận, bởi vì dựa theo lời của lão đại thì Phương Khôn biết hành động lần này của chúng ta. Phương Khôn là một kẻ âm mưu dối trá, chúng ta không biết được mục đích cuối cùng của hắn cho nên nhất định phải cẩn thận. Lông mày Lưu Kiến nhíu lại, nhắc nhở. Hắc, cho dù Phương Khôn đem những tên Hồng Tinh kia ra thì sao? Tuy rằng những tên kia đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nhưng mà bọn hắn chưa từng giết người, bọn chúng chỉ nhìn mà không dùng được. Ha ha! Trong lúc nhất thời, hơn hai mươi mấy người liền nở nụ cười khinh thường. Sau đó, mọi người liền tản ra, dựa theo kế hoạch trước đó mà tiến hành mai phục. Cùng lúc đó, dọc theo đường lên Thái Bình Sơn, trong một chiếc Lincoln đột nhiên điện thoại của Phương Khôn vang lên. Phương gia, người của Lăng Hoa Cường đã mai phục. Điện thoại được chuyển, trong điện thoại liền truyền ra một giọng nói âm trầm. Để người của cậu sẵn sàng chuẩn bị, tiếng súng vang lên thì chúng ta liền rút lui. Phương Khôn thản nhiên nói. Mặt khác, thông chi cho Tương Cương, nói trên đỉnh núi không có điều gì khác thường. Vâng, Phương gia. Công viên trên đỉnh núi, đội phó bảo vệ khu Hồng Tinh liền cung kính trả ra câu trả lời chắc chắn. Sau đó, hắn liền cúp điện thoại, cầm lấy bộ đàm.
liên lạc với đội trưởng của Hồng Tinh. Anh Long, mọi chuyện trên đỉnh núi đều bình thường. Nghe rõ, tiếp tục quan sát, có tình huống khác thường thì thông báo. Thân là đội trưởng đội bảo vệ của Hồng Tinh cũng là cận vệ của Tương Cương thì Hắc Long liền hạ lệnh. Sau đó, hắn quay sang Tương Cương nói. Tương tiên sinh, A Minh vừa nói rằng trên đỉnh núi không phát hiện điều khác lạ. Bởi vì nghe được lời đề nghị của Bùi Đông Lai, cho nên Tương Cương đã phái người lên núi. Hiện giờ nghe được Hắc Long nói thế, vẻ mặt Tương Cương bình tĩnh. Đông Lai, mọi chuyện trên đỉnh núi đều bình thường. Bùi Đông Lai khẽ nhíu mày, hơi có vẻ nghi hoặc. Đông Lai, cho dù A Khôn có trái ý của ta nhưng hắn cũng sẽ không lựa chọn hôm nay. Thấy Bùi Đông Lai có chút nghi hoặc, Tương Cương mang theo vài phần tự tin tươi cười. Bởi vì hắn biết, mỗi lần ta đi bái quan nhị gia đều sẽ mang theo bảo tiêu của Hồng Tinh, không nói người của A không cho dù người của Lăng Hoa Cường tham gia vào việc này thì cũng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Có thể là tôi quá lo lắng. Bùi Đông Lai cười cười, cũng không nói mình vận dụng phong diệp cho Tương Cương nghe. Dù sao nếu nói ra thì Tương Cương sẽ cho rằng Bùi Đông Lai khinh thường bảo tiêu của Hồng Tinh. Thậm chí là khinh thường Tương Cương. Theo thời gian trôi qua, 8 chiếc Lincoln cùng 10 chiếc Mercedes-Benz chậm rãi đi đến bãi đỗ xe của công viên trên đỉnh núi. Bởi vì công viên đang sửa chữa nên đoàn người Tương Cương chỉ có thể đem xe đỗ lại ở phía ngoài, sau đó mới đi bộ vào bên trong, đi bộ khoảng 800 mét về phía tây thì sẽ thấy miếu quan công. Sau khi xe dừng lại, cửa của 10 chiếc Mercedes-Benz liền mở ra trước. Sau đó một đám đại hán mặc Âu phục lần lượt từ trong xe đi ra rồi chia hai đội. Trong đó một đội đi nhanh vào công viên, đứng ở cạnh đường đi vào miếu quan công. Mà một đội khác thì bước nhanh đến xe của Tương Cương. Tương tiên sinh, Bùi tiên sinh. Thân là bảo tiêu của Tương Cương thì Hắc Long liền bước xuống xe, chủ động mở cửa xe cho Tương Cương và Bùi Đông Lai. Tương Cương hướng về phía Bùi Đông Lai ý bảo một chút sau đó xuống xe. Bùi Đông Lai theo sát rồi bước xuống sau. Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes-Benz S350 đi đến, Ôn Nhã Hình từ trong xe bước xuống đi đến bên cạnh Tương Cương rồi thân thiết nắm lấy cánh tay của Tương Cương. Ngoài ra, còn có 5 tên lão đại của Hồng Tinh đi đến phía sau Tương Cương. Chuyện gì xảy ra đối với bọn họ? Mắt thấy Phương Khôn cùng 3 tên lão đại của Hồng Tinh không xuống xe thì Tương Cương nhướng mày, sắc mặt hết sức khó coi. Nghe Tương Cương nói thế, sắc mặt của 5 tên lão đại đều giống như Tương Cương. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về 8 chiếc Lincoln cách đó không xa. Mà Bùi Đông Lai thì hơi híp mắt. Sau đó, không đợi Tương Cương và 5 vị lão đại chờ đợi, bảo tiêu của Phương Khôn đã nhanh chóng đi tới. Đám người A Khôn làm gì đó? Chẳng lẽ muốn ta đi mời bọn hắn sao? Mắt thấy bảo tiêu của Phương Khôn đến gần, khuôn mặt của Tương Cương trở lên lạnh lùng. Đối mặt với cơn tức giận của Tương Cương, bảo tiêu của Phương Khôn vội vàng cúi đầu, trả lời. Bẩm Tương tiên sinh, Hồng gia, Phương gia, Trịnh gia nói bọn họ sẽ ở ngoài, không vào bái quan công rồi. Bá! Nghe được bảo tiêu của Phương Khôn nói thế, sắc mặt của 5 tên lão đại liền thay đổi. Theo bản năng bọn hắn quay lại nhìn Bùi Đông Lai một cái. Sau đó mang theo vài phần lo lắng nhìn Tương Cương, muốn nói gì nhưng lại thôi. Hừ! Tương Cương nói xong, sắc mặt liền trở nên doạn người, hắn hung hăng nhìn thoáng qua chiếc Lincoln rồi nói. Nếu bọn hắn không đi thì cũng không cần, chúng ta đi. Nói xong, Tương Cương không hề chờ đợi mà nắm lấy cánh tay của Ôn Nhã Hinh bước đi vào công viên. Bùi Đông Lai liền bước nhanh đuổi theo Tương Cương. Tương tiên sinh, có lẽ là bị tức giận đến không nhẹ nên sắc mặt Tương Cương có chút khó coi. Nghe Bùi Đông Lai gọi thì hắn cũng không có hé răng mà chỉ nhìn Bùi Đông Lai một cái. Có điểm lạ. Bùi Đông Lai nhắc nhở nói. Tương Cương lắc lắc đầu. Ta đã cho người tiến hành điều tra trong này, không có phát hiện gì đặc biệt. Thấy vẻ mặt tự tin của Tương Cương thì Bùi Đông Lai biết mình không thể thuyết phục được Tương Cương nữa nên hắn cũng không nói gì mà quyết định đi bên cạnh Tương Cương. Như vậy, hắn có thể bảo đảm an toàn của Tương Cương. Còn về phần sinh tử của những người khác thì hắn cũng không quan tâm. Trong bóng đêm, thân là nhân vật cầm đầu thì Lưu Kiến bấm số điện thoại của Lăng Hoa Cường, hạ giọng hội báo. Đại ca, Tương Cương đã vào công viên, bất quá Phương Khôn, Hồng Cương, Trịnh Cử không có đi vào. Hắc, Phương Khôn quả nhiên là lão hồ ly.
hắn đoán chúng ta sẽ nhân cơ hội lần này mà một lưới bắt hết cho nên đã thông minh lựa chọn đứng ở bên ngoài. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Kiến cũng không có tức giận mà trầm ngâm một chút rồi nói. Thay đổi kế hoạch, tạm thời không cần động thủ với đám người Phương Khôn. Toàn lực giết chết đám người Tương Cương, sau khi thành công thì rời đi. Vâng, Lưu Kiến trả lời một cách gọn gàng. Anh Phong, vừa rồi mới có tin hiệu, hướng 3 giờ cách đấy 600 mét, phát hiện có người mai phục. Lúc Lưu Kiến cúp điện thoại, chuẩn bị hạ lệnh cho thủ hạ hành động thì một thành viên của Phong Diệp thông qua một loại trang bị đặc biệt đã phát hiện được nơi ẩn thân của Lưu Kiến. Hắn liền báo cho Phong Diệp. Không trả lời, Phong Diệp vội vàng lấy bộ đàm gọi cho Bùi Đông Lai. Bùi tiên sinh. Khụ. Bùi Đông Lai đi sát bên Tương Cương, càng ngày càng tới gần miếu Quan Công. Nghe được giọng nói của Phong Diệp thì cố ý ho một cái. Đây là tín hiệu trả lời của hắn. Chúng tôi vừa đến đỉnh núi, phát hiện trong công viên có người mai phục. Nghe Bùi Đông Lai ho một cái thì Phong Diệp vội vàng báo. Bọn hắn ở hướng 3 giờ. Ừ. Lông mày Bùi Đông Lai nhíu lại, liếc mắt nhìn hướng 3 giờ một cái, sau đó đi lên hai bước, ngăn cản đường đi của Tương Cương. Hướng 3 giờ bên ngoài 500 mét, một tay súng bắn tỉa vốn đã nhắm vào Tương Cương, chuẩn bị bóp cò. Lúc này thấy Bùi Đông Lai bước lên chặn đường Tương Cương thì hắn mỉm cười, sau đó đem nòng súng nhắm vào đầu Bùi Đông Lai. Sao thế? Bị Bùi Đông Lai cản đường, vẻ mặt Tương Cương nghi hoặc hỏi. Có mai phục. Bằng. Dứt lời, tiếng súng vang lên. Một viên đạn bắn về phía đầu của Bùi Đông Lai. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, lúc trước hắn có thể khiêu vũ trước họng súng bắn tỉa của Lục Phu một trong 10 lính đánh thuê cường đại nhất thế giới, ngoại trừ có tốc độ phản ứng thần kinh khủng bố cùng tố chất thân thể ra thì năng lực cảm ứng siêu cường đối với nguy cơ cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Lúc Bùi Đông Lai hô lên ba chữ có mai phục thì hắn liền nhận ra nguy hiểm, thuận thế đem Tưởng Cương đẩy ngã xuống đất. Bùi Đông Lai mới vừa đẩy Tưởng Cương ngã xuống đất, một viên đạn bắn lén bắn ra, phá vỡ lực cản của không khí, mang theo hơi thở tử vong, gào thét xuyên qua chỗ mà Bùi Đông Lai mới vừa đứng. Phốc! Bên cạnh Bùi Đông Lai, một gã bảo tiêu kim tim của Hồng Tinh không kịp làm ra phản ứng, liền bị tử đạn bắn nát đầu. Pằng, pằng, pằng! Sau đó, không đợi tay súng bắn tỉa kia có cơ hội bóp cò lần nữa. Thành viên của Phong Diệp đã bắn phá mãnh liệt về phương hướng mà tay súng bắn tỉa kia ẩn nấp, đạn bắn như mưa gào thét quét về phía chỗ tay súng bắn tỉa, làm cho tên tay súng bắn tỉa kia nằm gục trên mặt đất, không dám cựa quậy. Pằng, pằng, pằng. Những phương hướng khác, nhóm lính đánh thuê mai phục kia, giống như là đang tiến hành luyện tập bắn bia, mãnh liệt bắn phá về phía những đại lão Hồng Tinh cùng những thành viên đội bảo vệ Hồng Tinh đang còn chưa kịp lấy lại tinh thần kia. Đột nhiên xuất hiện tiếng súng phá vỡ không gian yên tĩnh trên núi, mấy tên Hồng Tinh bảo tiêu ở bên ngoài bị tử đạn bắn trúng, ngã xuống trong vũng máu. Trên mặt đất, dường như Tương Cương ngã xuống đất quá mạnh, có lẽ là bị một màn phát sinh trước mắt làm cho mơ hồ, nên nhất thời không kịp lấy lại tinh thần, thế cho nên được Bùi Đông Lai thuận thế nhấc lên cũng không có phản ứng gì. Thân là cận vệ của Tương Cương, Hắc Long thấy Bùi Đông Lai nhấc Tương Cương lên chạy về phía khác thì Hắc Long từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần không nói hai lời, một tay ôm lấy Ôn Nhã Hinh chạy theo hướng Bùi Đông Lai rời đi. Cùng lúc đó, những tên cận vệ của năm đại lão Hồng Tinh cũng liền bảo vệ bọn hắn, rất nhanh che bọn hắn ở bên trong. Mấy tên hộ vệ Hồng Tinh còn lại kia sau khi lấy lại tinh thần trước tiên làm ra phản kích, hướng về phía phương hướng của địch nhân mà điên cuồng nổ súng bắn trả. Trong lúc những thành viên Phong Diệp cùng hộ vệ của Hồng Tinh bắn trả, những tên lính thuộc Đông Tinh kia bị hỏa lực áp chế, chẳng những để cho Bùi Đông Lai thành công mang theo Tương Cương thoát khỏi nguy hiểm đồng thời năm tên đại lão Hồng Tinh kia cũng nhân cơ hội này mà tìm được chỗ ẩn nấp. Phong Diệp, để cho người của chúng ta lưu lại mấy người sang đường nhỏ phía tây tiếp ứng, những người khác dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt địch nhân. Mang theo Tương Cương ẩn núp ở phía sau một tảng đá lớn, trước tiên Bùi Đông Lai liền hạ mệnh lệnh với Phong Diệp. Rõ, Bùi tiên sinh. Nghe được Phong Diệp trả lời, Bùi Đông Lai liền cắt liên lạc, phát hiện ánh mắt Tương Cương phức tạp nhìn hắn, mà sắc mặt của Ôn Nhã Hinh thì tái nhợt, ôm thật chặt lấy Tương Cương, há miệng thở dốc. Tôi sợ không an toàn, cho nên âm thầm cho người của tôi theo tới đây. Bùi Đông Lai thấy ánh mắt phức tạp của Tương Cương nhìn mình thì lên tiếng giải thích. Cảm ơn, cảm ơn. Tương Cương liền tự trách, nói cảm ơn với Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai không có để ý,
mà là nheo mắt lại, quét một vòng về phương hướng truyền ra tiếng súng. Đông Lai, đối phương có tay súng bắn tỉa, hẳn không phải là người của Phương Khôn, rất có thể là người của Lăng Hoa Cường. Thấy Bùi Đông Lai quan sát thế cục, Tương Cương trầm ngâm nói. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ là sát thủ cùng lính đánh thuê. Địch nhân phân tán rộng hơn, chúng ta không cách nào xác định nhân số của chúng. Bên tai vang lên lời nói của Tương Cương, Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút nói. Việc trước mắt chúng ta cần làm lúc này là lập tức rời khỏi đây. Cửa trước công viên có đám người Phương Khôn nên chúng ta đi từ đường nhỏ phía tây miếu quan công rời đi. Người của tôi ở bên kia là nơi an toàn nhất. Bùi Đông Lai quyết đoán làm ra quyết định. Tốt, có lẽ là bởi vì thân phận chân thực của Bùi Đông Lai và cũng có lẽ là phương pháp tránh rắc rối của Bùi Đông Lai có hiệu quả, có lẽ là mới vừa rồi Bùi Đông Lai cứu Tương Cương một mạng, Tương Cương đối với quyết định của Bùi Đông Lai cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Bốn người các cậu tiến hành yểm hộ, ta chịu trách nhiệm bảo vệ Tương tiên sinh, cậu chịu trách nhiệm bảo vệ Ôn tiểu thư. Thấy Tương Cương không có dị nghị gì, Bùi Đông Lai lập tức làm ra an bài. Dựa theo an bài của Bùi tiên sinh mà làm. Tương Cương vội vàng phụ họa. Yểm hộ, đi. Bùi Đông Lai lạnh giọng truyền mệnh lệnh, sau đó một tay nhấc Tương Cương lên, giống như là đang xách gà, không có cảm giác nặng mấy. Trong đêm tối, thân ảnh của hắn uyển chuyển như quỷ mị, một tay nhấc Tương Cương lên chạy như điên. Mắt thấy Bùi Đông Lai tựa như một trận gió bình thường biến mất ở trong bóng đêm, Hắc Long lúc này mới chính thức cảm nhận được thực lực kinh khủng của Bùi Đông Lai. Xin lỗi, Ôn tiểu thư. Đồng thời biết được thực lực chân chính của Bùi Đông Lai, nhưng Hắc Long không có bị khiếp sợ, sắc mặt không đổi hướng về phía Ôn Nhã Hinh nói một câu, sau đó giơ tay đánh ngất Ôn Nhã Hinh, một tay kẹp lấy Ôn Nhã Hinh lên rồi hướng về phía Bùi Đông Lai biến mất mà chạy. Pằng, pằng, pằng. Cùng lúc đó, bốn gã bảo tiêu của Hồng Tinh dựa theo an bài của Bùi Đông Lai, nhắm về phương hướng truyền ra tiếng súng mà bóp cò, dùng hỏa lực áp chế địch nhân, yểm hộ bốn người Bùi Đông Lai rời đi. Lão Lưu, tình huống có chút không đúng, những tên ở phía tây kia có kỹ thuật bắn súng rất chuẩn, bọn họ hẳn không phải là người của Hồng Tinh. Đúng vậy, hình như chúng ta bị tính kế. Chẳng lẽ là tên khốn kiếp Phương Khôn kia giở trò quỷ? Lúc Bùi Đông Lai cùng Hắc Long lần lượt mang theo hai người Tương Cương, Ôn Nhã Hinh chạy về phía đường nhỏ phía tây thì mấy tên thành viên thuộc Đông Tinh đang vây quanh ở bên cạnh Lưu Kiến, vẻ mặt ngưng trọng nói. Chắc là không phải thế. Đám người của Âu Yêu Kiến đã tham gia chiến tranh phía Nam ra Bắc, đã từ trong đống người chết mà sống lại nên hắn khẳng định lắc đầu. Dựa vào hợp tác của Phương Khôn cùng đại ca, chúng ta chịu trách nhiệm giết chết Tương Cương, nếu Phương Khôn có thể tìm được thế lực trợ giúp mạnh như vậy, thì không có đạo lý nào lại cùng đại ca hợp tác. Còn nữa, lùi một bước mà nói, cho dù Phương Khôn có thể tính kế chúng ta thì hắn nên đợi đến sau khi chúng ta thành công giết chết Tương Cương, mà không phải là hiện tại. Không sai, ta cũng cảm thấy không phải là Phương Khôn giở trò quỷ, bởi vì những tên ở phía tây kia căn bản cũng không có nổ súng vào đám người Tương Cương, rõ ràng cho thấy chúng cùng một nhóm. Một gã thành viên phụ họa nói. Lão Lưu, chúng ta đã chết cùng bị thương không ít huynh đệ rồi, hơn nữa đoán chừng cảnh sát cũng sẽ mau chạy tới đây, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lại một gã thành viên hỏi. Ta gọi điện thoại hỏi ý kiến của đại ca xem. Lưu Kiến vừa nói, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Lăng Hoa Cường. Thế nào rồi Tiểu Kiến? Điện thoại vừa chuyển thì Lăng Hoa Cường ở đầu dây bên kia gấp gáp hỏi. Lưu Kiến mang theo vài phần tự trách nói. Đại ca, chúng ta bị mắc bẫy, có một nhóm người thực lực rất mạnh đột nhiên xuất hiện trợ giúp đám người Tương Cương. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại, Lăng Hoa Cường nghe được lời nói của Lưu Kiến, đột nhiên cả kinh, bá một tiếng đứng lên, lắc đầu nói. Không thể nào, cả Hồng Tinh cũng chỉ có đám người đội bảo vệ Hồng Tinh kia là có chút uy hiếp đối với các cậu, những người khác đối với các cậu mà nói thì các cậu giết bọn hắn như giết gà. Đại ca, chúng ta cũng cảm thấy hết sức tò mò, trang bị của đối phương vô cùng tốt, hơn nữa thuật bắn súng cũng rất chuẩn, còn có tay súng bắn tỉa, giống như là lính đánh thuê. Lưu Kiến trả lời. Một lần nữa nghe được Lưu Kiến hồi báo, Lăng Hoa Cường trầm ngâm chốc lát, liền làm ra quyết định. Bỏ nhiệm vụ lần này, lập tức rời đi. Rõ. Lưu Kiến khẽ quát một tiếng, sau đó lập tức lợi dụng vô tuyến điện truyền đạt lại mệnh lệnh của Lăng Hoa Cường. Thực lực của địch nhân quá mạnh mẽ, lập tức rút lui,
tập hợp ở xe cáp ở phía đông. Vù, vù, vù. Nhận được mệnh lệnh của Lưu Kiến, những thành viên Đông Tinh kia không ham chiến nữa, mà là nhanh chóng hướng về phía xe jeep mà chạy tới. Đám người Lưu Kiến bỏ qua nhiệm vụ, A Minh Thân là đội phó đội bảo vệ Hồng Tinh trước tiên làm ra hồi báo với Phương Khôn đã rời khỏi. Phương gia, kế hoạch có biến. Chuyện gì xảy ra? Trong chiếc Lincoln, bởi vì Phương Khôn đã nghe được tiếng súng nổ lớn, vốn là hưng phấn không thôi. Lúc này nghe được A Minh hồi báo thì liền cả kinh. Con đường nhỏ phía tây đột nhiên xuất hiện một nhóm người, bọn họ ra tay áp chế đám người Đông Tinh, yểm hộ đám người Tương Cương chạy trốn. A Minh vừa nói, trong lòng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh một trận, theo hắn xem ra đám người xuất hiện ở phía tây kia thực lực thật sự quá biến thái, vừa xuất hiện liền khống chế hoàn toàn đối với người của Đông Tinh. Tại sao lại có thể như vậy? Câu trả lời của A Minh khiến cho Phương Khôn cảm thấy kinh hoàng. Phương gia, tôi cũng không biết, mặt khác. Người của Đông Tinh đã bắt đầu rút lui. A Minh cũng tỏ ra buồn bực, đồng thời hắn cũng có chút lo lắng. Hắn biết rõ, nếu như không thể mượn tay đám người Lưu Kiến giết chết Tương Cương mà nói, như vậy kế tiếp Phương Khôn rất có thể để cho hắn ra mặt áp dụng kế hoạch B. Lập tức áp dụng kế hoạch B, vô luận như thế nào, đêm nay cũng phải giết chết Tương Cương. Phảng phất vì xác minh suy đoán của A Minh, Phương Khôn sau khi trầm ngâm ngắn ngủi, quyết đoán hạ mệnh lệnh. Rõ, Phương gia. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng A Minh vẫn là quyết đoán cấp ra câu trả lời chắc chắn. Sau khi kết thúc nói chuyện cùng Phương Khôn, A Minh lấy ra vô tuyến điện liên lạc với Hắc Long. Đội trưởng, tôi là A Minh, có chuyện cần hồi báo. Nói. Trong bóng tối, Hắc Long đang kẹp Ôn Nhã Hinh chạy như điên đã không cách nào thấy được thân ảnh của Bùi Đông Lai, hắn giấu người ở phía sau ghế đá trong công viên, nói chuyện cùng A Minh. Phục kích người của chúng ta đúng là đám tạp chủng Đông Tinh kia. Giọng nói của A Minh lộ ra vẻ dồn dập. Bất quá, sau khi đám người ở phía tây kia xuất hiện, đám tạp chủng Đông Tinh chết không ít, bọn hắn bây giờ đã lựa chọn rút lui đám người ở phía tây kia là người của chúng ta sao? Là người của Bùi Tiên Sinh. Hắc Long không có giấu giếm A Minh. Thì ra là người của Bùi Tiên Sinh. Trong lòng A Minh cả kinh, nhưng không có biểu hiện ra ở trong giọng nói, mà là hỏi. Đội trưởng, các người bây giờ đang ở chỗ nào? Tôi dẫn người qua đó. Cậu dẫn người đến khu nghỉ ngơi phía tây bắc công viên chờ ta. Hắc Long vốn là muốn để cho A Minh trực tiếp dẫn người đến đường nhỏ phía tây hội hợp, nhưng lại sợ đám người A Minh sẽ bị người của Bùi Đông Lai giết nhầm, không thể làm gì khác hơn là trước tiên để cho A Minh dẫn người hội hợp cùng hắn trước. Hai phút sau, Bùi Đông Lai dẫn đầu mang theo Tương Cương đã tới con đường nhỏ phía tây, đứng ở đầu đường. Lấy Phong Diệp cầm đầu các thành viên Phong Diệp chờ trực đã lâu. Bùi Tiên Sinh. Nhìn thấy Bùi Đông Lai, một nhóm 12 thành viên Phong Diệp liền chào hỏi Bùi Đông Lai. Tình huống hiện tại như thế nào? Bùi Đông Lai để Tương Cương xuống rồi hỏi. Địch nhân đã từ phía đông rút lui. Phong Diệp trả lời. Tôi lúc lên núi quan sát địa hình, phía đông có một xe jeep đứng chờ, địch nhân hẳn là sẽ lợi dụng xe jeep để chạy trốn. Nghe được Phong Diệp hồi báo, Bùi Đông Lai cau mày đem ánh mắt nhìn về hướng đông, dường như đang do dự có nên truy kích hay không. Bùi Tiên Sinh, thủ hạ cùng ta hội hợp, đang tới gần con đường nhỏ phía tây, ngài hãy ra lệnh để người của ngài không nên động thủ. Lúc Bùi Đông Lai đang do dự, trong bộ đàm của một gã hộ vệ Hồng Tinh truyền ra thanh âm của Hắc Long. Hai phút sau, dưới sự chờ đợi của đám người Bùi Đông Lai, Hắc Long một tay kẹp Ôn Nhã Hinh. Mang theo một nhóm gần 20 người của A Minh đã tới nơi. Tưởng thúc, tôi dẫn người đi xuống núi nhìn xem dưới chân núi có mai phục hay không, nếu là không có mai phục, tôi đề nghị chúng ta áp dụng truy kích đối với người của Đông Tinh. Thấy đi theo phía sau Hắc Long gần 20 người, Bùi Đông Lai yên lòng, nói với Tương Cương. Ngài cùng người khác gặp nhau đi, ở trên núi chờ tin tức của tôi, sau đó lại từ đường nhỏ xuống núi. Tốt! Tương Cương gật đầu. Hắc Long, bảo vệ tốt cho Tương Tiên Sinh. Thấy Tương Cương gật đầu, Bùi Đông Lai nhìn vào mắt Hắc Long, sau đó không nói gì nữa, mang theo một nhóm 12 người Phong Diệp, nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Mắt thấy Bùi Đông Lai dẫn người rời đi, nỗi lo trong lòng A Minh chậm rãi rơi xuống, sát cơ chợt hiện lên trong mắt của hắn. Tương Cương cũng không biết mình đã thành cá nằm trên thớt, tùy thời sẽ bị A Minh giết chết, sau khi hắn thấy Bùi Đông Lai dẫn người rời đi, vội vàng ra lệnh.
mau sớm liên lạc với những người khác, để cho bọn họ tới đây tập hợp. Rõ, Tương tiên sinh. Mặc dù A Minh thấy Bùi Đông Lai dẫn người rời đi nhưng hắn cũng vội vàng đồng ý, chuẩn bị dựa theo an bài của Phương Khôn, đợi những người trung thành với Tương Cương đến đây rồi sau đó sẽ giết hết. Sau đó, lúc một gã hộ vệ phía sau A Minh chịu trách nhiệm liên lạc với năm tên đại lão Hồng Tinh kia, Bùi Đông Lai không có mang người chạy thẳng tới phía chiếc xe cáp kia mà là dừng bước. Bùi tiên sinh, có chuyện gì thế? Đám người Phong Diệp thấy Bùi Đông Lai dừng lại, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cho là Bùi Đông Lai phát hiện nguy hiểm, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Trong đám hộ vệ kia của Tương tiên sinh có nội gián bên trong, mới vừa rồi sở dĩ ta nói rời đi, là muốn dẫn xà xuất động. Bùi Đông Lai xuyên thấu qua rừng cây, nhìn đám người A Minh cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh nói. Chúng ta thần không biết quỷ không hay ẩn núp ở đây, một khi tên nội gián hiện thân, lập tức giết chết. Ách! Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, cho dù là đám người Phong Diệp đã trải qua huấn luyện cực kỳ tàn khốc, tố chất tâm lý cũng thật tốt nhưng cũng khó tránh khỏi ngẩn ra. Bùi Đông Lai không có nói gì nữa, mà là liền động thân, tính toán vây quanh phía sau đám người Tương Cương. Theo hắn xem ra, những thủ hạ kia của Lăng Hoa Cường thực lực cũng không tầm thường nhưng mà chỉ cần hắn mang theo Tương Cương tránh khỏi một kiếp này, những tên thủ hạ kia cũng không có bất cứ uy hiếp nào nữa. Ngược lại, nội gián bên cạnh Tương Cương lại có uy hiếp rất lớn, dù sao những thứ nội gián kia núp phía sau màn ngươi không thể biết hắn lúc nào sẽ nhảy ra. Reng, reng. Bùi Đông Lai vừa mới động thân, điện thoại trong túi áo liền rung lên. Bên tai vang lên âm thanh chấn động của điện thoại di động, cước bộ Bùi Đông Lai đột nhiên dừng lại, làm ra một cái thủ thế, ý bảo đám người Phong Diệp cứ ẩn núp trước. Ngồi xổm người xuống, lấy ra điện thoại di động, con người Bùi Đông Lai đột nhiên lớn hơn, trong lòng tuôn ra một cái trực giác không tốt. Bởi vì, chủ nhân cuộc gọi tới chính là Mộ Khuynh Nhan. Bởi vì đoán được Phương Khôn sẽ lợi dụng cơ hội bái quan nhị gia tối nay để động thủ. Cho nên trước lúc Bùi Đông Lai đi theo Tương Cương đến núi Thái Bình, đã bàn với Tương Cương đem Mộ Khuynh Nhan rời đến một địa phương tuyệt đối bí mật, hơn nữa còn dặn Mộ Khuynh Nhan tối nay không tiếp bất kỳ điện thoại của ai, cũng không gọi điện thoại cho ai. Ở dưới dạng tình hình này, Mộ Khuynh Nhan đột nhiên gọi điện thoại tới, khiến cho vẻ mặt của Bùi Đông Lai trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, bất quá vẫn là trầm ổn ấn nút trả lời, trước tiên mở miệng hỏi. Khuynh Nhan! Khuynh Nhan! Ai ui! Gọi thật là thân mật a. Phảng phất xác minh suy đoán của Bùi Đông Lai là đúng, trong điện thoại không có truyền ra giọng nói của Mộ Khuynh Nhan, mà là một giọng nói không xa lạ với Bùi Đông Lai. Chủ nhân của thanh âm này đúng là Phương Húc Đông. Nghe ra đúng là giọng nói của Phương Húc Đông, chân mày Bùi Đông Lai trong nháy mắt nhíu lại thành hình chữ xuyên, không có lên tiếng. Tiểu tạp trùng, mày có phải đang suy nghĩ tao làm sao có thể lấy được điện thoại của Mộ Khuynh Nhan? Đầu bên kia điện thoại, Phương Húc Đông thấy Bùi Đông Lai trầm mặc, âm trầm nói. Chúng mày nghĩ chúng mày len lén đem Mộ Khuynh Nhan rời đi, tao liền không tìm được nàng ư. Ha 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 ha. Nói tới đây, Phương Húc Đông lại âm trầm nở nụ cười. Tiểu tạp chủng, lại nói tao còn phải cảm tạ mày, tên hộ vệ của Mộ Khuynh Nhan buổi tối hôm qua bị mày đuổi đi nhắc nhở tao, tao liền biết bọn mày sẽ có trò này, cho nên... Tao đã để cho người của tao len lén đặt thiết bị theo dõi mini ở trong hộp hóa trang của Mộ Khuynh Nhan. Mày dám động vào một đầu ngón tay của Mộ Khuynh Nhan, tao đảm bảo Phương gia từ nay xóa tên khỏi Hương Cảng. Nghe được lời nói của Phương Húc Đông, ánh mắt Bùi Đông Lai híp lại thành một đường nhỏ, sát ý trong giọng nói không thể nghi ngờ. Bất quá Phương Húc Đông một chút cũng không có cảm thấy sợ mà là giống như nghe được chuyện đáng cười nhất thế giới này, cười phá lên. Tiểu tạp chủng. Tao thật mong đợi mày diệt cả nhà Phương gia chúng tao đấy, đến đây đi, tao bây giờ đang ở một club tư nhân tên là Baby, mày tới đây giết tao đi. Mày phải tới nhanh một chút, nếu không mày không thể nhìn thấy Mộ Khuynh Nhan đang lẳng lơ quỳ ở chỗ kín của tao cầu xin tao thượng nàng, mặt khác, mày không cần ảo tưởng báo cảnh sát, nếu như tao phát hiện mày báo cảnh sát mà nói, sau khi thượng nàng xong tao sẽ để cho thủ hạ của tao thay phiên thượng nàng, hơn nữa còn có thể đem nàng ném xuống cái hộp đêm nát nhất Hương Cảng này. Làm cho nàng ngày ngày bị nam nhân giày vò. Dường như cảm thấy đả kích như vậy đối với Bùi Đông Lai còn chưa đủ, vẻ mặt Phương Húc Đông hiện lên nụ cười tà ác tiếp tục nói. Thử nghĩ xem, thiên hậu đại danh đỉnh đỉnh châu Á ngày sau biến thành kỹ nữ hạ tiện nhất, những thứ khách làng chơi kia có thể điên cuồng hay không?
Không đợi Phương Húc Đông nói ra câu kế tiếp khỏi cửa miệng, Bùi Đông Lai đã cúp điện thoại. Đô, đô. Nghe được trong ống nghe truyền ra thanh âm đô đô, Phương Húc Đông có một loại cảm giác thú vị, hắn suy nghĩ một chút, nói. Tên tiểu tạp chủng kia thân thủ rất tốt, khiến cho người ta xem trọng rồi, nếu như hắn đem theo rất nhiều người hoặc là có cảnh sát xuất hiện, lập tức báo cho ta biết. Nếu như hắn đến một mình, như vậy soát hết vũ khí trên người hắn, dẫn hắn đi vào. Rõ, anh Đông. Một gã thủ hạ của Phương Húc Đông lớn tiếng lĩnh mệnh. Anh Đông, đã để cho tiểu kỹ nữ Mộ Khuynh Nhan kia ăn khoái nhạc nhất hảo rồi, dược tính sau 20 phút nữa sẽ phát tác. Lại một gã thủ hạ khác của Phương Húc Đông, vẻ mặt cười dâm nói. Anh xem lúc nào thì thượng nàng. Thanh âm vừa dứt, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt mong đợi, trong đôi mắt đều là dục vọng. Vừa rồi hắn nghe được Phương Húc Đông nói chuyện cùng Bùi Đông Lai, biết sau khi Phương Húc Đông chơi xong Mộ Khuynh Nhan, rất có thể để cho bọn họ cùng nhau thượng nàng. Không vội. Phương Húc Đông cười lạnh lắc đầu. Tiểu kỹ nữ Mộ Khuynh Nhan này ở trong sinh nhật cùng tiểu tử kia thân mật, không nể mặt ta, như vậy, ta sẽ để nam nhân nàng thích, trơ mắt nhìn nàng tự mình lẳng lơ, van xin, quỳ, khóc, hô lên xin ta thượng nàng. Các ngươi ngẫm lại xem, lúc ta đem đoạn video đó cho nàng nhìn xem, nàng sẽ có tâm tình như thế nào. Ha 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 ha. Thanh âm vừa dứt, dường như Phương Húc Đông nghĩ tới một màn kia, cười phá lên cực kỳ biến thái. Bùi Đông Lai cũng không biết kế hoạch của Phương Húc Đông. Mặc dù trong lòng của hắn đang có một cỗ lửa giận thiêu đốt, chỉ là sau khi cúp điện thoại, hắn hết sức điều chỉnh tâm tình một phen, làm cho mình tỉnh táo lại, sau đó dùng vô tuyến điện hạ mệnh lệnh với đám người Phong Diệp, nói. Tất cả mọi người trở về chỗ của ta. Tất cả thành viên Phong Diệp căn bản đã ẩn núp xung quanh đám người Tương Cương, nghe được mệnh lệnh của Bùi Đông Lai, không dám hỏi nhiều, mà là lập tức thật cẩn thận di chuyển về phía Bùi Đông Lai đang ẩn núp. Tưởng thúc. Nửa phút đồng hồ sau, Bùi Đông Lai mang theo đám người Phong Diệp hướng về phía đám người Tương Cương đi tới, vì cho thấy thân phận, nên lớn tiếng gọi. Chẳng lẽ hắn biết kế hoạch của Phương gia? Không thể nào. Trong lòng A Minh hiện lên một tia ý niệm hoảng sợ, bất quá rất nhanh liền phủ định suy nghĩ này. Trong lòng mặc dù nhắc lên kinh đào hải lãng, nhưng là bởi vì A Minh đang cùng Hắc Long đứng cùng một chỗ, vì thế vẻ mặt của những thủ hạ kia của A Minh cũng không có bất kỳ khác thường nào. Đông Lai. Tương Cương lại là mang theo vài phần nghi ngờ hỏi một tiếng. Là tôi. Bởi vì trong lòng lo lắng cho an nguy của Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai không dám lãng phí thời gian, mà là sải bước đi nhanh tới hướng Tương Cương. Đông Lai, cậu. Thấy Bùi Đông Lai dẫn người xuất hiện, vẻ mặt Tương Cương đầy vẻ nghi ngờ. Tưởng thúc, tôi có việc cần nói với thúc. Không đợi Tương Cương nói xong, Bùi Đông Lai liền cắt đứt lời của Tương Cương. Tốt. Tương Cương cũng gật gật đầu, đi theo Bùi Đông Lai sang một bên để nói chuyện riêng. Tưởng thúc, Khuynh Nhan bị Phương Húc Đông bắt cóc rồi. Vì tiết kiệm thời gian, Bùi Đông Lai lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Đối với Tương Cương mà nói, Mộ Khuynh Nhan là người thân duy nhất của hắn, là tâm can bảo bối của hắn được hắn nâng niu che chở. Lúc này lại nghe được Bùi Đông Lai nói Mộ Khuynh Nhan bị rơi vào trong tay Phương Húc Đông, cả người hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai, cảm giác kia dường như đang hỏi, làm sao Khuynh Nhan lại bị bắt được. Mới vừa rồi Phương Húc Đông dùng điện thoại của Khuynh Nhan gọi điện thoại cho tôi, nói là đã bắt được Khuynh Nhan. Dựa theo lời hắn nói, người của hắn đã lén cài thiết bị theo dõi vào trong hộp hóa trang của Khuynh Nhan. Nói tới đây, Bùi Đông Lai có chút tự trách. Lúc hắn cùng Mộ Khuynh Nhan tách ra, đã kiểm tra y phục, giày, bao tay cùng điện thoại di động của Mộ Khuynh Nhan, duy nhất chỉ có không kiểm tra hộp hóa trang của Mộ Khuynh Nhan. Phương Húc Đông, hắn muốn làm gì? Bởi vì quá mức lo lắng cho an nguy của Mộ Khuynh Nhan, trên mặt của Tương Cương cũng không tìm được nửa điểm chấn định, có chẳng qua là kinh hoàng. Phương Húc Đông bắt cóc Khuynh Nhan, là vì muốn dụ tôi tới đó, sau đó giết tôi. Bùi Đông Lai cực kỳ nhanh nói. Tưởng thúc, hiện tại tôi sẽ lập tức đi cứu Khuynh Nhan. Ta cùng đi với cậu. Tương Cương không chút nghĩ ngợi nói. Tưởng thúc, thúc đi cùng tôi không có chút tác dụng nào, ngược lại sẽ làm tôi phân tâm. Bùi Đông Lai rất dứt khoát cự tuyệt đề nghị của Tương Cương. Tương Cương há mồm ra, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Tưởng thúc, thời gian cấp bách, tôi không cùng chú nhiều lời.
Thúc cần phải nhớ kỹ một điểm, trong đội hộ vệ của thúc có nội gián, nhưng tôi không biết chính xác là người nào. Vốn là tôi định dẫn xà xuất động tiêu diệt một lượt. Hiện giờ Khuynh Nhan bị bắt cóc, chỉ có thể buông tha cho kế hoạch kia. Tôi dẫn người đi cứu Khuynh Nhan, đồng thời lưu lại 8 người bảo vệ an toàn của thúc. Bùi Đông Lai dùng một loại giọng nói không thể nghi ngờ. Có lẽ là chuyện tình của mộ Khuynh Nhan khiến cho Tương Cương mất hết tinh thần, thế cho nên nghe được Bùi Đông Lai nói hộ vệ bên cạnh hắn có nội gián, phản ứng của hắn cũng không có kịch liệt, mà là máy móc gật đầu. Thấy Tương Cương đáp ứng, Bùi Đông Lai hỏi Tương Cương địa điểm hội sở Baby ở đâu, sau đó bước nhanh đi tới trước người Phong Diệp, hướng về phía Phong Diệp nói. Phong Diệp, cậu lưu lại 7 người bảo vệ Tương tiên sinh, 4 người còn lại đi theo ta. Xin Bùi tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt sự an toàn của Tương tiên sinh. Mặc dù Phong Diệp không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ là theo hắn xem ra. Nếu một cú điện thoại có thể khiến cho Bùi Đông Lai thay đổi kế hoạch dẫn xà xuất động tiêu diệt nội gián, như vậy chuyện đó khẳng định hết sức nghiêm trọng. Đi! An bài hết thảy mọi việc xong, Bùi Đông Lai không hề dừng lại, mang theo 4 gã thành viên Phong Diệp, chạy nhanh về hướng xe cáp ở phía Tây. Mà 7 gã thành viên Phong Diệp còn lại dưới sự chỉ huy của Phong Diệp lưu lại, che ở bên cạnh Tương Cương, cảnh giác nhìn tất cả thành viên đội bảo vệ Hồng Tinh bao gồm cả Hắc Long, A Minh. Một phút sau, Bùi Đông Lai mang theo 4 gã thành viên Phong Diệp chạy như điên đến chỗ xe cáp đứng chờ, lại phát hiện không có xe cáp. Thắt lưng. Bùi Đông Lai thấy thế, quay đầu nói với một gã thành viên Phong Diệp. Tên thành viên Phong Diệp kia dường như đoán được cái gì, lại không dám khẳng định, mà là đem dây lưng có chất lượng đặc biệt lấy xuống, đưa cho Bùi Đông Lai. Các cậu trở về cùng Phong Diệp bảo vệ Tương tiên sinh. Bùi Đông Lai nhận lấy thắt lưng. Phân phó một tiếng, sau đó không đợi 4 gã thành viên Phong Diệp đáp lời, liền dùng dây lưng quàng lên đường cáp treo, tung người nhảy lên, hướng về phía chân núi mà trượt xuống. Mặc dù 4 gã thành viên Phong Diệp đều đã trải qua huấn luyện cực kỳ tàn khốc, chỉ là nhìn thấy phương pháp liều mạng của Bùi Đông Lai thì đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của 4 gã thành viên Phong Diệp, hai tay Bùi Đông Lai nắm thật chặt lấy cái thắt lưng có chất liệu đặc biệt, dưới tác dụng của trọng lực. Phảng phất như một trận gió cấp tốc lướt đi. Pằng, 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 pằng. Lúc Bùi Đông Lai lướt đi đến giữa sườn núi, trên đỉnh núi vang lên tiếng súng nổ, phá vỡ đêm tối yên lặng. Tâm Bùi Đông Lai liền chìm đến đáy cốc. Ò e, ò e. Đồng thời với tiếng súng vang lên trên đỉnh núi, tiếng còi cảnh sát dưới chân núi cũng vang lên, từng chiếc xe cảnh sát gào thét chạy tới núi Thái Bình. Dưới chân núi Thái Bình. Bởi vì lúc trước phát sinh chuyện bắn nhau, những du khách nghe được tiếng súng vội vàng trốn xuống núi, một lần nữa nghe được tiếng súng, đều là lộ ra bộ dáng sợ hãi, không nhìn được đem ánh mắt nhìn lên hướng đỉnh núi. Bọn họ không cách nào nhìn thấy được mọi chuyện phát sinh trên đỉnh núi, cũng không cách nào phát hiện thấy Bùi Đông Lai đang lợi dụng đai lưng đặc biệt lướt xuống dưới chân núi. Dưới màn đêm, Bùi Đông Lai cấp tốc lướt xuống dưới chân núi, sau khi nghe được tiếng súng. Phản ứng đầu tiên là biết Tương Cương đã xảy ra chuyện. Phong Diệp, chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng hiện ra ý nghĩ này, Bùi Đông Lai nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía bộ đàm giống lớn. Hô, hô! Bởi vì tốc độ trượt thật sự quá nhanh, thanh âm của Bùi Đông Lai bị tiếng gió bao phủ, căn bản không có cách nào thông qua bộ đàm truyền vào trong tai Phong Diệp. Nhận thấy được điểm này, mặc dù trong lòng Bùi Đông Lai lo lắng vạn phần, nhưng hắn biết dù mình có hét rách cổ họng thì Phong Diệp cũng không nghe được, không thể làm gì khác hơn là đợi đến khi xuống dưới chân núi xong sẽ liên lạc lại với Phong Diệp. Sau đó, mắt thấy khoảng cách với xe cáp dưới chân núi đã càng ngày càng gần, hai tay Bùi Đông Lai đột nhiên phát lực hạ xuống. Vù! Đai lưng có tính chất đặc biệt cùng dây cáp ma sát kịch liệt với nhau, vang lên không ngừng, tia lửa văng khắp nơi, tốc độ của Bùi Đông Lai bắt đầu giảm bớt. A, nhìn xem! Đột nhiên, một gã du khách đứng ở bên cạnh xe cáp thấy Bùi Đông Lai đang giảm tốc độ, hai tay nắm đai lưng, trượt xuống dọc theo đường cáp treo, kéo đồng bạn bên cạnh thất thanh hét to. Vèo! Không đợi gã du khách kia nghiêng đầu sang nhìn, Bùi Đông Lai đột nhiên buông đai lưng có tính chất đặc biệt ra, tung người nhảy xuống, hai tay chụp vào thân của một cây đại thụ. Ba! Răng rắc! Một tiếng giòn tan vang lên, hai tay Bùi Đông Lai chụp vào trên thân cây. Thân cây không cách nào thừa nhận lực lượng khổng lồ đó, trực tiếp gãy lìa. Sau khi mượn thân cây đỡ phần lớn lực đạo,
Bùi Đông Lai nhẹ buông tay, cả người rơi xuống trên mặt đất, thân mình lăn lộn ngay tại chỗ, hoàn toàn giải hết lực đạo khi rơi. Có chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, tên đồng bạn bị tên đứng bên cạnh xe cáp kéo áo nhìn đường cáp treo trống rỗng, sắc mặt nghi ngờ nói. Ách! Tên du khách mới vừa nhìn Bùi Đông Lai trượt xuống theo đường cáp treo kia trợn mắt há hốc mồm mà đứng nguyên tại chỗ, hắn há to mồm ra nhưng lại không cách nào nói được một tiếng. Bùi Đông Lai không có để ý hành động của mình khiến cho tên du khách kia có bao nhiêu khiếp sợ, cũng không rảnh để suy nghĩ điểm này, sau khi hắn ổn định thân hình, trước tiên dùng bộ đàm hỏi. Phong Diệp, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Bùi tiên sinh, bốn người hắc tử bọn họ bỗng nhiên trở về, hấp dẫn lực chú ý của chúng tôi, nội gián trong hộ vệ của Tương tiên sinh nhân cơ hội động thủ, khiến chúng tôi trở tay không kịp. Phong Diệp cùng thủ hạ ẩn nấp ở trong bụi cây, sắc mặt ủy khuất nói. Bọn chúng có quá nhiều người, trừ cái người gọi là Hắc Long kia ra, toàn bộ những người khác đều là nội gián. Lộp bộp. Lời nói của Phong Diệp khiến trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi run lên. Hắn đoán được trong đội bảo vệ Hồng Tinh sẽ có người của Phương Khôn, nhưng lại không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy. Đồng thời cảm thấy khiếp sợ, tâm Bùi Đông Lai hoàn toàn trầm xuống, lại không cam lòng hỏi. Tương tiên sinh đâu? Tương tiên sinh bị giết rồi. Ánh mắt Phong Diệp nhìn chằm chằm vào địa phương đám người A Minh ẩn thân, nói. Chúng tôi cùng bọn chúng rằng co. Sao lại sợ ngài bị tên khốn kia vu oan, nên không có nổ súng, ngài định làm như thế nào? Không nên động thủ. Bùi Đông Lai nắm chặt hai tay lại, sắc mặt âm trầm dọa người, hắn nhìn thấy xe cảnh sát đã tới dưới chân núi, trầm giọng nói. Các cậu lập tức rời khỏi núi Thái Bình, chờ lệnh của tôi. Hiển nhiên, Bùi Đông Lai cũng biết Phong Diệp nói rất đúng sự thật nếu như đám người Phong Diệp nổ súng bắn trả mà nói thì những huynh đệ sinh tử của Tương Cương tuyệt đối sẽ tin tưởng là hắn dẫn người giết chết Tương Cương. Đồng dạng, hắn biết rõ, chuyện cho tới bước này, đã không có cách nào vãn hồi, việc phải làm trước mắt chính là, nghĩ hết mọi biện pháp cứu Mộ Khuynh Nhan ra. Đỉnh núi. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Bùi Đông Lai, đám người Phong Diệp mặc dù hết sức tức giận cùng khó chịu, nhưng không có bắn trả, mà là trước tiên lựa chọn rút lui. Đám người Phong Diệp rút lui khiến tiếng súng ngừng lại. Trên con đường trong khu nghỉ ngơi, Tương Cương cùng Hắc Long ngã xuống trong vũng máu, không nhúc nhích. Ngoài ra, khoảng cách ngắn ngủn 10 thước từ rừng cây đến ven đường, nằm xuống 7-8 tên thủ hạ của A Minh. Mặc dù thủ hạ đã chết 7-8 người, nhưng là bởi vì thành công giết chết Tương Cương, nên trên mặt A Minh không có chút nào buồn bực, ngược lại. Cả người hắn giống như là uống máu gà, hết sức kích động. Hiển nhiên, hắn biết rõ, Tương Cương chết rồi, Phương Khôn hẳn là có thể thuận lý thành chương trở thành lão đại của Hồng Tinh, thân phận hắn như vậy cũng sẽ nhất phi trùng thiên. A Minh, chúng ta đã đến, cậu đang ở đâu? Đồng thời lúc A Minh kích động, từ xa truyền đến tiếng hô to. Nghe ra chủ nhân của thanh âm này đúng là một trong các đại lão của Hồng Tinh, A Minh trong lòng vừa động. Không để cho thủ hạ của mình chạy ra, mà là tiếp tục núp trong bụi cây, lớn tiếng trả lời. Tiết ra, là tôi ở trong bụi cây bên cạnh con đường trong khu nghỉ ngơi. Tương tiên sinh bị tên khốn kiếp Bùi Đông Lai kia dẫn người giết chết, người của tôi cũng đã chết không ít. Cái gì, đại ca đã chết? Cách xa hơn 100 mét, đại lão của Hồng Tinh được A Minh gọi là Tiết ra nghe được tin tức Tương Cương bị giết, lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Không riêng gì hắn, ba tên đại lão phía sau hắn may mắn sống sót trong cuộc phục kích cùng đội hộ vệ Hồng Tinh bảo vệ bọn họ cũng đều là trợn tròn mắt. Tiết Khiêm chính là người có tính nghĩa huynh đệ sâu đậm nhất với Tương Cương trong tất cả các đại lão Hồng Tinh, năm đó lúc tranh đấu giành thiên hạ, Tương Cương đã cứu hắn không chỉ một lần. Ở dưới dạng tình hình này, hắn sau khi biết được tin tức Tương Cương bị giết, sau phút khiếp sợ ngắn ngủi, đỏ mắt quát. Đại ca bị ám sát. Chúng ta đi qua đó xem một chút. Thanh âm vừa dứt, Tiết Khiêm không đứng lại, mà mang theo cận vệ hướng địa phương A Minh đang núp tiến tới. Ba tên lão đại khác thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều dẫn người đi theo sau. Anh Minh, mấy lão già kia tới rồi, có cần tiếp tục động thủ không? Một gã thành viên đội bảo vệ Hồng Tinh thông qua ống nhòm thấy đám người Tiết Khiêm hướng bên này chạy tới, hỏi A Minh. Bọn họ có không ít người. Chúng ta không cách nào bảo đảm có thể giết chết tất cả bọn họ. A Minh lắc đầu. Huống chi Phương gia đã nói, mục đích chủ yếu của chúng ta là giết chết Tương Cương,
những người khác có thể giết được thì giết, không thể giết thì lưu lại. Nghe được A Minh nói như thế, hơn 10 tên thủ hạ của A Minh không dám hỏi nhiều nữa. Trong sự chờ đợi của đám người A Minh, đám người Tiết Khiêm đã tới khu nghỉ ngơi, rõ ràng nhìn thấy Tương Cương cùng Hắc Long ngã xuống trong vũng máu, trong đó Tương Cương giống như là bị loạn súng bắn chết, cả người cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ. Thấy một màn như vậy, đám người Tiết Khiêm sắc mặt cuồng biến. Đại ca! Tiết Khiêm bước nhanh vào tới bên cạnh Tương Cương, một tay đỡ Tương Cương lên, thất thanh kêu lên. Bộp! A Minh thấy thế, đỏ mắt, sắc mặt bi phẫn quỳ rạp xuống đất. Bộp bộp bộp! Những tên thủ hạ của A Minh thấy thế, cũng đều quỳ rạp xuống đất. Là chúng tôi không bảo vệ được Tương tiên sinh, chúng tôi cảm nguyện nhận hình phạt. A Minh quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tự trách nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe được lời nói của A Minh, Tiết Khiêm đang bi phẫn quay đầu lại, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào A Minh hỏi. Vẻ mặt của A Minh thống khổ nói. Lúc trước, chúng tôi bị đám đông tinh khốn kiếp kia phục kích, thật vất vả mới thoát được bọn chúng. Ai ngờ tên tạp chủng ngoại lai Bùi Đông Lai kia lại âm thầm tính kế chúng tôi. Ta nhớ được lúc tiếng súng vang lên, chính là Bùi Đông Lai nhắc nhở chúng ta, hơn nữa đẩy ngã đại ca tránh đạn. Một gã đại lão hồng tinh cau mày nói. Làm sao hắn có thể giết đại ca? Buông ra, tên tạp chủng ngoại lai kia, sở dĩ cứu Tương tiên sinh, chính là không muốn bại lộ bản thân, muốn giá họa lên trên người của đông tinh. Sắc mặt của A Minh không đổi, tim không đập nhanh nói. Thời điểm lúc trước, tôi cùng người của tôi mai phục ở phía Tây, thấy hắn mang theo Tương tiên sinh, Ôn tiểu thư, Hắc Long đi tới đây, vốn muốn cùng bọn họ hội hợp. Lại phát hiện tên tạp chủng ngoại lai kia đầu tiên là đánh chết Hắc Long, sau đó hướng Tương tiên sinh cùng Ôn tiểu thư động thủ. Chúng tôi thấy vậy, liền nổ súng ngăn cản, kết quả Ôn tiểu thư bởi vì bị hù dọa hôn mê bất tỉnh nên tránh được một kiếp, mà Tương tiên sinh thì bị bọn chúng bắn chết. Uổng phí Tương tiên sinh đem tên tạp chủng kia trở thành người mình. Đúng vậy, tên tạp chủng kia thật sự rất đáng hận. Tiết gia, Uông gia, Tương tiên sinh chết quá oan khuất. Chúng ta nhất định phải báo thù cho Tương tiên sinh. A Minh vừa dứt lời, một ít thủ hạ của hắn đều mở miệng phụ họa, cảm giác kia tựa hồ giống như cha mẹ của mình bị hại chết, một đám đều mắt đỏ hồng, bộ dáng giống như không giết được Bùi Đông Lai không bỏ qua. Bên tai vang lên những lời nói của mấy tên đội bảo vệ hồng tinh kia, nhìn sắc mặt bi phẫn của bọn hắn, bộ dáng đằng đằng sát khí, bao gồm cả Uông Chu lúc trước chất vấn bọn chúng ở bên trong, tất cả mọi người đều tin lời nói của đám người A Minh. Ta nhất định phải đích thân giết hắn. Tiết Khiêm nghe xong, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi quát. Cảnh sát đã tới dưới chân núi rồi, chúng ta trước tiên mang theo thi thể của đại ca rời đi thôi. Uông Chu được cho là nhân vật số 3 trong Hồng Tinh, lúc này Tương Cương đã chết, trong chỗ này thân phận cùng uy vọng của hắn là cao nhất, hắn trầm ngâm chốc lát, làm ra quyết định. Nghe được lời nói của Tiết Khiêm cùng Uông Chu, đám người A Minh đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỗ sâu nhất trong đôi mắt hiện lên một tia vui sướng. Sau đó, bọn họ không dám chậm trễ, trước tiên ôm lấy thi thể của Tương Cương cùng Hắc Long. Mà Uông Chu lại là lấy ra điện thoại di động bấm số điện thoại của Phương Khôn. Phương Khôn đã rời khỏi núi Thái Bình đã sớm nhận được tin nhắn báo tin mừng của A Minh, biết được tin tức Tương Cương đã bị giết chết, đang ngồi ở trong ô tô, nhìn màn đêm của núi Thái Bình, sắc mặt thích ý hút xì gà. Reng, reng. Nghe được thanh âm chấn động của điện thoại di động, thấy trên màn hình biểu hiện là số điện thoại của Uông Chu, Phương Khôn mỉm cười gạt tàn thuốc, cầm lấy điện thoại di động ấn nghe, giả vờ ngu ngốc hỏi. Tiểu Chu, chúng tôi sau khi xuống núi nghe được trên núi truyền đến tiếng súng, rốt cuộc có chuyện xảy ra vậy? Đại ca đã chết. Uông Chu cắn răng nói. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại, tuy trong lòng Phương Khôn vui vẻ nở hoa, nhưng lại diễn xuất một bộ dáng hết sức khiếp sợ. Chúng tôi bị người của Đông Tinh phục kích ở trong công viên, thật vất vả mới thoát ra được, kết quả lại bị tên Bùi Đông Lai kia tính kế hắn dẫn người giết chết đại ca. Sắc mặt của Uông Chu đầy hận ý nói. Mẹ kiếp, tôi cũng biết là cái tên tiểu xúc sinh kia cố ý lấy lòng đại ca là có ý đồ mà. Phương Khôn hổn hển mắng. Anh Khôn, trước tiên anh hãy nói chuyện với bên cảnh sát để bọn chúng đừng nên cản trở bọn tôi xuống núi. Uông Chu nói. Mặt khác. Lấy danh nghĩa của anh ban bố một cái lệnh truy sát vô luận phải trả giá cỡ nào, chúng ta nhất định phải vì đại ca báo thù.
không riêng gì lệnh truy sát trong hắc đạo, còn có lệnh truy nã của cảnh sát. Phương Khôn nghiến răng nghiến lợi nói ra kế hoạch đã sớm nghĩ kỹ. Ta muốn tên tiểu súc sinh kia phải để mạng ở lại Nam Cảng bồi táng cùng đại ca. Ò-e, 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 ò-e. Tiếng còi cảnh sát chói tai vang dội bầu trời Nam Cảng, từng chiếc xe cảnh sát gào thét chạy ở trên đường phố Nam Cảng, hoàn toàn phá vỡ đêm tối tĩnh lặng. Hai bên đường, người dân nhìn xe cảnh sát gào thét đi lại, đều là nghị luận xem đã có chuyện gì xảy ra, khiến cho nhiều cảnh sát xuất động như vậy. Cùng những người dân bất đồng, một ít người trong các vòng luẩn quẩn đặc thù chẳng những biết lão đại xã hội đen Nam Cảng Tương Cương gặp bất trắc ở núi Thái Bình, hơn nữa còn biết hung thủ là một đám người đến từ đại lục. Vì báo thù cho Tương Cương, Hồng Tinh trước tiên hạ lệnh truy sát, treo giải thưởng 100.000 đô la Hồng Kông. Ngoài ra, cảnh sát vì phòng ngừa hung thủ chạy trốn, đã phái người tiến hành phong tỏa sân bay cùng các bến tàu lớn. Đồng thời lúc phát sinh hết thảy chuyện này, Bùi Đông Lai bị Phương Khôn cho làm sơn dương thế tội đang lái một chiếc xe tầm thường, cấp tốc chạy tới hội sở Baby trong lời nói của Phương Húc Đông. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, sở dĩ hắn ở lại Nam Cảng có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn không muốn Mộ Khuynh Nhan bị liên lụy trong cuộc nội chiến của Hồng Tinh. Thứ hai, hắn muốn đem Lăng Hoa Cường từ trên cao một cước đá xuống đất, khiến cho Lăng Hoa Cường tới sám hối trước mặt tỷ đệ hai người Trang Hiểu Vân, Trang Bích Phàm. Ở dưới dạng tình hình này, nếu như không phải là có nhân tố Mộ Khuynh Nhan ở bên trong, Hồng Tinh có thịnh vượng hay là diệt vong, cũng không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Trên cái thế giới này không có nếu như. Bởi vì Tương Cương thân là lão đại của Hồng Tinh lại là cha của Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai lo lắng cuộc nội chiến trong Hồng Tinh sẽ liên lụy đến Mộ Khuynh Nhan, khiến cho Mộ Khuynh Nhan gặp phải tai ương như trong tiến trình lịch sử, cho nên hắn ra tay giúp Tương Cương. Chẳng qua là, sau khi hắn biết được Mộ Khuynh Nhan bị Phương Húc Đông bắt cóc trong khi hắn đang giúp Tương Cương bắt nội gian thì hắn liền lập tức lựa chọn đi cứu Mộ Khuynh Nhan. Ở hắn xem ra, Phương Húc Đông chỉ danh đích thân hắn phải qua đó. Nếu là hắn chậm chạp không đi thì hắn không cách nào bảo đảm Phương Húc Đông có đủ kiên nhẫn hay không, do đó sẽ hạ thủ đối với Mộ Khuynh Nhan. Đến khi hắn lưu lại bọn người Phong Diệp cũng không có cách nào giữ được tính mạng của Tương Cương, cũng là điều khiến hắn bất ngờ. Dù sao, đội bảo vệ Hồng Tinh ở Hồng Tinh cũng tương tự với Phong Diệp của Mãnh Hổ Bang, Huyết Sát của Đông Nguyệt Bang. Thông thường mà nói vô luận người của Hắc Bang xã đoàn nào thì lực lượng vương bài loại này cũng sẽ bị lão đại vững vàng nắm ở trong tay, Bùi Đông Lai chẳng qua là đoán được trong đội bảo vệ Hồng Tinh có phản đồ, xuất hiện nhiều phản đồ như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bùi Đông Lai không biết sở dĩ Tương Cương dựa theo tiến trình lịch sử bị sát hại ở giữa, cũng là bởi vì Mộ Khuynh Nhan cự tuyệt cùng Phương Húc Đông ở cùng một chỗ do đó làm cho Phương Khôn không còn lòng kiên nhẫn. Cuối cùng bị Phương Khôn âm thầm nắm đội bảo vệ Hồng Tinh trong tay giết chết. Hội sở Baby đúng là được mở dưới danh nghĩa một club tư nhân, ở bên cạnh bờ biển, chủ yếu phục vụ đối tượng tinh anh trong xã hội, cấp cho bọn hắn một nơi vui chơi, để cho bọn họ sau khi làm việc căng thẳng ngoài xã hội tới nơi đây được buông lỏng bản thân. Cùng quá khứ bất đồng chính là, hội sở Baby tối nay cũng không có mở cửa đón khách, bãi đậu xe lớn như thế chỉ có mấy chiếc ô tô đậu. Lúc 9 giờ, Bùi Đông Lai lái chiếc xe đến bãi đậu xe của hội sở. Dừng xe lại, không đợi Bùi Đông Lai xuống xe, bốn gã đại hán mặc tây trang màu đen, đeo tai nghe liền hướng ô tô đi tới. Nương theo ánh đèn trong bãi đỗ xe, Bùi Đông Lai có thể rõ ràng nhìn thấy camera trên đỉnh đầu cũng như thấy được ngực của bốn gã đại hán phồng lên. Nhận thấy được hết thảy điểm này, Bùi Đông Lai không có lựa chọn động thủ với bốn gã đại hán đang đi tới phía mình, mà là đẩy cửa xe ra, đi xuống. Không được nhúc nhích, giơ chim lên trời. Mắt thấy Bùi Đông Lai xuống xe bốn gã đại hán vội vàng dừng lại, móc súng trong ngực ra nhắm ngay vào Bùi Đông Lai. Nhìn trong xe xem có còn người nào khác hay không. Trong đại sảnh hội sở, Phương Húc Đông thông qua màn hình camera thấy một màn như vậy, ra lệnh. Nếu như không có người khác, lục soát vũ khí trên người hắn, đem hắn vào đây. Rõ, anh Đông. Đầu lĩnh đại hán thông qua bộ đàm hồi báo Phương Húc Đông. Sau đó để cho một gã đồng bạn tiến lên soát người Bùi Đông Lai, một gã đồng bạn khác đi kiểm tra ô tô. Rất nhanh, súng lục, điện thoại di động thậm chí cả cái bật lửa trên người Bùi Đông Lai cũng bị tịch thu. Dẫn hắn vào đây. Phương Húc Đông thông qua màn hình theo dõi thấy như vậy liền yên lòng. Đi. Nghe được mệnh lệnh của Phương Húc Đông,
ba tên đại hán dùng súng đẩy đẩy Bùi Đông Lai, ý bảo Bùi Đông Lai đi theo đại hán đầu lĩnh tiến vào hội sở. Thân là một trong các club tư nhân nổi danh của Hồng Tinh, hội sở Baby che giấu phi thường tốt, hội sở ở dưới lòng đất, hơn nữa cửa vào hội sở còn có hai cái, một cái thông qua cửa ngầm ở bãi đậu xe tiến vào, sau đó theo thang máy tiến vào hội sở, còn một lối đi còn lại là từ trên biển ngồi cano tiến vào. Thông thường mà nói, chỉ có khách nhân có thân phận nhạy cảm, không muốn bại lộ thân phận mới có thể hưởng thụ đặc quyền ngồi cano tiến vào của hội sở. Sau khi bị ba tên đại hán dùng súng đẩy đẩy tiến vào cửa ngầm, Bùi Đông Lai thấy trước cửa thang máy bốn gã đại hán có súng trong người giống bốn tên kia, hơn nữa trang bị tai nghe thống nhất, một khi phát sinh vấn đề, bọn họ sẽ biết được đầu tiên. Đi vào. Cửa thang máy mở ra, ba tên đại hán dùng súng ép Bùi Đông Lai, đồng thời đem Bùi Đông Lai đẩy vào thang máy, đại hán đầu lĩnh ấn vào nút tầng ngầm thứ hai, thang máy bắt đầu hạ xuống. Đinh. Vài giây đồng hồ sau, kèm theo một tiếng vang nhỏ, thang máy dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra. Anh Đông bảo các người ra trông coi bên ngoài, một khi có biến lập tức báo cáo. Cửa thang máy, tám tên đại hán vóc người khôi ngô, vẻ mặt bưu hãn chờ trực đã lâu, chỉ thấy một gã đại hán đầu chọc quét mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái, sau đó hướng về phía tên đại hán đầu lĩnh kia đang đứng trong thang máy nói một tiếng. Tốt! Đại hán đầu lĩnh đứng trong thang máy đáp một tiếng, ý bảo thủ hạ đem người giao cho thủ hạ của gã đại hán đầu chọc. Giống với lúc trước, sau khi ra khỏi thang máy, Bùi Đông Lai vẫn bị người dùng súng chĩa vào người, hơn nữa nhân số từ 3 người biến thành 4 người, súng từ 3 khẩu biến thành 4 khẩu.